Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 16. Tiêu Phàm rời Vân Lai khách sạn, chẳng có mục tiêu hành tẩu trên đường cái rộng lớn. Thành phố này tràn ngập nhiệt tình và lãng mạn, cũng mang theo một loại huyết tính và cuồng dã, đây là định nghĩa Tiêu Phàm đối với Ly Hỏa Đế Đô. Tiểu huynh đệ, muốn mua hồn binh không? Thần binh phường mới nghiên cứu ra một bộ lục phẩm chiến giáp, giá cả ưu đãi, lộng lẫy xa hoa, cam đoan hài lòng. Tới, nhìn một chút đi, Cẩm Tú chiến bào các mới nhất lục phẩm chiến bào, không phải ngàn vạn, cũng không phải 100 vạn, chỉ cần 2 vạn trung phẩm hồn thạch, 2 vạn trung phẩm hồn thạch liền có thể mang đi, uy, tiểu huynh đệ, ngươi đừng đi a. Tiểu tử, tránh ra, đừng cản đường ta, cẩn thận tiểu lang tổn thương ngươi. Trên đường cái, bóng người đông đảo, phi thường náo nhiệt, chen vai sát cánh. Có một gian phố rèn viết thần binh phường đang chào hàng hồn binh, cũng có một gian cửa hàng thời trang chiến bào, người bán hàng run rẩy giới thiệu chiến bào, còn có một chút hồn thú cao lớn uy mãnh phẫn nộ hét lớn, mạnh mẽ đi tới. Tiêu Phàm tựa như vô số người bình thường, một mình một người đi lại, cái muốn nhìn vậy cũng nhìn một cái. Tiêu Phàm đã chậm rãi quen thuộc với cuộc sống yên tĩnh, bây giờ có chút không thích ứng. Hắn nhắm hai mắt, để cho hắn có loại cảm giác trở lại quá khứ, chỉ khác là người chung quanh không còn là người bình thường, mà là một nhóm tu sĩ cường đại. Xin hỏi một cái, vị đại thẩm này, sinh tử. Tiêu Phàm đi đến ven đường, nhìn một phụ nữ trung niên đang bày hàng ở vỉa hè hỏi. Chỉ là không đợi hắn nói xong, phụ nữ trung niên kia liền trợn mắt quét qua, cắt ngang lời nói Tiêu Phàm, tiểu hòa tử, mắt ngơ nhìn ta giống đại thẩm lắm à. Cơm có thể ăn bậy. Lời nói không thể nói lung tung. Nhìn phụ nữ trung niên nở nang to mọng, mặt mũi tràn đầy đốm đen, Tiêu Phàm có loại xúc động muốn ói, bất quá ngoài mặt vẫn duy trì bình tĩnh. Vị đại tỷ này, xin hỏi sinh tử đấu trường đi như thế nào? Tiêu Phàm vội ho một tiếng, mở miệng nói, chỉ có thể an ủi bản thân. Đi ra khỏi nhà, có thời điểm đối mặt kẻ yếu cũng không thể không cúi đầu. Tiểu hòa tử biết nói chuyện, câu nói này ta thích nghe nhiều. Sắc mặt phụ nữ trung niên cũng biến thành ấm áp, lôi kéo cánh tay Tiêu Phàm chỉ nơi xa nói, ngươi thấy không? Cuối con đường cái kia có một dãy nhà, chính là cái phía trên có hình tròn tròn. Tạ ơn đại tỷ. Tiêu Phàm cười cười, phụ nữ trung niên có vẻ như cũng không đáng giận như thế, chỉ là tuổi tác và xưng hô, vô luận là ở đâu đều là cấm kỵ của nữ nhân. Tiêu Phàm nhìn kiến trúc hình tròn phía xa, bước chân cũng tăng tốc mấy phần. Thỉnh thoảng liếc nhìn bốn phía, nhớ kỹ phương hướng Vân Lai khách sạn. Kiến trúc hình tròn nhìn như rất gần nhưng tại phía xa chân trời, dòng dã làm Tiêu Phàm đi một canh giờ mới tới phía dưới. Hắn cũng rốt cục minh bạch đạo lý nhìn núi làm ngựa chết. Hơn nữa, Ly Hỏa Đế Đô không phải cuồn cuộn bình thường, một con đường vậy mà dài mười mấy dặm. Lúc này, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, nhìn tòa nhà siêu cấp cự phách trước mắt, kiến trúc đạt đến 30-40 mét. Bên ngoài dùng một loại hỏa diễm nham thạch riêng biệt xây thành, như là một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Ngẩng đầu hướng hai bên nhìn lại, dài chừng 3-4 ngàn mét. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng sinh tử đấu trường này đến cùng lớn bao nhiêu. Cách đó không xa có một cửa ra vào, không ít tu sĩ ra vào vào, lui tới có thứ tự, không ai dám ở chỗ này bão nổi, cho dù người giữ cửa cũng đều là chiến vương cảnh. Tiêu Phàm mang một tia hiếu kỳ đi qua. Nơi đó có một khối màn hình rất lớn, cùng màn hình điện tử kiếp trước có chút giống nhau, bất quá đây chỉ là một kiện hồn binh đặc biệt. Trên màn hình hiện ra từng cái danh tự, phía sau danh tự còn có từng bức họa, mỗi người đều mang mặt nạ, không thấy khuôn mặt chân thực. Cho dù chỉ là hình ảnh giả lập, trên thân người cũng tản ra một cỗ sát khí lăng lệ. Rất hiển nhiên, những người này chính là người hôm nay tham gia sinh tử đấu, hết thảy có 20 trận. Còn người Tiêu Phàm quét một vòng, cái gì cũng không chú tâm nhớ, những cái danh tự cổ quái kia cũng không phải là tên thật. Ơi, lão Lý, người hôm nay làm sao cũng đến thế, người không phải đột phá bình cảnh sao? Một nam tử trung niên mặc kim sắc cẩm bào từ một chiếc xe ngựa thượng tẩu xuống. Không thể không đến được, hôm nay thiên tàn ra sân, nếu bỏ lỡ liền không biết lúc nào mới có thể tiếp tục. Một phương hướng khác. Một cái tên nam tử mang ngọc quan hắc bào từ trên lưng một đầu cự hổ chậm rãi rơi xuống. Chỉ từ cách hai người ăn mặc liền có thể nhìn ra,
địa vị bọn hắn rất bất phàm, cho dù ở ngoại thành cũng là người rất có thân phận. Ngươi cũng là vì thiên tàn đến sao, hôm nay thiên tàn nếu như thắng liền cầm 99 phen thắng lợi, chỉ kém một trận liền có thể triệt để thoát thân. Nam tử trung niên kim sắc cẩm bào cười ha hả nói. Lúc nói đến hai chữ thiên tàn, trong mắt của hắn mang theo một tia kính sợ. 99 trận, thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, nếu trận này thắng, sau đó lại thắng một trận, há không phải có thể đoạt được sát phương thí luyện nhập trường khoán. Một trận cuối cùng còn quá mơ hồ, sinh tử đấu trường sẽ không bỏ qua cái cây dụng tiền như thế. Trận này mặc dù phần thắng khá lớn, nhưng hắn chưa chắc có thể cầm xuống. Nam tử đầu đội ngọc quan lắc đầu thở dài. Sau đó hai người giao một chút hồn thạch liền biến mất ở trong cửa. Tiêu Phàm đi đến chỗ đám người bắt đầu xếp hàng. Xem trận nào, người bán vé lười biếng nói. Thiên tàn đối chiến Phong Lang. Tiêu Phàm bình thản nói ra, hắn cũng rất nhớ rõ, liên tục thắng 98 trận là thiên tàn, đến cùng có cái gì riêng biệt. 5.000 hạ phẩm hồn thạch. Người bán vé đem hồn thạch tạp Tiêu Phàm soát 5.000 hạ phẩm hồn thạch, sau đó lấy ra một tấm ngọc bài đưa cho Tiêu Phàm. 5.000 hạ phẩm hồn thạch, chỉ vì xem một trận tranh tài, sinh tử đấu trường nhất định chính là cướp tiền. Tiêu Phàm tiếp nhận ngọc bài, trong lòng thầm mắng nói. Rất nhanh, dưới sự chỉ dẫn, Tiêu Phàm đi tới một mảnh không gian rộng rãi, ngẩng đầu nhìn lại, bốn phía là từng dãy chỗ ngồi. Giữa chỗ ngồi là một huyết sắc chiến đài to lớn, xung quanh đại khái 300 trượng. Ở giữa thính phòng và huyết sắc chiến đài là một ao nước dài 20 trượng, ao nước sâu không thấy đáy, chỉnh thể hiện lên huyết sắc, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ khắc nghiệt huyết tinh. Tiêu Phàm đại khái tính một cái, đấu trường này vẻn vẹn có thể dung nạp 10 vạn người. Nếu như dựa theo mỗi người 5.000 hạ phẩm hồn thạch, trận đấu này liền lừa 5 ức hạ phẩm hồn thạch. Tranh tài dạng này như nhôm nay thì có 12 trận, những hồn thạch đánh cược căn bản tính không được cái gì. Nào chỉ là đoạt tiền A, đoạt tiền căn bản không có nhanh như vậy. Trong lòng Tiêu Phàm oán thầm không thôi. Đương nhiên, hắn không có quá nhiều hứng thú tham gia đánh cược, hắn chỉ muốn biết quy tắc trò chơi sinh tử đấu trường, bởi vì hắn rất nhanh cũng sẽ trở thành một thành viên trên chiến đài kia. Khoảng cách một năm kỳ hạn huyết yêu nhiêu nói chỉ còn 11 tháng, hắn bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Tiêu Phàm dựa theo phương hướng phía trên ngọc bài ngồi xuống. Thời gian không quá một nén nhang, đột nhiên, một thanh âm to lớn vang lên. Các vị khán giả, các bằng hữu, mọi người phải chăng đã chờ sốt ruột, các người chờ mong thiên tàn tranh tài cùng Phong Lang, lập tức bắt đầu, mọi người chuẩn bị kỹ càng chưa? Ở phía xa trên đài cao, có một người cầm một cái như loa phóng thanh quát lớn, thanh âm vang vọng toàn trường. Hoa, toàn trường một trận xôn xao, tất cả mọi người hưng phấn tới cực điểm. Ánh mắt nhao nhao hướng trên chiến đài nhìn lại. Thiên tàn, đi ra, diệt cẩu thí Phong Lang. Má nó, thiên tàn tính là gì, một cái tay cũng muốn đánh nhau với Phong Lang. Ta nhổ vào, Phong Lang một kiếm liền chảm các ngươi. Thiên tàn cùng cẩu thí Phong Lang có thể so sánh sao, 98 trận, người biết rõ cái gì là 98 trận không? Chỉ cần thắng trận này, thắng một trận nữa là hắn có thể tấn thăng bách thắng chi vương. Người chủ trì vừa dứt lời, hai nhân vật chính Thiên Tàn và Phong Lang còn chưa có đi ra, khán giả đã bắt đầu cuồng phun nước bọt, còn may cấm chỉ đánh nhau, bằng không hai phe nhân mã đã sớm đánh rồi. Một phương ủng hộ Thiên Tàn, không sai biệt lắm có 5 vạn người xem, chiếm cơ hồ một nửa, mà ủng hộ Phong Lang một phương cũng hơn 3 vạn người xem. Chỗ ngồi của Tiêu Phàm vừa lúc là vị trí trung lập. Huynh đệ, người mua Thiên Tàn thắng, hay là mua Phong Lang thắng vậy? Bên cạnh một thanh niên nam tử áo trắng tiến đến bên tai Tiêu Phàm nhẹ giọng nói. Ta không có cược. Tiêu Phàm nhún vai, một mặt im lặng nói, nhất định phải cược người nào thắng sao? Không thể đến quan chiến sao? Huynh đệ, người đừng gạt ta, người yên tâm, chúng ta người bên này đều là phái trung lập, chúng ta chỉ nhìn và cược, không kiên trì ủng hộ ai. Thanh niên áo trắng bĩu môi, một mặt không tin nói. Người anh em. Ta thực sự không có cược, ta ngay cả thiên tàn cùng Phong Lang cũng chưa từng thấy qua đây, thuần túy chỉ là đến xem mà thôi. Tiêu Phàm thầm nghĩ đến, bất quá hắn căn bản lười giải thích, trực tiếp nhìn phía trên chiến đài. Thanh niên áo trắng bất đắc dĩ, đành phải thu liễm tâm thần, nhìn về phía chiến đài.
hiện tại, cho mời Phong Lang ra sân. Người chủ trì cố ý đề cao thanh âm, đem hiện trường phong bạo điều tiết đến trạng thái sục sôi nhất. Phong Lang, từ khi tham gia sinh tử đấu đến nay liên tục thắng lợi 91 trận, hắn như tên điên, máu lạnh, vô tình, phàm là người chết trong tay hắn đều bị móng vuốt sắc bén của hắn xé xác. Nghe được người chủ trì giới thiệu Phong Lang, Tiêu Phàm cau mày một cái, một tên 91 trận, một tên 98 trận, chiến lực tuyệt đối đều không kém. Chỉ bất quá, sinh tử đấu trường không có khả năng để hai người đồng thời bách thắng, cho nên cố ý an bài hai người cùng một chỗ. Nhất là thiên tàn chỉ còn lại hai trận, nếu trận này thua, vậy liền một con đường chết, một khi thắng, một trận sinh tử đấu cuối cùng thực lực tuyệt đối sẽ đề cao một cấp độ mới. Điểm này Tiêu Phàm rất rõ ràng, cho nên hắn đầu tiên nhất định phải biết quy tắc trò chơi sinh tử đấu trường. Hô, một đạo thân ảnh từ chiến đài lách mình mà ra, đó là một hắc giáp tu sĩ, đầu đội mặt nạ sói, mái tóc màu đen trên không trung vũ động. Cặp mắt u sâm lộ ra một cỗ máu tanh và cuồng dã. Hắn nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay hiện lên chảo dạng, móng vuốt phía trên tản ra u quang khiếp người, hồn binh hình chảo cực kỳ sắc. Chiến vương đỉnh phong, Tiêu Phàm híp hai mắt, hít sâu khẩu khí nói. Phong Lang này cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Kế tiếp, cho mời thiên tài đấu sĩ, Thiên Tàn. Người chủ trì lần nữa quát, Thiên Tàn, liên tục thắng lợi 98 trận. Chỉ kém hai trận liền có thể xưng hào bách thắng chi vương. Hắn thiên sinh không trọn vẹn, chỉ có một tay, nhưng kiếm đạo so với người cùng giai không ai có thể so sánh. 98 trận giao đấu, trong đó 90 người bị một kiếm chém giết, còn lại 8 người, cũng không ai có thể đứng vững sau 10 kiếm của hắn. Phong Lang có thể sống sao? Vừa dứt lời, không ít người bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía một cửa ra khác của chiến đài. Chỉ thấy một đạo hình người chớp giật như cầu vồng xẹt qua hư không, rơi vào một phương khác trên chiến đài. Thiên Tàn, Thiên Tàn, đám người bắt đầu điên cuồng hô hoán lên, tựa như đánh máu gà. Phong Lang, Phong Lang, một bên khác cũng không yếu thế lớn tiếng gào thét, muốn đem thanh âm đối phương ép xuống. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, hướng về Thiên Tàn nhìn lại. Vị trí phương hướng của hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng. Chính như người chủ trì giới thiệu. Thiên Tàn chỉ có một cánh tay trái, cánh tay phải từ trên bờ vai đã bị đoạn đi, trên lưng hắn cõng một chuôi kiếm đại thiết. Kiếm sắt bị vải dài bọc lấy, nhìn mảy may không thấy, chỉ có thể cảm giác được trong đó rất nặng nề. Một đầu tóc trắng choàng sau vai, bộ trường bào màu đen bay múa trong gió cho người ta một loại cảm giác lăng lệ, tang thương. Chắc hẳn mọi người đã bức thiết chờ mong trận chiến đấu này, ta cũng vậy. Không nói nhiều thừa thải, hiện tại ta tuyên bố, sinh tử đấu, bắt đầu. Người chủ trì hét to nói. Theo hai chữ bắt đầu vừa mới vừa dứt, Phong Lang đột nhiên hai chân dùng sức đạp một cái, hai cánh tay như là vuốt sói, tại mặt đất vạch ra, trên mặt đất huyết sắc ánh lửa bắn ra bốn phía. Sau một khắc, Phong Lang như tiễn rời dây cung một dạng xông ra, thoáng cái liền đi tới trước người Thiên Tàn, tim đám người trong nháy mắt nhấc đến cổ họng. Thật nhanh! Chẳng lẽ Phong Lang cứ như vậy liền thắng? Đám người ngừng thở, sợ bỏ lỡ cái gì? Bang, cũng đúng lúc này, một thanh âm bén nhọn vang lên, trong tay Thiên Tàn chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi trường kiếm như đao, nhấc lên một chút, ngăn trở lợi chảo của Phong Lang, đốm lửa trong hư không bắn tứ tung. Hai người rằng co tại cùng chỗ, con người song phương hơi hơi rung động một cái, chỉ là ai cũng không nhìn thấy một màn này. Thiên Tàn, giết hắn! Phen Thiên Tàn đứng dậy gào thét, tựa như thân lâm kỳ cảnh. Phong Lang, đem hắn xé thành từng mảnh. Một phương khác, phen Phong Lang cũng không cam chịu lạc hậu. Hai đại cường giả vừa chạm vào, trên không trung điên cuồng va chạm giống như từng đạo thiểm điện xuất hiện ở bốn phương tám hướng, tốc độ hai người đều nhanh vô cùng, hiếm người có thể địch. Không hổ là nhân vật có thể thắng liên tiếp 91 trận và 98 trận, tốc độ cùng công kích này. Ngay cả ta đều xa xa không bằng. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, âm thầm lắc đầu nói. Đột nhiên, ánh mắt lóe lên, kinh ngạc nhìn sóng gió trên chiến đài, tựa như phát hiện cái gì, nhưng cụ thể là cái gì lại nói không được. Chân hắn bị què ư, Tiêu Phàm kém chút kinh hô. Huynh đệ, xem ra ngươi quả nhiên là mới tới, Thiên Tàn thiếu một cánh tay, Phong Lang một chân bị què, đây là sự tình tất cả mọi người biết rõ.
Một bên thanh niên áo trắng nhìn thấy bộ dáng Tiêu Phàm, không khỏi khinh bỉ một cái. Tiêu Phàm chỉ cười cười, tâm tư lại đắm chìm bên trong hai người đang chiến đấu. Hai người tàn tật vậy mà cường đại như vậy, điều này khiến trong lòng Tiêu Phàm kính nể vô cùng, trong lòng lại có chút bất đắc dĩ. Sinh tử đấu trường nhất định phải phân ra sinh tử, đây là quy tắc trò chơi, vô luận Thiên Tàn và Phong Lăng cường đại như thế nào, bọn hắn cũng phải chết một người. Cái quy tắc trò chơi này đúng thực sự là tàn khốc a. Tiêu Phàm thở dài, nếu như hắn muốn tham gia sinh tử đấu, muốn bách thắng mà nói, há không phải giết chết 100 người. Thanh niên áo trắng nhìn Tiêu Phàm liếc mắt, khinh bỉ nói, huynh đệ, ngươi đừng ở nơi này nói một mình. Quy tắc trò chơi sinh tử đấu trường vốn chính là tàn khốc, nếu như không phân sinh tử, ai biết chủ nhân phía sau có thể lừa gạt hay không? Ngươi coi hồn thạch tu sĩ chúng ta rất dễ bị lừa sao? Ngươi nói cũng đúng. Tiêu Phàm gật đầu, điểm này hắn vô cùng rõ ràng, chỉ có trước mặt sinh tử, song phương mới có thể toàn lực ứng phó, không dám lừa gạt. Huống chi, đây cũng là bọn hắn tự nguyện, trách ai đây? Thanh niên áo trắng lắc đầu nói. Trong mắt không có mảy may đồng tình, có chăng chỉ là hưng phấn. Tự nguyện sao? Tiêu Phàm híp hai mắt, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía hai người trên sân. Trên chiến đài, Thiên Tàn cùng Phong Lang chiến đấu thập phần giằng co, trận chiến đấu này tựa như vượt qua tất cả ý liệu của mọi người, thời gian chiến đấu cũng quá dài. Bất quá, phần lớn người đều cho rằng đây chỉ là hai người tương đương nhau mà thôi. Phốc, rốt cục, hư không tách ra một đạo huyết kiếm. Chỉ thấy Phong Lang lợi chảo vạch phá đầu vai Thiên Tàn, máu tươi cuồng phun, quỷ dị là tại một sát na kia, Phong Lang đột nhiên thất thần. Thiên Tàn đột nhiên một kiếm vung ra, một tia quang mang lăng lệ tại hư không nở rộ, đám người chỉ thấy một đạo huyết sắc quang mang bắn về phía không trung. Trên lồng ngực Phong Lang xuất hiện một vết kiếm mà giật mình. Phong Lang ròng rã bay ra hơn 100 mét mới dừng lại, trong miệng máu tươi cuồng phun. Đồng thời, Thiên Tàn từng bước một hướng Phong Lang đi đến, tay phải dẫn theo trường kiếm, máu tươi một giọt trượt xuống. Hắn chạy rất chậm, tựa như không đành lòng giết chết Phong Lang. Thiên Tàn, giết hắn, giết hắn. Phong Lang, con mẹ nó, ngươi đứng dậy mau, lão tử đã đặt 1000 vạn hạ phẩm hồn thạch cho ngươi. Ta biết Phong Lang không thể nào là đối thủ Thiên Tàn, may mà ta có dự kiến trước. Mua Thiên Tàn 150.000 trung phẩm hồn thạch. Đám người trên quan chiến đài lập tức điên cuồng, tiếng giống giận dữ, âm thanh nhục mạ, tiếng kích động tràn ngập toàn bộ sinh tử đấu trường. Trên chiến đài thanh âm hai người chiến đấu tựa như trong nháy mắt dừng lại, hoàn toàn bị tiếng gào thét của đám người áp chế xuống dưới. Tiêu Phàm vẫn còn bình tĩnh, thầm nghĩ trong lòng, không đúng, trước đó ta cảm giác có chút không đúng, không phải Phong Lang có vấn đề, mà là Phong Lang và Thiên Tàn có vấn đề. Bọn hắn giống như quen biết nhau. Nghĩ vậy, thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, nếu như thực sự là dạng này, vậy là có thể giải thích vì sao trận này đánh lâu như vậy, đột nhiên một kích liền phân ra thắng bại. Vừa rồi Phong Lang dừng lại, rõ ràng là cố ý, nhưng Thiên Tàn một kiếm làm trọng thương hắn. Mà hiện tại, Thiên Tàn dẫn theo kiếm hướng lấy Phong Lang đi qua, lại đi rất chậm, rất hiển nhiên là không nguyện ý giết chết Phong Lang, cho nên mới cố ý kéo dài thời gian. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nắm đấm nắm chặt, giờ phút này nỗi lòng thập phần không yên tĩnh. Một người là trận thứ 91, một người là trận thứ 99, hai người thực lực đều rất mạnh, nhưng Thiên Tàn không thể nghi ngờ khoảng cách cơ hội bách thắng càng lúc càng gần. Không thể không nói, sinh tử đấu trường thực sự là âm hiểm, có lẽ đã sớm biết rõ hai người có quan hệ, lúc này cố ý an bài như thế, để Phong Lang đến ngăn cản Thiên Tàn. Phong Lang nằm trên mặt đất, trong miệng máu tươi cuồng phun, một kiếm kia cơ hồ đã mở cái bụng hắn, làm bị thương tạng phủ. Bất quá, con người hắn lại thập phần bình tĩnh, thậm chí còn có vẻ kích động. Chỉ là hắn cố ý hiển lộ ra giận dữ cùng dữ tợn, dùng để mê hoặc con mắt người xem. Đám người gào to, Phong Lang lần nữa đứng dậy, nhe răng trợn mắt hướng Thiên Tàn đi đến, mang sợi tóc bay múa trong hư không. Giống, Phong Lang ngửa mặt lên trời hô. Trong mắt lộ ra một cỗ kiên quyết, lần nữa hướng Thiên Tàn phóng tới. Thân hình Thiên Tàn không ngừng né tránh, từ đầu đến cuối chưa ra kiếm nào. Nhưng mà Phong Lang lại theo đuổi không bỏ, móng vuốt lăng lệ trên người Thiên Tàn lưu lại từng đạo vết rách, hai người đều là chiến vương đỉnh phong, thực lực cường hãn vô cùng. Một trận chiến này thập phần đặc sắc,
cũng khiến đám người nhiệt tình, huyết dịch đều cơ hồ sôi trào lên. Ai, Tiêu Phàm thán một hơi, quay người hướng bên ngoài rời đi. Huynh đệ, còn chưa xem xong, làm sao rời đi nhanh như vậy? Thanh niên áo trắng nhìn về phía Tiêu Phàm hỏi. Thắng bại đã định, còn nhìn cái gì? Tiêu Phàm lắc đầu, không phải hắn không muốn bỏ qua một trận quyết đoán đặc sắc, chỉ là không muốn nhìn thấy hai người trong đó một người chết ở trên tay một người khác. Thắng bại đã định, hiện tại Phong Lang áp chế hoàn toàn Thiên Tàn mà, chẳng lẽ Phong Lang muốn thắng? Ha ha, ta liền biết rõ Phong Lang thắng, may mà ta mua 5 vạn trung phẩm hồn thạch, huynh đệ, ánh mắt ngươi quả không sai. Thanh niên áo trắng cười ha ha một tiếng, mảy may không phát hiện vô số ánh mắt cửu thị bên cạnh. Phong Lang thua. Tiêu Phàm lắc đầu, để lại một câu nói trong đám người đi ra, dọc theo cửa ra rời sinh tử đấu trường. Sau khi Tiêu Phàm đi, thời gian nửa chén trà nhỏ, Phong Lang nguyên bản một mực áp chế Thiên Tàn, đột nhiên thân thể run lên, bị một chuôi trường kiếm xuyên qua ngực, cánh tay hắn cách cổ họng Thiên Tàn chỉ cách một tấc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng khoảng cách này, lại dường như trở thành vĩnh hằng, Phong Lang miệng phun máu tươi, gương mặt sau mặt nạ kia lộ ra một nụ cười. Con người Thiên Tàn mãnh liệt run rẩy, khẽ cắn môi, rút trường kiếm xuyên qua Phong Lang. Phong Lang hướng mặt đất rơi xuống, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng động, tựa như lại nói ba chữ, phải sống sót. Một trận chiến này, cuối cùng Thiên Tàn thắng, phần lớn người kích động gào thét, cũng có rất nhiều người thập phần cô đơn, nhưng càng nhiều là giận mắng. Phong Lang chết không có ai nhớ kỹ, hôm nay qua đi sẽ có rất nhiều người quên, bởi vì sinh tử đấu trường mỗi ngày đều có người chết. Khán giả cho tới bây giờ đều sẽ không quan tâm ai sống ai chết. Bọn hắn chỉ quan tâm mình thắng hay thua, thắng tự nhiên cao hứng, thua tự nhiên giận mắng. Rời sinh tử đấu trường, Tiêu Phàm tiến vào một cái hẻm nhỏ, lật tay một cáo, lòng bàn tay xuất hiện một cái mặt nạ màu đen, chính là cái mặt nạ Phúc Bá tặng cho hắn. Nhìn cái mặt nạ này, thần sắc Tiêu Phàm một trận phức tạp, chính mình có nên bước vào sinh tử đấu trường không? Sinh tử đấu trường, cũng sẽ không bởi vì ta tham dự mà thay đổi điều gì. Huyết Yêu Nhiêu nói rất đúng, đại bộ phận đều là hung nhân, ác nhân. Thanh niên áo trắng kia cũng nói rất đúng, tham gia sinh tử đấu, trừ những hung nhân, ác nhân kia, những người khác đều là tự nguyện. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn đem cái kia mặt nạ màu đen kia đeo lên mặt. Sau một khắc, khí tức toàn thân Tiêu Phàm trong nháy mắt thay đổi. Hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng trường bào màu đen, buông choàng trên vai ra. Kiểm tra lại cũng không phát hiện có sơ hở, Tiêu Phàm lần nữa hướng tới sinh tử đấu trường. Các hạ là muốn tham gia sinh tử đấu sao? Sinh tử đấu trường một nữ thị giả linh động đáng yêu nhìn cách ăn mặc cu ả Tiêu Phàm, vội vàng nghênh đón, mỗi ngày người đến tham gia sinh tử đấu đều không ít, sẽ có người chuyên môn chiêu đãi. Thấy Tiêu Phàm gật đầu, nữ thị giả mang Tiêu Phàm đi tới một gian trong đại sảnh, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là một chút cách ăn mặc riêng biệt. Mang theo mặt nạ quỷ dị, hiển nhiên những người này đều là đến báo danh tham gia sinh tử đấu. Ngài trước ngồi xuống, ta lập tức tới cho người tới đăng ký cho ngài. Nữ thị giả chạy chậm rời đi, sau 10 cái hô hấp lại chạy trở lại, trong tay có giấy và bút. Tiên sinh đúng không? Nữ thị giả thử thăm dò nhìn Tiêu Phàm, muốn nhìn rõ nửa gương mặt bên trong mặt nạ kia, nhưng cuối cùng vẫn khiến nàng thất vọng. Tiêu Phàm tiếp tục gật đầu. Nữ thị giả đem tin tức ghi tạc trên tờ giấy kia, lại nói, xin hỏi ngài tại sinh tử đấu trường chuẩn bị dùng tên gì? Cũng không ngại dùng tên thật. Trong lòng Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn, bất quá tưởng tượng cũng thoải mái. Tham gia sinh tử đấu trường không tất phải biết danh tự, bởi vì rất có thể sau một khắc liền chết trên chiến đài. Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi, ngẩng đầu nhìn nữ thị giả, rất tùy ý nói, liền gọi U Linh đi. Thanh âm Tiêu Phàm có chút khàn khàn, việc này khiến trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc một trận. Mặt nạ này thật đúng là rất bất phàm, thậm chí ngay cả thanh âm đều thay đổi. Cái gì? Nữ thị giả không nghe rõ Tiêu Phàm nói cái gì lần nữa hỏi. U Linh, tên của ta là U Linh, Tiêu Phàm hết sức trịnh trọng nói. U Linh, Tiêu Phàm rất tùy ý đem tên U Linh chiến hồn dùng cho danh tự của mình ở sinh tử đấu trường. Ai cũng không nghĩ tới. Bên trên sinh tử đấu trường đột nhiên thêm ra một tên U Linh tử vong. Phi, còn U Linh, cái cẩu thí danh tự gì thế?
dạng này liền dứt khoát kêu Tử Linh cho rồi. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một tiếng cười lạnh. Chỉ thấy một người mặc trường bào màu vàng óng, mang theo ánh kim sắc cười nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được con ngươi trong tấm mặt nạ kia là khinh thường cùng trào phúng. Nữ thị giả vội ho một tiếng, nhìn về phía Tiêu Phàm nói, U Linh tiên sinh, tham gia sinh tử đấu trường, có hai loại phương thức, loại phương thức thứ nhất, ngài tùy thời có thể tham gia, cũng tùy thời có thể rời đi, bất quá ngài sẽ không thu hoạch được bất kỳ tưởng thưởng gì ở sinh tử đấu trường. Loại thứ hai, chính là lựa chọn tham gia bao nhiêu trận, sau khi thắng lợi, có thể được ban thưởng tương ứng, ít nhất 10 trận, nhiều nhất có thể tham gia 100 trận, ngài lựa chọn loại nào phương thức. Loại thứ hai, 100 trận, Tiêu Phàm không hề nghĩ ngợi đến, hắn vốn là vì liên tục bách thắng mà đến, căn bản không có lựa chọn nào khác. Tiểu tử, người cũng dám tham gia 100 trận, người thực sự là tự tìm cái chết. Tên nam tử trường bào màu vàng óng khinh thường nhìn Tiêu Phàm nói. Cút, Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, cái tên gia hỏa này lại nhiều lần vũ nhục bản thân, hắn nơi nào còn tính tình tốt như vậy, đến nơi này, vốn chính là giết người. Tiểu tử, ngươi là cái thá gì, dám nói chuyện như thế với lão tử, ngươi có biết lão tử là ai không? Nam tử mặc trường bào màu vàng óng tức giận nói. Ngươi chết, Tiêu Phàm lạnh như băng phun ra một câu. Tiểu tử, ta muốn đấu cùng ngươi tại sinh tử đấu. Mẹ nó, thật tưởng lão tử tốt tính sao? Nam tử trường bào màu vàng óng bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về nữ thị giả nói, tiểu mị, ta muốn cùng hắn đấu sinh tử đấu, hôm nay tận lực an bài cho ta. U Linh tiên sinh, ngươi thật muốn lựa chọn loại hiệp nghị thứ hai, 100 trận chiến đấu. Ngươi phải biết, một khi lựa chọn 100 trận, liền không có chỗ hối hận. Sinh tử đấu trường sẽ cùng ngài ký kết một cái hiệp nghị, một khi đổi ý, sẽ phải gánh chịu bị sinh tử đấu trường triệt tiêu. Nữ thị giả nháy mắt nhìn Tiêu Phàm, nàng còn tưởng mình đang nghe lầm. Ta không hối hận, hắn không phải muốn cùng ta đấu sinh tử đấu sao? Có thể hay không mau chóng an bài một cái? Tiêu Phàm chỉ nam tử trường bào màu vàng óng nói. Có thể, ta gọi là Tiểu Linh, về sau sự tình của ngài tại sinh tử đấu trường đều do ta phụ trách. Nữ thị giả vẫn có chút không dám tin tưởng, có chút khiếp đảm nói. Tốt, có thể ký hiệp nghị bây giờ trước. Tiêu Phàm gật đầu, liếc mắt khiêu khích nhìn nam tử trường bào màu vàng óng, có người tặng đầu người tới cửa, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Hừ, tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết làm sao mà chết. Nam tử trường bào màu vàng óng thập phần phẫn nộ, phía dưới mặt nạ lộ ra nụ cười dữ tợn. Tiêu Phàm không để ý tới, trong mắt hắn, nam tử trường bào màu vàng óng đã là một người chết, không phải cùng một người chết nói quá nhiều. Tại sinh tử đấu trường, vô luận ngươi có thân phận bối cảnh gì, đều không có bất cứ ý nghĩa, chính như Tiêu Phàm nói, chỉ có người sống cùng người chết. Người nhà người chết nếu như dám đến sinh tử đấu trường tìm phiền phức, chắc chắn sẽ bị sinh tử đấu trường hủy diệt. Không bao lâu, nữ thị giả Tiểu Linh lấy ra một phần hiệp nghị sinh tử, một thức hai phần, Tiêu Phàm không chút do dự ký tên. U Linh tiên sinh, hôm nay an bài cho ngài một trận sinh tử đấu, có hai canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Tiểu Linh hít sâu khẩu khí nói. Tại sinh tử đấu trường đảm nhiệm nhiều năm như vậy, nàng còn chưa bao giờ cùng người chiến đấu sinh tử trăm trận ký kết. Phàm là người dám ký kết hiệp nghị trăm trận sinh tử đấu, chỉ có hai loại, loại thứ nhất chính là tự tìm đường chết, loại thứ hai, chính là thực lực cường đại. Tiểu Linh không biết Tiêu Phàm là thuộc về loại thứ nhất hay là loại thứ hai. Nhưng vô luận là lựa chọn nào, chỉ cần Tiêu Phàm không ngừng thắng lợi, nàng cũng có thể được ban thưởng tương ứng. Tiêu Phàm gật đầu, ngồi tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần, con người băng lãnh của nam tử trường bào màu vàng óng thỉnh thoảng đảo qua Tiêu Phàm. Chẳng biết tại sao, trong lòng hắn có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Tiêu Phàm có thể không chút do dự ký kết hiệp nghị trăm trận sinh tử đấu, thực lực sẽ không đơn giản. Hắn phát hiện bản thân có chút lỗ mãng, thế nhưng bây giờ hối hận đã không kịp. Hai canh giờ đối với Tiêu Phàm mà nói thoáng cái liền qua, nhưng là đối với nam tử trường bào màu vàng óng mà nói, lại là một loại dày vò. U Linh tiên sinh, đến ngài, sinh tử đấu trường số 3. Tiểu Linh đi đến bên cạnh Tiêu Phàm nói, trong lời nói đều là sự cung kính. Tiêu Phàm không chút do dự đứng dậy, dưới sự hướng dẫn của Tiểu Linh, hướng sinh tử đấu trường đi đến.
tiểu tử, người sẽ chết rất thảm. Nam tử mặc giường bào màu vàng óng khẽ cắn môi, lấy dũng khí nói, cưỡng ép áp chế sợ hãi nội tâm xuống. Tiêu Phàm đầu cũng không quay đi, rất nhanh liền xuất hiện ở một cái cửa sinh tử chiến đài. Xuyên qua cửa sắt nhìn, trên khán đài sinh tử đấu trường người đông nghìn nghịt, chia phe làm chủ, người xem cũng không ít. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm minh bạch, trình độ mưu cầu danh lợi của tu sĩ Ly Hỏa Đế Đô đối với loại trò chơi sinh tử đấu này. Các tiên sinh, các nữ sĩ, trận sinh tử đấu này là nhất thời an bài, hơn nữa hai người tham gia sinh tử đấu đều là người mới, phía dưới, cho mời đấu sĩ, U Linh. Người chủ trì luôn luôn đốt cháy bầu không khí hiện trường. Hoa lạp lạp, cửa sắt mở ra, Tiêu Phàm chậm rãi đi ra ngoài, cùng với những đấu sĩ khác, nội tâm Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, bởi vì hắn liếc mắt liền nhìn ra thực lực kim bào nam tử, cho nên căn bản không để ở trong lòng. Chỉ là, khi hắn xuất hiện ở trước mắt người xem, trong lòng Tiêu Phàm vẫn có một tia xúc động, ngồi ở trên khán đài và đứng trên đài, hoàn toàn là hai loại cảm giác khác nhau. U Linh, cái này là danh tự gì đây, không phải một tiểu tử tự tìm chết cố ý đến dọa người chứ? Đánh cược người mới mới có ý tứ, dù sao ta mua 10.000 trung phẩm hồn thạch, thắng chính là niềm vui ngoài ý muốn, thua coi như cho chó ăn. Đám người ánh mắt nhao nhao rơi trên người Tiêu Phàm, không kiêng nể gì cả nghị luận. Trong mắt bọn họ, sinh tử đấu sĩ chỉ là một loại công cụ tìm niềm vui mà thôi. Phía dưới, cho mời một đấu sĩ khác, Kim Bào. Người chủ trì kéo dài thanh âm, ra vẻ hưng phấn. Bọn hắn hai người xem như người mới, đều không có bất luận giới thiệu gì, cũng vô pháp chính xác đánh giá thực lực bọn hắn, cho nên lời dạo đầu cũng rất đơn giản. Kim bào nam tử theo tiếng ra sân, một cái lắc mình liền xuất hiện ở trên chiến đài, giơ hai tay, hắn rất hưởng thụ loại ánh mắt vạn người chú mục. Sau một lát, kim bào nam tử chậm rãi hướng Tiêu Phàm đi tới, rất có một phen vận vị khiêu khích. Xem ra kim bào đấu sĩ đã không nhịn được, phía dưới, ta tuyên bố, sinh tử đấu, chính thức bắt đầu. Người chủ trì cao giọng quát chói tai, dường như tham gia sinh tử đấu là bản thân hắn. Giết hắn! Giết hắn, đám người cũng đi theo gào to lên. U Linh, ở trước mặt lão tử phách lối, ta sẽ khiến ngươi thành tử linh. Kim bào nam tử trong nháy mắt như dây tiễn thoát ly, hướng về Tiêu Phàm gào thét mà tới, hồn lực cuồn cuộn như sóng biển gào thét. Tiêu Phàm híp hai mắt, đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, tóc dài theo gió phiêu lãng. Tiểu tử này không phải là bị dọa sợ đi, thậm chí không động chút nào. Vậy cũng chưa chắc. Cao thủ đều là hậu phát chế nhân, có lẽ hắn thực rất cường đại. Còn cao thủ, bên trong sinh tử đấu lấy yếu giết mạnh. Gia hỏa này một bộ tự cho là đúng, qua một lúc đoán chừng làm sao chết đều không biết. Đám người phần lớn không xem trọng thực lực phàm, trong lòng kim bào kích động, đạp chân xuống như liệp ưng nhảy lên thật cao. Một chuôi đại đao chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay kim bào. Vô tận đao khí nở rộ. Ngưng tụ thành một đạo đao hà quét sạch chém xuống. Trên chiến đài, đao khí gào thét như đao hải bành trướng, đem Tiêu Phàm vây chật như nêm cối, động tác kim bào thập phần chói lọi. Mắt thấy đao hải sắp bao phủ Tiêu Phàm động, hắn tựa như tiêu thất trong hư không. Người đâu, đám người bỗng nhiên đứng dậy, Tiêu Phàm vừa mới còn đứng tại chỗ, làm sao đột nhiên biến mất. Ở phía trên, có người kinh hô ra, không ít người hít vào ngụm khí lạnh. Chẳng biết lúc nào, Tiêu Phàm đã xuất hiện ở bên cạnh kim bào nam tử, ung dung giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng vạch một cái. Ngay sau đó, Tiêu Phàm như là nhẹ yến, chậm rãi rơi tại trên mặt đất, tựa như làm một việc không đáng nói đến. Chỉ là động tác, ta cho ngươi 100 điểm. Nhìn thân ảnh trong không trung kia, thanh âm Tiêu Phàm khàn khàn vang lên, sau đó cũng không quay đầu lại sinh tử chiến đài, đi đến cửa. Cái tên gia hỏa này vậy mà lâm trận bỏ chạy, đám người một mặt hầm hầm, chờ chẽn nhìn Tiêu Phàm. Phù phù, một tiếng nổ vang, kim bào hung hăng đập xuống mặt đất, vô số đao khí biến mất, chỉ có một bãi máu tươi tràn ngập trên đài đấu. Chết, đám người lúc này mới phục hồi tinh thần, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Lúc tìm kiếm Tiêu Phàm, lại phát hiện Tiêu Phàm đã không thấy tăm hơi. Khó trách hắn rời đi, nguyên lai là hắn đã thắng. Tốc độ thật nhanh, thực sự là như U Linh, thần không biết quỷ không hay. Giờ phút này, phần lớn người đã không dám khinh thường Tiêu Phàm,
một người dễ như trở bàn tay giết chết một chiến vương, tuyệt không phải hạng người bình thường. Chúc mừng U Linh tiên sinh. Lúc Tiểu Linh nhìn thấy Tiêu Phàm cũng kích động nghênh đón, thực lực Tiêu Phàm để cho nàng kinh hãi một trận, nhìn không ít sinh tử đấu, Tiêu Phàm tại bên trong những đấu sĩ này xem như tương đối cường đại. Có thể thêm trận hay không? Tiêu Phàm ngữ khí thập phần bình tĩnh, nhìn về phía Tiểu Linh hỏi. Hôm nay quá muộn, mai mới có thể. Tiểu Linh kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, trước nàng cũng cho rằng Tiêu Phàm không hơn gì bình thường, nhưng giờ phút này, nàng đã thay đổi cái nhìn về Tiêu Phàm. Có thể miểu sát chiến vương, Tiêu Phàm quả thật cuồng vọng. Ngày mai thay ta an bài 5 trận. Tiêu Phàm có thể không muốn thời gian 1 năm đều tốn tại sinh tử đấu trường, hơn nữa, áp lực càng lớn, động lực cũng càng lớn. Dù sao tại sinh tử chiến đài là cực mệnh, thua người, chỉ có một con đường chết, muốn sống nhất định phải thắng. Mà một người chỉ có trước sinh tử, mới có thể kích phát tiềm lực chân chính. 5 trận, Tiểu Linh còn tưởng bản thân nghe lầm. Không sai. Tiêu Phàm gật đầu. Được, ta đây liền đi liên hệ trưởng lão, ngài tại đây đợi ta một chút. Đi tới một gian cửa phòng nghỉ ngơi, Tiểu Linh vội vội vàng vàng chạy đi. Rất nhanh, Tiểu Linh liền đi tới một gian nhã cửa phòng, trong phòng bố trí thập phần đơn sơ, chỉ trưng bày một tủ sách, một nho bào nam tử trung niên đang phê duyệt cái gì, đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Chuyện gì, nho bào nam tử trung niên cũng không quay đầu lại hỏi. Tam trưởng lão, có một người khách nhân muốn ngày mai an bài 5 trận đấu. Tiểu Linh khiếp đảm mở miệng nói. Nho bào nam tử trung niên lúc này mới nâng đầu, nhíu mày nói, một ngày an bài 5 trận. Vâng, là một khách nhân mới tới, danh hiệu U Linh, vừa mới ký kết hiệp nghị 100 trận sinh tử, hơn nữa đã thắng 1 trận. Tiểu Linh gật gật đầu. Có ý tứ. Đem hình ảnh tới ta nhìn xem. Tam trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Vâng, Tiểu Linh vội vàng chạy đi, rất nhanh liền lấy ra một cái thủy tinh cầu, cung kính đưa cho tam trưởng lão. Đây là một loại hồn binh riêng biệt, tên là ký ức thủy tinh, có thể ghi lại một chút hình ảnh chiến đấu. Sinh tử đấu trường sẽ căn cứ hình ảnh đấu sĩ chiến đấu, đến ước định thực lực đấu sĩ, coi đây là căn cứ an bài đối thủ. Tam trưởng lão tiếp nhận ký ức thủy tinh. Đưa vào từng tia hồn lực, sau một khắc, từng đạo quang mang tại hư không tỏa ra, chói lọi vô cùng. Quang mang chậm rãi ngưng tụ, hiện ra từng bức họa, chính là khung cảnh chiến đấu của Tiêu Phàm và Kim Bào. Sau một lát, hai mắt tam trưởng lão khẽ híp một cái nói, U Linh. Tốc độ rất không tệ, người nói cho hắn biết, ngày mai an bài cho hắn 5 trận chiến, bất quá thời gian định vào giữa trưa. Vâng, tam trưởng lão, ta liền đi thông báo. Tiểu Linh cung kính gật đầu, lui ra khỏi phòng. Tam trưởng lão nhíu chặt lông mày, ngưng tiếng nói, U Linh này gấp gáp như vậy, đoán chừng là vì chuyện này, đáng tiếc, nhập trường khoán không phải dễ dàng lấy được như vậy a. Một phương khác, Tiêu Phàm được Tiểu Linh thông báo liền để Tiểu Linh an bài, từ một đầu thông đạo ẩn rời khỏi sinh tử đấu trường. Chân trời đã chậm rãi tối xuống, bất quá ly hỏa đế đô lại phi thường náo nhiệt, khắp nơi răng đèn kết hoa, cực kỳ phồn hoa. Tiêu Phàm đi đến một đầu hẻm nhỏ thần bí, thấy khắp nơi không người, thay đổi một thân trang phục, liền hướng về đường cái đi đến. Vừa đi ra mấy bước, Tiêu Phàm đột nhiên nhíu mày lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía xó xỉnh cách đó không xa, một cỗ huyết tinh chi khí đập vào mặt. Nhìn kỹ, trong đống rác bừa bộn có một đạo thân ảnh gầy yếu đang co quắp, một đôi mắt băng lãnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Thấy Tiêu Phàm dừng bước chân. Thân ảnh gầy yếu kia vội vàng gian nan bò người lên, quay người hướng về một phương khác đi đến. Mỗi một bước đi mặt đất đều sẽ lưu dấu chân màu đỏ tươi, hiển nhiên, bản thân người này bị trọng thương, máu tươi trên người còn chưa khô. Bên trong góc kia đã hình thành một vũng máu, trong lòng Tiêu Phàm hơi kinh hãi, nếu là người khác, đoán chừng sớm đã chảy hết máu mà chết. Không có đại nghị lực, tuyệt đối không có khả năng kiên trì đến hiện tại. Đột nhiên, con người Tiêu Phàm rơi vào chân phải thân ảnh gầy yếu kia, chân phải khập khiếng, nhưng lại lộ ra một cỗ lực lượng bạo tạc. Trong đầu Tiêu Phàm trong nháy mắt nhớ tới một đạo thân ảnh, do dự một cái, vẫn là dò xét mở miệng kêu lên, Phong Lang. Thân ảnh gầy yếu kia có chút dừng lại, bước chân bỗng tăng tốc, chỉ là vừa đi 2 bước, liền ngã xuống đất. Thực sự là Phong Lang, Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng,
Trận chiến đấu trước đó hắn là tận mắt nhìn thấy, Phong Lang Tất thua không thể nghi ngờ, mà thua hậu quả chỉ có một chữ, chết. Nhưng hiện tại, Phong Lang vẫn còn sống sót. Tiêu Phàm tin tưởng, cái này tuyệt đối không phải sinh tử đấu trường đang làm trò quỷ, mà là Phong Lang dựa vào năng lực chính mình sống sót. Chính bởi vì điểm này, cái nhìn Tiêu Phàm đối với Phong Lang lần nữa xảy ra biến hóa. Người này không nên chết ở chỗ này, mà nên chết ở trên chiến trường. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm làm một cái quyết định, chậm rãi đi lên, bất quá, hắn vẫn đề phòng Phong Lang. Người này là nhân vật nguy hiểm, đối với hắn mà nói, giết một người là sự tình rất nhẹ nhàng. Thực đã hôn mê, Tiêu Phàm dùng hồn lực dò xét một cái, thả lỏng một hơi. Chẳng qua là thời điểm khi hắn vừa mới chuẩn bị cúi xuống, một luồng hơi lạnh trong nháy mắt bao vây lấy toàn thân hắn, Phong Lang ngã trong vũng máu đột nhiên bạo khởi. Móng vuốt lăng lệ tuyệt thế xé mở hư không, hướng trên cổ Tiêu Phàm gào thét mà đến. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Phàm thi triển phiêu miểu thần tung bộ đệ tam trọng thần tung, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, tránh thoát một kích của Phong Lang. Nhưng trên cổ hắn vẫn xuất hiện vết máu nhàn nhạt, máu tươi thẩm thấu ra ngoài. Hảo năng lực cảnh giác, đây mới là sát thủ trời sinh. Trong lòng Tiêu Phàm thất kinh, nếu như Phong Lang không chịu tổn thương, một kích vừa mới kia, hắn tuyệt đối hữu tử vô sinh. Nhìn cả người huyết lang run rẩy, Tiêu Phàm trên người lặng yên tách ra cường đại chiến ý, một cỗ khí thế cường đại lao thẳng tới Phong Lang. Phù phù, trong nháy mắt hồn lực Tiêu Phàm vừa mới chạm đến Phong Lang lần nữa ngã vào bên trong vũng máu, cơ hồ không có bất kỳ âm thanh gì. Nếu như không phải lồng ngực kia còn hơi hơi phập phồng, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ coi là Phong Lang đã chết. Gặp được ta, coi như ngươi không đáng chết. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nâng Phong Lang lên, đạp chân xuống, đột nhiên biến mất bên trong bóng đêm. Tiêu Phàm chân trước vừa đi, vài hô hấp sau, trong hẻm nhỏ xuất hiện một bóng người, đó là một người cụt một tay. Người cụt một tay nhìn vũng máu đọng trên mặt đất, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng quay người rời đi. Trong một tửu lâu cách không xa Vân Lai khách sạn, một nam tử trung niên ngồi gần đường, con người gắt gao nhìn chăm chú Vân Lai khách sạn. Nam tử không phải người khác, chính là Bao Chính Đức, đêm qua nhìn thấy Tiêu Phàm diệt đường ra, hắn lặng yên không một tiếng động rời đi. Nhưng trong lòng hắn vẫn nuốt không trôi cục tức kia, cố ý chuẩn bị một chút đồ vật. Xế chiều hôm nay liền đi tới nơi này ôm cây đợi thỏ, chờ Tiêu Phàm rời khỏi Vân Lai khách sạn. Nhưng chờ đợi nửa ngày, hắn cũng chưa thấy Tiêu Phàm rời đi, trong lòng có chút không kiên nhẫn. Chẳng lẽ tiểu tử kia thực một mực ở trong Vân Lai khách sạn hay sao? Trong lòng Bao Chính Đức giận mắng, sắc mặt âm trầm vô cùng, tay phải không ngừng vuốt ve cái gì trên người. Thực mẹ hắn quái sự, làm sao hôm qua đến hôm nay, trên người đều ngứa như thế. Tối hôm qua còn mơ một cơn ác mộng, chẳng lẽ thực sự là báo ứng? Bao Chính Đức ngứa toàn thân, hơn nữa càng cào càng ngứa, mấy chỗ đã máu thịt be bét. Lão tử cũng không tin ngươi thực không rời Vân Lai khách sạn. Bao Chính Đức khẽ cắn môi, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh, ngươi đã không rời đi, lão tử đêm nay liền đi tìm ngươi, vô luận như thế nào đều không thể để cho ngươi sống qua đêm nay. Nâng chung trà lên, bỗng nhiên lướt qua miệng trà, Bao Chính Đức biến mất ở trong màn đêm. Cũng ngay lúc Bao Chính Đức rời đi không lâu sau đó, một đạo thân ảnh từ không trung lướt qua, nếu như không nhìn kỹ, căn bản không có khả năng phát hiện. Thân ảnh tiến nhập vào bên trong Vân Lai khách sạn. Két, Tiêu Phàm đẩy cửa phòng tiểu viện ra, một đạo lợi mang từ hư không kích xạ mà tới, đạo hắc ảnh kia vội vàng kêu lên, Tiểu Kim, là ta. Người tới chính là Tiêu Phàm, trên lưng hắn còn khiêng một đạo thân thể máu me đầm đìa, trừ Phong Lang còn có thể là ai? Tiểu Kim, thay ta hộ pháp. Tiêu Phàm đơn giản bàn giao Tiểu Kim một câu, liền đem Phong Lang đặt lên giường. Dùng sức xé mở quần áo hắn, lập tức lộ ra mấy đạo vết kiếm dữ tợn, trong đó một kiếm từ vai trái chém xéo xuống, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà cái này cũng không phải kinh khủng nhất, vết thương kinh khủng nhất là ở khoảng cách vị trí trái tim Phong Lang, hoàn toàn xuyên thấu lồng ngực. Chỉ kém không đến một cm, liền trực tiếp xé rách trái tim, một kiếm này thực sự là hung hiểm. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, lấy tay trên người Phong Lang điểm mấy lần. Phong bế huyệt vị chủ yếu của hắn. Loại thủ pháp này cũng chỉ có bản thân Tiêu Phàm biết rõ. Chiến hồn đại lục mặc dù sùng thượng vũ lực,
nhưng đối với huyệt vị cùng cấu tạo thân thể lại cực kỳ lạc hậu. Tiêu Phàm lấy ra từng cây kim châm, dùng hồn lực trừ độc, bắt đầu công việc. Hắn muốn làm đầu tiên, chính là kích hoạt sinh cơ phong lang. Bằng không làm gì cũng không có bất kỳ ý nghĩa. May mắn là linh dược trong tay Tiêu Phàm không ít, tùy ý tìm kiếm mấy loại linh dược bổ sung huyết khí, dùng hồn lực luyện hóa đưa vào trong miệng phong lang. Nếu như đem những linh dược này luyện chế thành đan dược, đương nhiên là tốt nhất, chỉ là hiện tại thời gian không còn kịp nữa. Sau khi thôn vệ hai gốc lục phẩm long huyết chi, sinh cơ phong lang rốt cục ổn định lại. Tiêu Phàm cũng buông lỏng một hơi, chỉ ít cho đến bây giờ, phong lang muốn chết cũng khó khăn. Chỉ là còn có một vấn đề làm khó hắn, chính là tu bổ đan điền và kinh mạch phong lang. Nếu như mượn nhờ lực lượng bạch thạch, Tiêu Phàm có thể tùy tiện để cho khôi phục, nhưng Tiêu Phàm không dám làm như vậy. Thực lực phong lang như vậy, nếu để cho hắn khôi phục hoàn toàn, phong lang sẽ tuyệt đối không bỏ qua hắn, đây không phải lấy oán trả ơn, mà là một loại bản năng đến từ nội tâm. Bởi vì một khi có người biết rõ phong lang còn sống, sinh tử đấu trường không thể nào bỏ qua cho hắn. Trước thay hắn chỉ chắc thương thế rồi nói, về phần kinh mạch và đan điền, chậm rãi sau, chí ít ta cũng có sức tự vệ mới được. Tiêu Phàm nghĩ thầm, không phải hắn không đồng tình đi cứu một người lạ có thể uy hiếp sinh mệnh hắn. Mà là trong lòng Tiêu Phàm tiếc tài chi tâm, đây là loại nam nhân cùng chung chí hướng. Tiêu Phàm không muốn phong lang chết ở trên đường, chỉ là đơn giản như vậy thôi. Quá trình dài đằng đẵng, rất nhanh đã đến đêm khuya. Tiêu Phàm chán chảy mồ hôi, sắc mặt có chút trắng bệch, tâm thần cùng hồn lực hao tổn cực lớn. Đúng là muốn chết, sắc mặt Tiêu Phàm đột nhiên hung ác, cho Tiểu Kim một cái ánh mắt, Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, con người u lãnh gắt gao nhìn chằm chằm cửa ra vào. Sau mấy tức, một cái ống trúc từ khe cửa đưa vào, một cỗ sương mù nhàn nhạt từ trong ống trúc tràn ra. Tiểu Kim một tiếng gầm nhẹ, móng vuốt dùng sức vỗ một cái, ống trúc lập tức bay ra, bên ngoài truyền đến một tiếng hét thảm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiểu Kim trong nháy mắt mở cửa phòng, như là một đạo thiểm điện bay ra. Trong sân, một đạo thân ảnh từ mặt đất bỗng nhiên đứng dậy, ống trúc kia xuyên phá khuôn mặt hắn, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, mặt lộ vẻ hung ác nhìn Tiểu Kim. Trừ Bao Chính Đức, còn có thể là ai có thể âm hiểm như thế? Súc sinh lông lá, người muốn chết. Bao Chính Đức nhìn thấy Tiểu Kim xuất hiện ở trước người hắn, lập tức giận tím mặt, trong lúc nói chuyện, máu tươi trong miệng bay vụt. Nguyên bản hắn tưởng rằng Tiêu Phàm đang đánh lén hắn, không nghĩ tới là một đầu sư tử con, Bao Chính Đức chỗ nào nuốt xuống khẩu khí này. Thân hình lóe lên, tùy ý một chưởng hướng đầu Tiểu Kim phủ xuống. Ánh mắt Tiểu Kim lộ ra một tia đăm chiêu, thật sự cho rằng lão sư không phát huy, coi ta là con mèo bệnh sao. Hô, thân ảnh Tiểu Kim lóe lên, trực tiếp tránh thoát công kích Bao Chính Đức, móng vuốt sắc bén như cuồng đao từ bả vai Chính Đức chém xuống. Phốc một tiếng, cánh tay Bao Chính Đức bị lợi chảo chém xuống, bị lợi chảo Tiểu Kim xé nát. Ngay sau đó, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền khắp cả tòa Vân Lai khách sạn. Một chút tu sĩ bị đánh thức, nhao nhao hướng về vị trí tiểu viện Tiêu Phàm chạy tới. Bao Chính Đức kinh hãi nhìn Tiểu Kim, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sư tử con này vậy mà cường đại như thấp, thực lực này tuyệt đối là lục giai đỉnh phong. Giống, Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy lên thật cao, móng vuốt bá đạo trực tiếp đem Bao Chính Đức đè xuống đất không thể động đậy. Lợi chảo lần nữa đảo qua, chặt đứt một cái tay khác của Bao Chính Đức, đau nhức tê tâm liệt phế. Chuyện gì xảy ra thế? Một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Trong tiểu viện, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là Y Vân kịp thời chạy tới. Khi hắn nhìn lợi chảo Tiểu Kim cùng mục tiêu phía dưới hư hao hoàn toàn Bao Chính Đức, khóe miệng giật một cái, trong lòng thầm mắng không thôi. Con mẹ nó người đây không phải muốn chết sao? Gây ai không gây, đi gây đầu sư tử lục giai đỉnh phong này. Y Tam gia, Vân Lai khách sạn làm sao không an toàn như thế? Thanh âm uể oải từ trong phòng truyền đến. Y Vân trong lòng ngưng tụ, nếu như là bình thường, hắn đã sớm nổi giận, đây không phải cố ý làm khó hắn à, nếu để cho người khác biết Vân Lai khách sạn không an toàn, về sau ai còn dám ở chỗ này. Bất quá nghe được thanh âm Tiêu Phàm, hắn biết đây là Tiêu Phàm cố ý bỏ qua một bên quan hệ, về sau gặp được Đường Nghiêu, cũng sẽ không làm khó Y Vân.
Y Vân cười khổ một tiếng, nhìn Bao Chính Đức trên mặt đất nghiêm nghị nói, Tiêu huynh đệ, người yên tâm, việc này ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Y Vân vừa dứt lời, một cỗ khí thế cường đại xông thẳng hướng Bao Chính Đức, thần sắc vô cùng lạnh lẽo. Bao Chính Đức ngươi đối đầu với ai cũng được, sao cứ hết lần này tới lần khác muốn chọc Tiêu Phàm, sư tử con này nhìn qua mặc dù bình thường, thế nhưng ngay cả Y Vân ta cũng phải kiêng kỵ, ngươi lại dám ngấp nghé. Huống chi Hướng Vinh vẫn đang đợi Tiêu Phàm cứu mạng, nếu như giết Tiêu Phàm, Bao Chính Đức ngươi tất sẽ chết trong tay Hướng Vinh. Y Tam gia, tha mạng, tha mạng. Bao Chính Đức một mặt kinh hoàng, không ngừng dùng hai tay chống trên mặt đất sút lui, đáng tiếc chỉ có hai vai trèo chống, căn bản bò không nhanh. Tha cho ngươi, ai tha cho Vân Lai khách sạn ta? Muốn trách thì trách ngươi xem lời ta nói như gió bên tai. Y Vân lạnh lùng cười một tiếng, một tia kiếm bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng cổ họng Bao Chính Đức. Bình thường nể mặt thân phận Bao Chính Đức là lục phẩm đỉnh giai luyện dược sư, Y Vân còn cho hắn mặt mũi. Nhưng Bao Chính Đức đời đã sắp tận, thế nào có thể so sánh với một thiếu niên thiên tài? Chỉ cần ngẫm một chút, Y Vân liền biết rõ việc này cần xử lý thế nào. Đa tạ Y Tam gia chủ trì công đạo, ở Vân Lai khách sạn, ta yên tâm. Thanh âm Tiêu Phàm vang lên lần nữa, cũng không phải là Tiêu Phàm không nguyện ý xuất đầu lộ diện, thật sự là giờ phút này sắc mặt hắn quá mức trắng bệch. Y Vân trong lòng co lại, Tiêu Phàm này tuổi trẻ, tâm tư thật không đơn giản. Có qua có lại thế này, những khách trọ kia tuyệt đối xem trọng Y Vân hắn mấy phần. Về sau ai dám làm loạn tại Vân Lai khách sạn, chỉ có một con đường chết. Y Tam gia uy vũ. Tu sĩ vây xem một chút không khỏi nịnh nọt, trong lòng cũng bội phục sự quyết đoán của Y Vân. Các vị, đạo trích quấy dày, lại y mỗ quản lý chưa tốt, hôm nay miễn phí cho khách, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không tái diễn việc này. Y Vân gật đầu. Chắp tay hướng về đám người xung quanh nói. Đa tạ Y Tam gia. Đám người vội vàng chắp tay, mấy ngàn hồn thạch này đối với bọn hắn mà nói có lẽ không tính là gì, nhưng Y Vân cam đoan thế này lại khiến bọn hắn có thể ổn định tinh thần. Y Vân liếc nhìn gian phòng của Tiêu Phàm thật sâu, cuối cùng vẫn không đi vào, quay người rời đi. Tiêu Phàm buông lỏng một hơi, xếp bằng tại chỗ khôi phục thể lực. Đối với cái chết của Bao Chính Đức, Tiêu Phàm căn bản không để ở trong lòng, càng không có bất kỳ đồng tình hay thương hại gì. Đối với người muốn giết chính mình, Tiêu Phàm đều thoải mái giết. Thế giới này, muốn sống sót thì phải không ngừng giết chóc, muốn không bị người giết, thì phải giết người. Một đêm rất nhanh trôi qua, lúc luồng sáng rạng đông đầu tiên chiếu xuống, Tiêu Phàm đứng dậy, cả người lấy lại tinh thần. Người tỉnh rồi, Tiêu Phàm cười cười, quay người nhìn về phía Phong Lang nằm ở trên giường. Con người Phong Lang lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hồi lâu mới nói, là ngươi cứu ta. Ngươi nói xem, Tiêu Phàm nhún nhún vai, yên tâm, ta cứu ngươi cũng không phải muốn ngươi báo đáp, mà chỉ là ta muốn cứu ngươi. Đối với Tiêu Phàm, Phong Lang từ chối cho ý kiến, một người nhận ra thân phận của bản thân, tuyệt đối không thể sống trên đời này, bằng không không chỉ hắn phải chết, một người khác cũng phải chết. Ngươi muốn giết ta, Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn Phong Lang. Cười cười nói, đáng tiếc, ngươi không cử động được. Mặc dù ta có thể chữa trị kinh mạch và đan điền cho ngươi, nhưng mà ta không thích. Phong Lang toàn thân run lên, sát ý trong mắt bành trướng. Nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán chừng Tiêu Phàm đã chết nhiều lần. Lúc nữa ta có chút việc phải rời đi, ta khuyên ngươi tốt nhất ở nguyên chỗ này, bằng không, không chỉ ngươi phải chết, còn có một người khác cũng phải chết. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Con người Phong Lang co rụt lại, vất vả từ giường đứng lên, lung la lung lay đi về phía Tiêu Phàm, khập khiễng, nhưng khí thế lại khiến Tiêu Phàm chấn động. Không hổ là cao thủ. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, mặt ngoài lại bình tĩnh vô cùng, căn bản không quan tâm khí thế Phong Lang. Kinh mạch và đan điền của Phong Lang bị thương, căn bản điều động không ra hồn lực, đâu là đối thủ của mình. Tiêu Phàm cũng biết Phong Lang tại sao kích động như thế. Chính là bởi vì câu nói vừa rồi đã chạm đến sát cơ trên người Phong Lang. Đương nhiên, ta có một biện pháp cứu huynh đệ ngươi, không biết ngươi có dám làm hay không. Tiêu Phàm cười ha hả nhìn Phong Lang, hắn vô cùng thưởng thức sự quyết tâm trên người Phong Lang. Đinh đương, Tiêu Phàm tiện tay hất lên, một cây chủy thủ xuất hiện ở dưới chân Phong Lang, lóe ra hàn quang lạnh như băng.
Phong Lang nhìn qua chủy thủ lạnh lẽo, thất thần thật lâu, toàn thân càng run rẩy dữ dội, hồi lâu, hắn vẫn cúi người nắm chủy thủ, chuẩn bị đâm vào ngực. Không tồi, phương pháp Tiêu Phàm nói, chính là để Phong Lang tự sát, như vậy thì sẽ không bại lộ việc đấu trường sinh tử. À, phải rồi, ta lại quên mất, thiên tàn kia còn có một cuộc tranh tài cuối cùng. Dù là ngươi chết, có vẻ như cũng không cứu được mạng hắn. Tiêu Phàm rót cho mình một ly trà, nâng cốc trà uống ra vẻ bất đắc dĩ. Phong Lang phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm, có điều hắn cũng không thể không thừa nhận lời Tiêu Phàm nói, thiên tàn còn có một trận đấu sinh tử cuối cùng. Đấu trường sinh tử làm sao có thể để hắn bách thắng, thắng lợi trở về đây. Một trận cuối cùng đối với thiên tàn mà nói, tuyệt đối là một trận long tranh hổ đấu. Lời nói đã rõ ràng, Phong Lang cũng chậm chậm tỉnh táo lại, nắm chủy thủ trong tay run rẩy không ngừng. Thế nào, không muốn tự sát? Nói thật, nếu như ngươi tự sát, ta còn coi trọng ngươi một chút. Có điều nói đi nói lại, tự sát cũng chỉ là việc mà một tên hèn nhát mới làm. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói. Nếu ta tự sát, thiên tàn sẽ sống sao? Thanh âm Phong Lang hơi nghẹn ngào vang lên, ngữ khí lộ ra một cỗ lạnh lẽo. Ta làm sao biết, có điều ta có thể khẳng định một điều là, nếu ngươi mà chết, thiên tàn có sống ngươi cũng không thấy được, có chết cũng không người nhặt xác. Tiêu Phàm lắc đầu, trong lòng hơi hơi chấn kinh. Phong Lang không hổ là một nam tử trọng tình trọng nghĩa. Thiên tàn chỉ còn một trận liền có thể bách thắng, mà hắn coi như thắng thiên tàn, cũng còn phải đấu 8 trận nữa, cơ hội bách thắng rất nhỏ. Cho nên, hắn cố đem cơ hội này cho thiên tàn. Nếu như không phải Tiêu Phàm đối với tình người luôn nắm chắc hơn hẳn người thường, đoán chừng cũng nhìn không ra quan hệ giữa thiên tàn và Phong Lang. Phong Lang toàn thân lay động một cái, chủy thủ trong tay rơi trên mặt đất. Nói cho ta nghe một chút việc giữa ngươi cùng thiên tàn đi, ta cảm thấy rất hứng thú. Tiêu Phàm hết sức trịnh trọng nói. Phong Lang lạnh lùng quét mắt nhìn Tiêu Phàm, sau đó nằm trên giường, nhắm mắt lại. Không nói cũng không sao. Ta tin một ngày nào đó ngươi sẽ nói cho ta biết. Tiêu Phàm tự nhủ, sau đó đột nhiên đứng dậy, đi về phía cửa. Tiểu Kim, ngươi ở lại hỗ này. Hắn muốn đi, ngươi cũng đừng ngăn cản. Hôm nay ngươi đừng chờ ta trở lại, ta còn có 5 trận sinh tử đấu. Đi tới cửa, Tiêu Phàm lại hướng về Tiểu Kim nói. Nghe được 3 chữ sinh tử đấu này, Phong Lang ngã ngửa từ trên giường đứng dậy. Kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm nói, ngươi một ngày muốn chiến 5 trận. Chẳng lẽ không được sao? Tiêu Phàm cười cười, bộ dáng ung dung thản nhiên, giống như hắn không phải đi sinh tử đấu mà là đi du ngoạn. Ngươi chẳng lẽ không biết quy tắc của bên chủ sao? Bọn hắn dù có phải kéo cũng sẽ kéo đổ ngươi. Phong Lang hít sâu một hơi nhìn Tiêu Phàm. Ta có thể cho là ngươi đang quan tâm ta không? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Hừ, ngươi tự tìm cái chết. Lại trách ai, tốt nhất là chết luôn trên chiến đài sinh tử đi. Phong Lang hừ lạnh một tiếng, con ngươi lạnh lẽo vô tình. Ta tự nguyện, ha ha, Tiêu Phàm rời khỏi phòng cũng không quay đầu lại, tiến về đấu trường sinh tử. Sau khi Tiêu Phàm rời khỏi, thần sắc Phong Lang vô cùng phức tạp. Hắn đại khái có thể nhìn ra tu vi Tiêu Phàm, chỉ là chiến vương trung kỳ mà thôi, nhưng sự thản nhiên của Tiêu Phàm khiến hắn vô cùng không hiểu. Một ngày chiến 5 trận, đừng nói chiến vương trung kỳ, dù là chiến vương đỉnh phong cũng có khả năng bị đánh đổ. Dù sao 5 trận chiến đấu này, có thể không phải là quyết định từ trước, mà là tạm thời sắp xếp. Đấu trường sinh tử vì muốn tận lực đề cao tính chiến đấu khách quan, sẽ sắp xếp các đối thủ có thực lực chênh lệch không nhiều. Trừ phi Tiêu Phàm có vô số át chủ bài, mỗi một trận chiến đấu có thể biến đổi đa dạng. Hơn nữa, đến cuối cùng không nhất định chỉ sắp xếp đối thủ cùng cấp, rất có thể xuất hiện cao thủ chiến vương hậu kỳ, thậm chí chiến vương đỉnh phong. Chẳng lẽ hắn thực tự tìm cái chết? Phong Lang thầm nghĩ đến, mỗi lần gặp kẻ địch, hắn trước tiên sẽ phân tích thực lực đối thủ. Cũng chính là bởi vì sức quan sát của hắn mà hắn có thể thắng liên tiếp 91 trận. Nhưng Tiêu Phàm lại là người đầu tiên hắn nhìn không thấu. Tiêu Phàm rời khỏi Vân Lai khách sạn cũng không tiến về sinh tử đấu trường trước, mà đi dạo Ly Hỏa Đế Đô. Đến đây đã vài ngày, hắn vẫn chưa quen thuộc Ly Hỏa Đế Đô cho lắm. Đến giữa trưa, Tiêu Phàm mới đi về hướng sinh tử đấu trường, tìm một nơi bí ẩn, thay đổi trang phục U Linh. Mới vừa tiến vào đấu trường sinh tử,
thị nữ tên Tiểu Linh liền chào đón, mang trên mặt nét cười cung kính, U Linh tiên sinh, đấu trường sinh tử số 3 đã chuẩn bị kỹ càng, còn thời gian nửa chén trà nhỏ là bắt đầu trận đấu sinh tử đầu tiên, ngài có cần chuẩn bị một chút không? Đưa ta trực tiếp qua đó. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, thời gian nửa chén trà nhỏ còn có thể chuẩn bị cái gì, chẳng lẽ còn có thể khiến cho tu vi tăng thêm một bước sao? Huống chi, hắn căn thời gian đến, chính là không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này. Vẫn là đấu trường số 3, xuyên thấu qua cửa sắt, Tiêu Phàm ngoài dự liệu phát hiện người xem hôm nay nhiều hơn so với hôm qua. U Linh tiên sinh, mọi người biết ngươi hôm nay muốn chiến liên tiếp 5 trận, đều lục tục chạy đến xem ngươi chiến đấu. Tiểu Linh cười hì hì nói. Tới xem ta chết thế nào sao? Tiêu Phàm cổ quái nói. Tiểu Linh nghe vậy, sắc mặt xấu hổ một hồi, cúi đầu không biết nói gì. Được rồi, chỉ đùa ngươi thôi. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói. Không bao lâu, thanh âm người chủ trì vang lên lần nữa. Lần này, lúc giới thiệu U Linh, có nói thêm một vài câu, thêm vào cả sự tình hôm qua chém giết Kim Bảo. Đây không nghi ngờ là doanh số bán hàng rất lớn. Rất nhanh, người chủ trì liền báo ra hai chữ U Linh, Tiêu Phàm bình tĩnh đi hướng về đấu trường sinh tử. Đứng đối diện Tiêu Phàm là một nam tử khôi ngô mặc chiến giáp đen, mang theo mũ giáp đen, cho dù quấn bên trong chiến giáp, cũng có thể cảm nhận được lực lượng cơ bắp tràn ngập tính bùng cháy kia. Nam tử khôi ngô này còn có một danh hiệu, đại lực sĩ, danh tự lại rất xứng với hình thể hắn. Tiểu tử, nghe nói người hôm qua thắng một trận, có phải thắng một tiểu tử yếu đuối hay không? Đại lực sĩ thanh âm trung khí mạnh mẽ vang lên, tràn ngập mùi thuốc súng. Tiêu Phàm không nói, căn bản không có ý bắt chuyện, trên chiến đài sinh tử, miệng lưỡi tranh cãi không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thấy Tiêu Phàm không để ý gì tới hắn, đại lực sĩ lập tức vô cùng phẫn nộ. Lúc người chủ trì tuyên bố cuộc đấu bắt đầu, đại lực sĩ nhảy lên thật cao, hồn lực cuồng bạo xuất ra, không gian giống như run rẩy một cái. Oanh, một quyền mãnh liệt xông thẳng đến Tiêu Phàm, thân thể Tiêu Phàm nhẹ như là yến bay ngược ra, tất cả bá đạo đều hung hăng nện ở trên chiến đài sinh tử, cả chiến đài dường như lay động một cái. Không hổ là đại lực sĩ. Khí lực thật không phải bình thường. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, đáng tiếc, thực lực chiến vương sơ kỳ ngay cả quần áo ta cũng không đụng tới được. Tiểu tử, có gan đừng chạy, đón thêm một kích của ta. Đại lực sĩ gầm thét, thân thể bắn ra, đột phá chiến vương cảnh cho dù tốc độ chậm nữa thì chiến tông cũng không thể so sánh. Quyền thế như gió, đại lực sĩ tựa như mãnh hổ xuống núi, từng quyền oanh hướng về Tiêu Phàm. Hồn lực hóa thành quyền cương to lớn che khuất hư không. Tiêu Phàm không ngừng né tránh. Giống như hắn nói, đối phương đến cả y phục hắn cũng không đụng được tới. Chạy gì mà chạy, có cả kiểu chiến thế này sao? Thực lực hôm qua đi đâu rồi? Đúng vậy, bà nội nó, chỉ biết trốn thì có gì hay. Thực lực cứ như vậy, còn dám chiến liên tiếp 5 trận, đây là khinh thường người trong thiên hạ sao? Còn thực sự là tự tìm cái chết. Đám người lập tức nổi giận, so với chiến đấu công kích phòng ngự, bọn hắn càng thêm nóng ruột, muốn thấy chiến đấu đổ máu. Tiểu tử, người cũng chỉ có thế thôi à, hoàn toàn là một tên hèn nhát. Đại lực sĩ cũng thừa cơ kích động Tiêu Phàm. Người muốn đánh nhau chính diện sao? Tiêu Phàm khóe miệng cong cong quỷ dị. Vốn cũng không phải hắn e ngại đại lực sĩ công kích, mà là đang cảm thụ quyền thế của đại lực sĩ. Bây giờ, kiếm thế... Quyền thế cùng đao thế của hắn tất cả đều ở đệ nhị trọng. Đấu sinh tử là một cơ hội rất tốt đột phá đệ tam trọng thế, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm dưới chân đạp một cái, như tiễn rời dây cung hướng về đại lực sĩ phóng ra, quyền phong vù vù, như là lưu tinh bay qua bầu trời. Rốt cục nhìn không được sao, đại lực sĩ giữ tợn cười một tiếng, sau đó giận dữ hét địa sát quyền. Hô hô! Trên sinh tử chiến đài nhấc lên từng đợt gió lốc đen, một cỗ hàn ý lạnh lẽo bỗng nhiên xuất hiện, gió lốc đen ngưng tụ thành một quyền cương hắc sắc to lớn, đập về hướng Tiêu Phàm. Ở đỉnh đầu đại lực sĩ hiện lên một chùy đen to lớn, chính là lục phẩm chiến hồn, huyền lôi chùy, lôi xét màu đen xen lẫn, tràn ngập một cỗ lực lượng đáng sợ. Cho dù là Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận, một người sở hữu lục phẩm chiến hồn lại có thể phát ra lực lượng lớn như vậy. Người này thiên phú cũng không thấp. Đáng tiếc, gặp phải Tiêu Phàm. Kim cương thần quyền,
Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, hồn lực cuồn cuộn từ nắm tay mãnh liệt truyền đi, một quyền cương kim sắc ngưng tụ thành hình, quyền cương không lớn, so với quyền cương hắc sắc kia liền như tiểu gặp đại. Một quyền này chính là lục phẩm chiến kỹ kim cương thần quyền mà Tiêu Phàm và Bàn Tử học. Tiêu Phàm sớm đã luyện đến đỉnh phong lục phẩm chiến kỹ này, chỉ là bình thường rất ít thi triển mà thôi. Đi chết đi, đại lực sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, hai nắm đấm đâm vào cùng một chỗ. Không gian rung động giống như bị xé rách, hồn lực cuồng bạo quét sạch bốn phương tám hướng, nước trong sông xung quanh chiến đài bắn tung tóe lên. Ai thắng ai thua, đám người nín thở im bặt, gắt gao nhìn chằm chằm phía trên chiến đài, lúc này, chiến đài rốt cục khôi phục lại yên tĩnh. Răng rác, thanh âm chiến giáp rơi xuống vang lên, đám người hít vào ngụm khí lạnh, kinh hãi nhìn phía trên chiến đài, chỉ thấy đại lực sĩ đứng tại chỗ, ngực bị xuyên thấu. Sao lại như vậy, đại lực sĩ không cam lòng phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Những người trước đó châm chọc Tiêu Phàm liền ngậm chặt miệng, một quyền này, hoàn toàn chấn áp toàn đấu trường, ai cũng không ngờ tới, một người am hiểu tốc độ, đến cả lực lượng cũng đáng sợ như thế. Vẫn chưa đủ. Tiêu Phàm lắc đầu, quyền thế đại lực sĩ tuy mạnh, nhưng vẫn chỉ là đệ nhị trọng, đối với hắn căn bản không có bất kỳ áp lực gì, lại càng không thể khiến hắn lĩnh ngộ đệ tam trọng quyền thế. Hồi lâu, Tiêu Phàm chậm rãi giơ tay lên, duỗi ra một ngón tay, sau ba nhịp thở, lại duỗi ra một ngón tay, một ngón thành hai ngón. Đây là chuẩn bị tiếp tục chiến trận thứ hai sao? Một khắc cũng không nghỉ ngơi. Đám người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, đầu có chút tê dại. Gạch nối, nhìn thấy Tiêu Phàm duỗi ra hai ngón tay, rất nhiều người thầm mắng Tiêu Phàm cuồng vọng, vậy mà một khắc không nghỉ, liền muốn chiến luôn trận thứ hai. Đây không phải muốn chết sao? Có điều số ít người có thể nhìn ra, ở trận đầu hô hấp của Tiêu Phàm còn chẳng thở gấp một hơi nào, điều này nói lên điều gì? Một trận chiến vừa rồi, đối với hắn mà nói, thật quá đơn giản. Quả nhiên không hổ là U Linh, lại muốn chiến đấu liên tục trận thứ hai, phía dưới, cho mời đấu sĩ nộ đao thứ hai ra sân. Người chủ trì hơi kinh ngạc với thực lực của Tiêu Phàm, có điều vẫn lập tức tuyên bố trận đấu sinh tử thứ hai. Đám người nhìn lại, chỉ thấy một nam tử khôi ngô khiêng một chuôi huyết đao lớn đi tới, hắn mang mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra một ánh mắt. Quanh thân tản ra một cỗ khí thế bá đạo, cuồng phong thổi loạn giống như từng đạo đao cương sắc bén, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Người chủ trì không chần chờ chút nào, lập tức tuyên bố trận chiến đấu thứ hai bắt đầu. Nộ đao chậm rãi nâng huyết đao trong tay lên, chỉ Tiêu Phàm nói, tiểu tử, không phải cuồng vọng đơn thuần. Nộ đao ta trước nay không để người khác thiệt thòi, ngươi ra tay trước đi. Sao mỗi người đều tự cho mình là đúng? Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, lật tay một cái, một chuôi đao không quá lớn, bình thường không thể bình thường hơn xuất hiện ở trong tay. Sau một khắc, Tiêu Phàm giống như một trận gió biến mất tại chỗ, đám người căn bản không bắt được thân ảnh Tiêu Phàm. Nộ đao biến sắc, muốn phản kháng nhưng một cỗ ý lạnh từ trên cổ hắn vòng qua. Huyết đao trong tay rơi ở trên mặt đất, hai tay bưng bít lấy cổ, một cột máu phóng lên tận trời. Chết rồi, đám người kinh hãi nhìn phía trên chiến đài, không khỏi xoa xoa con mắt. Nhanh, quá nhanh, hoàn toàn vượt qua mắt người thường, giơ tay chém xuống, trong nháy mắt lấy đi một tính mệnh chiến vương. Mà tại thời khắc này, Tiêu Phàm dùng sức hất lên, ầm một tiếng, trường đao cắm ở trên chiến đài, sau đó hắn lại duỗi ra ba ngón tay. Trận thứ ba, đám người lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm không có bất cứ khinh thường gì. Người chủ trì trong lòng khẽ run lên, hắn chủ trì nhiều trận sinh tử đấu như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua người như Tiêu Phàm, một quyền giết một người, một đao giết một người. Cứ tiếp tục thì sẽ như thế nào đây? Không chỉ người chủ trì đang suy nghĩ vấn đề này, ngay cả đám người cũng hết sức tò mò về trận chiến tiếp. Bọn hắn rất ưa thích thưởng thức trận đấu. Nhưng chiến đấu chớp nhoáng giống như Tiêu Phàm càng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Rất nhanh liền bắt đầu trận thứ ba. Trận thứ ba ra sân là một kiếm tu, nhưng mà, Tiêu Phàm vẫn như cũ chỉ thi triển một chiêu, hơn nữa còn là dùng kiếm chạm đối phương. Trận thứ tư, trận thứ năm ngay sau đó vẫn như cũ, Tiêu Phàm chớp nhoáng kết thúc chiến đấu. Toàn trường câm như hến, năm trận đấu này so với một trận tranh tài ở chiến đài sinh tử khác còn kết thúc nhanh hơn. Lúc bọn hắn lấy lại tinh thần,
Tiêu Phàm đã rời khỏi chiến đài sinh tử. Cái tên U Linh hôm nay chắc chắn vang vọng ngoại thành, đoán chừng lại là thiên tàn kế tiếp. Vậy cũng chưa chắc, hôm nay thắng 5 trận, cộng lại cũng chỉ là 6 trận thắng liên tiếp mà thôi, làm sao có thể so với thiên tàn. Thiên tàn chỉ còn thiếu một trận liền có thể bách thắng, hơn nữa vẻn vẹn tiêu tốn thời gian không đến 2 năm. Hãy chờ xem, ngày mai nhất định U Linh còn chiến đấu. Từ nay về sau, chỉ cần ngày nào U Linh ở trên chiến đài, ta sẽ không bỏ qua trận nào. Đám người nghị luận ầm ĩ, cảm giác không được tận hứng, rất nhiều người thậm chí đưa ra lời thề son sắt, trở thành fan hâm mộ của U Linh. Tất cả những thứ này, Tiêu Phàm tất nhiên là không biết. Hắn lại hẹn trước 5 trận đấu, liền rời khỏi đấu trường sinh tử. Trong một gian phòng, tam trưởng lão trưng bày một cái ký ức thủy tinh, trong hư không hiện lên từng hình ảnh, chính là 5 trận chiến đấu mà Tiêu Phàm trải qua. Hắn đã chiếu lại nhiều lần, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, lắp bắp nói, thú vị, thật thú vị. Trận đầu dùng quyền, trận thứ 2 dùng đao, trận thứ 3 dùng kiếm, trận thứ 4 cùng trận thứ 5 lại là dụng quyền. Xem ra hắn cũng không coi đây là sinh tử chiến, mà chỉ xem như là nơi tu luyện. Ta ngược lại muốn xem, cực hạn của ngươi tới đâu. Tam trưởng lão hít sâu một hơi, đem ký ức thủy tinh kia cất vào trong ngăn kéo. Thùng thùng, đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên, chỉ thấy một người hầu đứng ở cửa, cung kính nhún xuống nói, tam trưởng lão, chàng chủ cho mời. Ta biết rồi. Tam trưởng lão gật đầu, đứng dậy đi ra bên ngoài gian phòng. Rất nhanh hắn liền đi tới phòng nghị sự sinh tử đấu trường. Trong đại sảnh có 3 người ngồi, 2 nam 1 nữ, tựa như chờ đợi đã lâu. Thật ngại quá, để mọi người đợi lâu. Tam trưởng lão đi đến bên bàn hội nghị ngồi xuống. 3 người gật gật đầu, cũng không nói gì thêm, ngược lại ngồi nghiêm chỉnh, tựa như đang đợi cái gì. Sau nửa ngày, cửa ra vào xuất hiện một đạo thân ảnh. Đó là một thanh niên hơn 20 tuổi. Hắn một bộ áo tím, mày kiếm mắt sáng, khí khái anh hùng hừng hực, hai con người sáng như sao trời, chiếu sáng rạng rỡ. Bộ tóc màu huyết nồng đậm choàng tại sau vai, tư thế hiên ngang, vô hình bên trong lộ ra một cỗ khí thức tuyệt thế cường giả, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Nhìn thấy thanh niên áo tím đến, tứ đại trưởng lão trong phòng nghị sự thần sắc đột nhiên nghiêm một chút. Bái kiến chàng chủ đại nhân. 4 người đứng dậy, cung kính chắp tay. Nếu để cho người ngoài biết, chàng chủ đấu trường sinh tử ly của Hỏa Đế Đô tuổi trẻ như vậy, đoán chừng sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. 4 vị trưởng lão khách khí. Thanh niên áo tím khoát khoát tay, đi đến ghế chủ vị ngồi xuống, nói, hôm nay mời 4 vị trưởng lão đến đây, là thảo luận sự việc thiên tàn, không biết các vị có ý kiến gì không? Sắc mặt 4 vị trưởng lão cứng lại, ai cũng không mở miệng. Có cái gì thì nói cái đó. Không cần kiêng kỵ gì cả. Thanh niên áo tím nghiêng người ngồi trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Chàng chủ. Một lão giả áo xám cách thanh niên áo tím gần nhất hít sâu một hơi, mở miệng nói, thực lực thiên tàn đoán chừng đã đến gần vô hạn tuyệt thế chiến vương, dưới cảnh chiến hoàng cơ hồ không có đối thủ. Con người lão giả áo xám thỉnh thoảng nhìn về phía thanh niên áo tím, muốn xem thái độ hắn, nhưng mà thanh niên áo tím sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Căn bản không có ý ngắt lời. Tới nay thiên tàn đã thắng 99 trận, chỉ thiếu một trận cuối cùng là có thể đạt tới bách thắng, thu hoạch được một nhập trường khoán. Nhưng mà nếu vậy, cũng sẽ khiến sinh tử đấu trường tổn thất một món lợi ích to lớn. Bây giờ toàn bộ sinh tử đấu trường, theo ngay sau thiên tàn, cũng chỉ là một người thắng 88 trận, chưa chắc là đối thủ thiên tàn. Lão giả áo xám tiếp tục nói. Vậy ý của đại trưởng lão là gì? Thanh niên áo tím cười tủm tỉm nói. Cách sự kiện này còn có 11 tháng, chúng ta có thể kéo dài một chút, có lẽ sẽ có người có thể ngăn chặn thiên tàn. Đại trưởng lão ngưng tiếng nói. Đại trưởng lão, giá trị tồn tại của sinh tử đấu trường không chỉ là lấy lòng một ít người, cũng không chỉ là vì kiếm tiền, mà là rèn ra người mạnh nhất. Thực lực thiên tàn đã chứng minh, hắn có tư cách được một nhập trường khoán. Tam trưởng lão đột nhiên mở miệng nói. Đúng, chàng chủ, ta hôm nay phát hiện một việc rất thú vị. Chiến đài sinh tử số 3, xuất hiện một người tên là U Linh, hôm nay liên tục thắng 5 trận, hơn nữa thắng vô cùng nhẹ nhàng. Thực lực người này có lẽ còn trên thiên tàn. Đại trưởng lão nói ra,
thỉnh thoảng khiêu khích liếc nhìn tam trưởng lão. Thần sắc tam trưởng lão cứng lại, hắn chẳng lẽ không biết ý trong lời nói của đại trưởng lão, liên tục nhẹ nhàng thắng 5 trận, đây là hắn đang cố ý nhường. Ý đại trưởng lão là, để U Linh cùng Thiên Tàn chiến một trận sao? Nhưng ngươi đừng quên, U Linh tối đa chỉ là chiến vương trung kỳ mà thôi. Tam trưởng lão áp chế phẫn nộ trong lòng một cách cưỡng ép, thần sắc cứng lại nói. Gạch nối, cũng khó trách tam trưởng lão khó chịu như thế. Để một chiến vương trung kỳ đi sinh tử đấu cùng một phong vương, đây không phải sẽ khiến người trong thiên hạ giễu cợt sao? Đại trưởng lão còn muốn nói cái gì, tam trưởng lão lại cười tủm tỉm nói, đại trưởng lão nói không sai, thực lực Thiên Tàn rất mạnh, hắn hẳn là người được chọn thích hợp nhất trợ giúp chàng chủ. Sinh tử đấu trường ta cũng không phải là thua không dậy nổi. Nghe được lời tam trưởng lão, đại trưởng lão ngậm miệng không nói gì, hắn không muốn Thiên Tàn thắng 100 trận. Cho nên tùy tiện mượn cớ, cố ý kéo dài thời gian. Thật không nghĩ đến, tam trưởng lão thấy gió châm lửa, trong nháy mắt đem lời nói của hắn cược trở về. Mặc dù hắn đối với người tên là U Linh kia cảm thấy rất hứng thú, nhưng Thiên Tàn cũng là người đi từ sinh tử chiến đài số 3 ra. Một khi Thiên Tàn thu hoạch được tấm nhập trường khoán kia, đối với hắn mà nói, thế nhưng là lợi thế cực lớn. Hơn nữa, với thực lực hiện tại của U Linh không thể nào là đối thủ của Thiên Tàn. Còn ý hai vị, thanh niên áo tím không đưa ra quyết định, lần nữa nhìn về phía hai trưởng lão khác nói. Lão Hủ cảm thấy đại trưởng lão nói không sai, tam trưởng lão nói cũng có đạo lý, thực lực Thiên Tàn không còn gì phải hoài nghi, có điều cách sự kiện này vẫn còn đầy đủ thời gian, chúng ta có thể kéo dài một chút, có lẽ có càng thích hợp trợ giúp chàng chủ người. Một lão giả áo bào xanh khác mở miệng nói. Lời này xem như đều không đắc tội hai người, nhưng cuối cùng lại là hướng về đại trưởng lão, bởi vì lão giả áo bào xanh cũng không muốn nhập trường khoán này rơi vào trong tay Thiên Tàn. Đại trưởng lão mỉm cười, nói, nhị trưởng lão nói không sai, bây giờ đấu trường sinh tử còn có không ít người thắng liên tiếp hơn 80 trận, hoặc hơn 70 trận, bọn hắn có lẽ so với Thiên Tàn càng ưu tú hơn. Thanh niên áo tím sắc mặt không hề bận tâm. Ánh mắt rơi vào trên người nữ tử trung niên kia, tứ trưởng lão, ý ngươi thế nào? Tạm thời mà nói, đúng là Thiên Tàn thích hợp nhất, có điều thời gian một năm rất có thể phát sinh rất nhiều sự tình, tựa như U Linh trong lời của đại trưởng lão cùng tam trưởng lão, ta xem qua người này chiến đấu, trong 11 tháng, hắn không có khả năng dậm chân tại chỗ. Nếu như đến thời điểm đó không có người ưu tú hơn, có thể để Thiên Tàn tiến hành một trận giao đấu cuối cùng. Về phần hắn có thể bách thắng không, liền xem bản thân hắn có năng lực này không. Nữ tử trung niên tứ trưởng lão mở miệng nói. Nói xong, bốn người đều trầm mặc, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía thanh niên áo tím, liền không dám thở mạnh một cái. Hồi lâu, thanh niên áo tím đột nhiên đứng lên nói, đã như vậy, vậy liền lại chờ một thời gian đi. Tạm thời ghi tên Thiên Tàn hạt giống số 1, nếu không có người bách thắng, vậy liền tuyển hắn. Rõ. Chàng chủ, bốn người cung kính gật gật đầu, đưa mắt nhìn thanh niên áo tím rời đi. Tam trưởng lão, xem ai có thể cười đến cuối. Đại trưởng lão híp hai mắt, phải rồi, chiến đài sinh tử số 1, cũng xuất hiện một nhân vật, tên là Dạ La, bây giờ đã thắng 88 trận. Hừ, ngươi nếu nắm chắc vậy, liền để hắn cùng đấu với Thiên Tàn một trận, thế nào? Tam trưởng lão không cam lòng yếu thế, lạnh lùng cười nói. Đối với Thiên Tàn, hắn vô cùng tự tin, là vương bài trong tay hắn, chỉ cần một ngày có Thiên Tàn, nhập trường khoán này 89 phần sẽ rơi vào tay hắn. Đừng tưởng rằng có thể giết chết Phong Lang là hắn liền vô địch thiên hạ, chúng ta chờ xem. Đại trưởng lão hất áo bào lên, cùng nhị trưởng lão rời khỏi phòng nghị sự. Cũng khó trách đại trưởng lão tức giận như thế, Phong Lang vốn là một vương bài trong tay hắn, nhưng mà cuối cùng thua ở trong tay Thiên Tàn. Khiến hắn vô cùng tức giận. Tam trưởng lão, người nói U Linh kia có thật mạnh như vậy hay không? Tứ trưởng lão kinh ngạc nhìn tam trưởng lão nói. Người nên tin tưởng ánh mắt ta, kẻ này không gian trưởng thành so Thiên Tàn còn lớn hơn, rất có thể là Lãnh Tiếu Nhận kế tiếp. Tam trưởng lão khẳng định nói. Lãnh Tiếu Nhận, tứ trưởng lão hít sâu một hơi, con người khẽ run lên. Nếu như người phía dưới ta có thể tới trình độ Lãnh Tiếu Nhận, ta chết cũng không hối tiếc. Thần sắc tam trưởng lão có chút mê mang.
Dừng lại chút lại nói, U Linh cùng Thiên Tàn cũng có thực lực này, bằng không, đại trưởng lão cũng sẽ không để Thiên Tàn cùng U Linh chiến đấu. Nói thật, ta rất muốn Thiên Tàn cùng U Linh hai người đều chiếm được một tấm nhập trường khoán xem ra ngươi thực nắm chắc, có điều đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đoán chừng sẽ không để cho ngươi được như ý nguyện. Cứ cho là U Linh thắng liên tiếp 99 trận, một trận cuối cùng, bọn hắn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế khiến hai người bọn hắn tự giết lẫn nhau. Ta biết, cuối cùng như thế nào, chỉ có thể xem ý tứ của chàng chủ. Huống chi, U Linh trong vòng một năm cũng chưa chắc có thể trưởng thành đến cấp độ này. Tam trưởng lão thở dài. Tiêu Phàm trở lại Vân Lai khách sạn đã là lúc trạng vạng tối, lúc Phong Lang nhìn thấy Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi không chết. Chẳng lẽ ngươi đang nhìn thấy ma à? Tiêu Phàm nhún vai nói, trong lòng thầm mắng, tiểu tử này vậy mà mong ta chết, tốt xấu gì ta cũng là ân nhân cứu mạng ngươi. Ngươi thực sự là chiến đấu liên tiếp 5 trận, Phong Lang vẫn có chút không tin, hắn cũng từng thử qua một lần, thiếu chút nữa thì chết ở trên chiến đài. Muốn tin thì tin, Tiêu Phàm lười nhác không muốn phí lời với Phong Lang, sau đó nhìn về phía Phong Lang nói, phải rồi, ngươi có muốn chữa khỏi chân ngươi không? Phong Lang toàn thân run lên. Một phát nắm lấy áo Tiêu Phàm, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, ngươi nói thực. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tiêu Phàm thản nhiên nói, có điều, có vẻ như ta không có nghĩa vụ chữa cho chân ngươi. Biết thừa ngươi không có ý tốt. Con ngươi Phong Lang lại trở nên băng lạnh. Những năm gần đây, hắn nghĩ rất nhiều biện pháp, cũng tìm rất nhiều luyện dược sư, nhưng tất cả luyện dược sư đều kết luận, đây là tiên thiên lưu lại di chứng, căn bản không có khả năng chữa khỏi. Tiêu Phàm nói có thể trị, tuyệt vọng trong lòng hắn trong nháy mắt lại bốc cháy lên hy vọng. Chỉ là, chính như Tiêu Phàm nói, hắn dựa vào cái gì mà trị chân cho mình đây? Tiêu Phàm cũng không nóng nảy, bình tĩnh thưởng thức trà thơm. Ngươi thật có thể trị. Phong Lang hít sâu một hơi, cực kỳ không cam lòng nhìn Tiêu Phàm. Ta dựa vào cái gì để trị đây? Ta thế nhưng nhớ kỹ, ngươi còn muốn giết ta. Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn Phong Lang nói. Sắc mặt Phong Lang trầm xuống, thần sắc phức tạp, hiện tại ta chỉ là một phế nhân, không còn gì khác có thể cho ngươi, chỉ có mỗi cái tính mạng nát này. Ta muốn mạng ngươi làm cái gì? Tiêu Phàm im lặng nhìn Phong Lang, huống chi, ai lại muốn một phế vật, ngươi nói đúng không? Lúc nghe được hai chữ phế vật, Phong Lang tay nắm chặt, vang lên kèn kẹt, ngón tay khắc vào lòng bàn tay, sắp chảy cả máu. Hai mắt hắn đỏ bừng. Một cỗ lệ khí ngập trời từ trên người hắn nở rộ ra, tiểu kim bị khí thế của Phong Lang làm cho giật mình, bắt đầu gào thét. Tiêu Phàm cũng bị khí thế của Phong Lang dọa cho nhảy một cái, không hổ là nhân vật có thể thắng liên tiếp 91 trận tại đấu trường sinh tử. Nếu như không phải đem cơ hội cho Thiên Tàn, có lẽ hiện tại bị thương chưa chắc là Phong Lang hắn. Ngươi có thể trị hết chân ta, có phải cũng có thể trị tốt đan điền cùng kinh mạch của ta? Hắn khẽ cắn môi nhìn Tiêu Phàm nói, áp chế một cách cưỡng ép lệ khí trong lòng. Có thể. Tiêu Phàm gật đầu, không có giấu giếm. Mặc dù cùng Phong Lang ở chung không lâu, nhưng Tiêu Phàm có thể nhìn ra, Phong Lang tuyệt đối là một người trọng tình trọng nghĩa. Cũng chính là bởi vì điểm này, Tiêu Phàm tối hôm qua mới cứu hắn. Có điều, ta có một điều kiện. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, trịnh trọng nói. Phong Lang ta trước giờ không khuất phục dưới chân ai, nhưng ta không muốn trở thành một phế vật. Chỉ cần ngươi có thể trị hết đan điền cùng kinh mạch của ta, ngươi chính là chủ nhân ta. Phong Lang khẽ cắn môi, cúi đầu, gần như quát ầm lên. Cảm nhận được lệ khí trên người Phong Lang, Tiêu Phàm biết rõ, Phong Lang cũng là một người mang nhiều việc, thứ phải gánh trên người cũng vô cùng trầm trọng. Ta không cần nô lệ, chỉ cần huynh đệ. Tiêu Phàm lắc đầu. Vỗ vỗ bả vai Phong Lang, ngưng tiếng nói, ta muốn ngươi làm huynh đệ của ta. Huynh đệ, nghe được hai chữ này, toàn thân Phong Lang run rẩy kịch liệt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, chỉ thấy Tiêu Phàm một mực duy trì nụ cười bình tĩnh. Con người kia vô cùng thanh tịnh, không có bất kỳ hư tình giả ý gì. Phong Lang cũng biết, Tiêu Phàm nếu như muốn giết hắn, căn bản không cần tổn sức nhiều như vậy. Ta không xứng làm huynh đệ ngươi. Phong Lang lắc đầu, con ngươi vô cùng kiên định nói. Tiêu Phàm thở dài, với tính cách Phong Lang, việc đã quyết định là không thể thay đổi. Có điều, Tiêu Phàm vẫn như cũ nói, không phải huynh đệ, thì có thể làm bạn, thương thế của ngươi, ta chỉ cho ngươi,
Trong mắt Phong Lang lóe lên một tia kích động không hiểu, sau đó hơi hơi chắp tay nói, đa tạ công tử. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, đành phải tùy Phong Lang, có điều lại bổ sung một câu, ta tên Tiêu Phàm, ngươi gọi tên ta là được. Danh tự chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ cần trị khỏi cho thương thế của ta, ngươi chính là công tử của ta. Phong Lang trịnh trọng nói. Tiêu Phàm không biết Phong Lang làm như thế, là không muốn để cho hắn cuốn vào vòng xoáy của bản thân mà thôi. Hơn nữa, về sau Phong Lang cũng thực sự coi Tiêu Phàm là huynh đệ đồng sinh cộng tử. Tiêu huynh đệ, người đâu rồi? Đột nhiên, ngoài biệt viện truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Phong Lang vội vàng thu liếm khí tức, đi hướng vào trong phòng. Tiêu Phàm lúc này mới đẩy cửa phòng ra, mang theo Tiểu Kim đi ra ngoài, lập tức nhìn thấy hai thân ảnh, vội vàng nói, hướng trưởng lão, Tam gia, có chuyện gì không? Tiêu huynh đệ, phương thuốc kia của ngươi rất có hiệu quả, ta trở về dùng một buổi tối, toàn thân liền thoải mái nhiều. Hướng Vinh cười ha hả nhìn Tiêu Phàm nói, rốt cuộc không có bất kỳ ý tứ khinh thường nào với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hơi ngoài dự liệu, Hướng Vinh vậy mà mảy may không đề cập tới sự thống khổ của Bào Dược Dịch, liền thấy hắn cũng là hạng người một mực kiên định. Cho ta xem. Tiêu Phàm đi qua, cầm lấy mạch đập Hướng Vinh, lúc này cười nói, chúc mừng Hướng lão, nhanh hơn so với ta suy nghĩ của ta. Cứ tiếp tục thế này, lại kiên trì một tháng, ta liền có thể trị bệnh cho ngươi. A, Hướng Vinh vui vẻ ra mặt, cả người tựa như trẻ ra mấy chục tuổi. Hướng trưởng lão đến nơi này, không phải chỉ là để ta bắt mạch cho ngươi một chút chứ? Tiêu Phàm khôn khéo, liếc mắt liền nhìn ra Hướng Vinh tới đây không đơn giản chỉ vì chuyện này. Tiêu huynh đệ quả nhiên lợi hại, không sai, hôm nay tới đây là muốn mời Tiêu huynh đệ đi chợ đêm một chuyến. Hướng Vinh cười nói, chợ đêm, Tiêu Phàm nghi hoặc, Ly Hỏa Đế Đô mỗi ngày vô cùng náo nhiệt, phồn hoa cường thịnh, đâu đâu cũng có chợ đêm, bản thân đi dạo một vòng là được. Tiêu Tiểu Hữu, chợ đêm trong miệng Hướng lão, không phải kiểu chợ trên đường cái, mà là phiên chợ Ly Hỏa Đế Đô ngoại thành một tháng mới có thể tổ chức một lần, nơi đó cái gì cũng bán. Thậm chí ngay cả người chiến hồn học viện nội viện cũng đều sẽ đi dạo một vòng. Y Vân cười giải thích nói. À, vậy ta vừa hay đi xem một chút. Tiêu Phàm cười cười. Vậy còn chờ gì nữa? Hướng Vinh cười ha ha một tiếng, sau đó ba người một thú rời khỏi Vân Lai khách sạn, để lại một mình Phong Lang đợi ở trong viện. Sau nửa canh giờ, ba người một thú đi xuyên qua từng đầu đường, một đường cái cổ kính rơi vào tầm mắt Tiêu Phàm, nếu nói là đường cái, không bằng nói là lâm viên. Phóng tầm mắt nhìn tới, một lâm viên tinh mỹ dựa vào nước mà xây dựng. Khắc rồng họa cột, đỉnh đài lâu các, nhà thủy tạ ao quán, quái thạch giả sơn, đằng la thúy trúc, lâm viên giống như một bức tranh sơn thủy. Trong lâm viên răng đèn kết hoa vô cùng náo nhiệt, người đi đông đảo, tiếng la bên tai không dứt, trong lòng Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, Ly Hỏa Đế Đô này quả nhiên không phải phồn hoa đơn thuần. Chợ đêm này đã tồn tại mấy trăm năm, thay đổi mấy đời người, nhưng chợ đêm vẫn phồn hoa như gấm. Y Vân cảm thán nói, Tiêu Tiểu Hữu, coi trọng đồ vật tốt nào thì gọi ta, xem như y mỗ bồi cho ngươi. Tam gia làm quá rồi. Tiêu Phàm bộ dáng thụ sủng nhược kinh. Còn có ta, xem như trưởng bối, cũng nên tặng Tiêu huynh đệ một lễ vật. Hướng Vinh cũng không chút do dự nói, nếu như Tiêu Phàm thật có thể chữa khỏi bệnh của mình, đừng nói một lễ vật, dù có táng ra bại sản hắn cũng không mảy may do dự. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, nếu thịnh tình không thể chối từ. Bản thân cứ cự tuyệt nữa vậy lại ra vẻ làm quá, chắp tay nói, vậy thì cảm ơn Tam gia và Hướng lão. Trên mặt hai người Hướng Vinh và Y Vân rốt cục hiện lên nụ cười. Một tuyệt thế thiên tài, ai cũng không muốn đắc tội, huống chi tuyệt thế thiên tài còn là một luyện dược sư tôn quý. Ba người một thú đi dạo trong lâm viên, Y Vân cùng Hướng Vinh hai người một bên giảng giải cho Tiêu Phàm, một bên chỉ điểm những điểm mơ hồ. Vẫn may nơi này ngư long hỗn tạp. Người khác không chắc có thể nhận ra hai người, bằng không nhất định sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Một trưởng lão ngoại môn y gia, một trưởng lão ngoại viện chiến hồn học viện, vậy mà cẩn thận từng ly từng tí bồi tiếp một thiếu niên 16-17 tuổi. Ông chủ, cái này bán sao? Tiêu Phàm đột nhiên ngồi xổm xuống trước một gian hàng, cẩn thận từng ly từng tí sờ một đồ vật đen thui. Đồ vật này thật không đơn giản,
tên là Hắc Huyền Kim do một chiến hoàng ngẫu nhiên có được, 10 vạn hồn thạch. Chủ quán duỗi ra hai ngón tay giao nhau tại hư không, ý là, hai ngón tay một ngang một dọc ghép lại thành hình chữ thập, nghĩa là số 10 đó. 10 vạn hạ phẩm hồn thạch sao? Tiêu Phàm thử hỏi thăm dò. Tiểu huynh đệ, ngươi ra giá này thì ta chỉ có đi ăn mày. Chủ quán suýt thì phẫn nộ. Thời khắc hắn chuẩn bị mở miệng giận mắng, Y Vân vội ho một tiếng, nói, vừa rồi quên nói cho ngươi biết, tiền tệ nơi này đều là trung phẩm hồn thạch. Tiêu Phàm xấu hổ cười một tiếng, có điều rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, cười tủm tỉm nói, ta ra giá 10 vạn hạ phẩm hồn thạch. Ngươi đi đi, ta không bán nữa, còn không được à? Chủ quán lập tức giận tím mặt, bắt đầu đuổi người. Nói đùa cái gì, 10 vạn trung phẩm hồn thạch cùng 10 vạn hạ phẩm hồn thạch, chính là kém gấp trăm lần, Tiêu Phàm trả giá này cũng quá chặt. Ông chủ chớ nóng vội, nghe ta nói hết lời. Tiêu Phàm cũng không nóng nảy, ước lượng hòn đá màu đen trong tay, nói ông chủ nên biết rõ đặc tính lục phẩm Hắc Huyền Kim, vào tay thì lạnh, màu sắc đều đều, tính chất cứng rắn. Ngươi đang nói nhảm gì vậy? Chủ quán đôi mắt chớp động một cái, có điều sâu trong đáy mắt lại có một loại bất an. Vậy Hắc Huyền Kim này của ngươi, trước hết không nói tính chất tốt xấu, chỉ ít cầm trên tay, căn bản không có một chút hàn ý nào, tự ông sờ xem. Tiêu Phàm cũng không tức giận, cười nhạt một cái nói. Thạch đầu này ta đều sờ hơn mấy trăm lần, chẳng lẽ ta còn không rõ ràng hơn ngươi? Ánh mắt chủ quán có chút né tránh, có điều vẫn cắn răng nói. Nói thật, một khối Hắc Thủy Kim, ta ra 10 vạn hạ phẩm hồn thạch còn là đắt rồi. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó như vứt rác rưởi, đem hòn đá màu đen nhét vào trong gian hàng. Đang lúc Tiêu Phàm đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chủ quán liền vội vàng kéo Tiêu Phàm nói, ngược lại là bỉ nhân xem thường tiểu huynh đệ, ngươi tăng thêm chút đi, 20 vạn hạ phẩm hồn thạch như thế nào? Y Vân và Hướng Vinh kinh ngạc nhìn chủ quán cùng Tiêu Phàm, chẳng lẽ đồ vật này thực chỉ là một khối Hắc Thủy Kim? 8 vạn, Tiêu Phàm cười cười. 15 vạn, Tiêu huynh đệ, ngươi thêm một chút nữa, thêm một chút. Chủ quán đắng chát cười nói, cũng không phải hắn sợ Hắc Thủy Kim này bán không được. Ai kêu Tiêu Phàm lại nhìn ra? Nếu Tiêu Phàm khắp nơi tuyên truyền một cái, về sau hắn khó mà buôn bán. Tiêu Phàm cười cười, duỗi ra hai ngón tay giao nhau trước người. 10 vạn liền 10 vạn, chủ quán nghiến răng nghiến lợi, nhưng đành phải kiên trì đáp ứng. Hy vọng lần sau hợp tác. Tiêu Phàm lấy ra 1.000 mai trung phẩm hồn thạch cho chủ quán, trực tiếp ném hòn đá màu đen vào trong hồn giới. Lần sau hợp tác. Chủ quán trong lòng giận mắng, mẹ nó, ai còn muốn cùng ngươi lần sau hợp tác, 10 vạn trung phẩm hồn thạch, bị ngươi chặt chỉ còn lại 1%. Nhưng chờ hắn lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm đã quay người rời đi, Hướng Vinh và Y Vân hai người cho nhau một ánh mắt, vội vàng cùng đi lên. Gạch nối, Tiêu Tiểu Hữu, cái kia thực sự chỉ là Hắc Thủy Kim. Y Vân bước lên cùng Tiêu Phàm, tiến đến bên cạnh hắn thấp giọng hỏi. Hướng Vinh cũng lộ ra vẻ tò mò, với hiểu biết của bọn hắn về Tiêu Phàm, hắn tuyệt đối sẽ không hứng thú với một khối tam phẩm Hắc Thủy Kim. Không phải Hắc Thủy Kim, chẳng lẽ là cái gì? Tiêu Phàm cười thần bí. Y Vân cùng Hướng Vinh hai người bĩu môi, bộ dáng tin ngươi mới là lạ. Được rồi, không lừa được các ngươi. Tiêu Phàm đột nhiên thần sắc nghiêm lại, nhìn Hướng Vinh nói, Hướng lão, có hòn đá màu đen này, chữa khỏi cho ngươi nắm chắc đến 7 phần. Cái gì? Hướng Vinh kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, cơ thể hơi run lên, trong lòng kích động tới cực điểm. Hòn đá màu đen kia rốt cuộc là cái gì? Y Vân cũng kinh ngạc không thôi, một khối tảng đá vụn chẳng lẽ còn có thể khiến cho chiến hồn dị biến? Nếu như thực sự là thế, vậy thạch đầu này coi như nghịch thiên. Không phải như các ngươi nghĩ, về phần là cái gì, đến thời điểm sẽ nói cho các ngươi. Tiêu Phàm lắc đầu, để hai người tò mò. Cũng được, ở đây nhiều người phức tạp, trở về rồi hãy nói. Hướng Vinh vội vàng gật đầu, việc này liên quan sinh tử đại sự của hắn, cần hết sức cẩn thận. Ba người một thú tiếp tục đi dạo, hai người Y Vân và Hướng Vinh cũng ngứa tay, mua mấy thứ đồ vật tốt. Trong lúc đó, Tiêu Phàm còn mua thêm 3 thất giai hồn tinh hết 30 vạn trung phẩm hồn thạch. Đương nhiên, thất giai hồn tinh này cũng không phải là cho hắn dùng, mà là cho Tiểu Kim ăn.
Khi thấy Tiểu Kim đem thất giai hồn tinh làm đồ ăn vặt, Y Vân và Hướng Vinh bị đả kích nặng nề. Ba thất giai hồn tinh, nếu như không xảy ra ngoài ý muốn thì đủ cho một tu sĩ đột phá chiến hoàng cảnh. Nhưng cái này vẻn vẹn lại chỉ là đồ ăn vặt cho một hồn thú, điều này hai người làm sao tiếp nhận nổi. Quan trọng là sau khi Tiểu Kim ăn ba viên thất giai hồn tinh, căn bản không có bất kỳ dấu hiệu đột phá nào, tựa như không phát sinh bất kỳ sự tình nào. Chủ nhân nó là quái vật, sủng vật này cũng là quái vật đi. Trong lòng Y Vân và Hướng Vinh cảm thán. Phải rồi, Hướng lão, ta cần mấy loại linh dược, nếu như ngươi có thể gom góp được, xác suất thành công có thể tăng thêm một phần. Đương nhiên, nếu như không tìm thấy thì cũng thôi vậy. Tiêu Phàm đột nhiên lại lấy ra một toa thuốc. Hướng Vinh tất nhiên là không chút do dự nhận lấy, một phần hy vọng đối với hắn mà nói lại cực kỳ quan trọng. Trên phương thuốc ghi lại 20 loại dược tài, liếc qua một cái, có chừng 15 loại lục phẩm linh dược, 3 loại thất phẩm linh dược, 18 loại dược tài này đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Nhưng mà có một loại bát phẩm linh dược ngọc cơ hoa lại khiến hắn nhíu mày. Bát phẩm linh dược, cho dù tại Ly Hỏa Đế Đô cũng cực kỳ hiếm có. Không nói giá trị nổi bật, cho dù có đủ hồn thạch cũng không nhất định có thể mua được. Tiêu huynh đệ, ngọc cơ hoa này rất khó tìm. Hướng Vinh đắng chát cười nói. Tiêu Phàm cũng cau mày một cái, mặc dù ngọc cơ hoa này cũng không phải dùng để trị liệu cho Hướng Vinh, nhưng là một trong những dược liệu để trị chân cho Phong Lang. Nếu như tìm không thấy ngọc cơ hoa, muốn chữa chân cho Phong Lang sẽ rất khó. Nhìn thấy bộ dáng Tiêu Phàm, Hướng Vinh trong lòng tràn đầy cảm kích. Hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm đang lo lắng cho hắn. Hắn không biết là dược liệu chữa trị cho hắn, Tiêu Phàm đã chuẩn bị kỹ càng, trong đó một vị chủ dược tên là Tử Đan Tham, lần trước vừa hay ở quan tiểu thất đã lấy được một gốc. Hướng lão, ngọc cơ hoa này ta có nghe nói qua, có vẻ như không lâu trước đó Sở gia có lấy được một gốc ở hội đấu giá trước. Y Vân một bên đột nhiên mở miệng nói. Sở gia, trong mắt Hướng Vinh lóe lên vẻ kích động. Sau đó lại lộ ra vẻ khổ sở, vậy gốc ngọc cơ hoa này cơ bản không khả năng lấy được. Vừa nghe đến hai chữ sở, trong mắt Tiêu Phàm cũng lóe qua tia ngưng trọng, trong đầu nhớ tới hai nữ tử trong Thương Mang Cốc, không phải đều là người Sở gia sao? Tam gia, gốc cây ngọc cơ hoa kia của Sở gia là ở đấu giá nào có được? Tiêu Phàm hỏi. Cửu Tiêu Thương Hội, có điều bát phẩm linh dược, cơ hồ là có thể ngộ nhưng không thể cầu, rất ít xuất hiện gốc thứ hai. Y Vân lắc đầu thở dài, ta nghe nói thiếu chủ Sở gia, Sở Khinh Cuồng hình như trúng độc, khắp nơi tìm dược, ngọc cơ hoa này hẳn là để cứu Sở Khinh Cuồng. Sở Khinh Cuồng, nghe được ba chữ, con người Hướng Vinh hơi hơi co rụt lại. Tiêu Phàm lại lơ đễnh, bởi vì hắn căn bản chưa nghe qua cái tên này, hỏi, vậy nếu như ta có thể chữa độc của Sở Khinh Cuồng, có phải sẽ có được ngọc cơ hoa? Nếu như ngươi tự tin, có thể thử một lần. Sở Khinh Cuồng là đệ nhất thiên tài Sở gia, đừng nói tốn một gốc ngọc cơ hoa, dù phải gấp 10 lần, 100 lần, Sở gia đoán chừng cũng sẽ tiếc. Y Vân khẳng định nói. Y huynh, người quen người Sở, có thể qua chào hỏi. Hướng Vinh khẩn cầu nhìn Y Vân nói. Ta có thể thử xem, về phần có thành công không thì khó nói. Y Vân gật gật đầu nói. Đa tạ Y huynh. Hướng Vinh hơi chắp tay, hít sâu một hơi nói. Vậy làm phiền Tam gia. Tiêu Phàm cũng gật đầu, nếu chỉ là giải độc, hắn nhất định có biện pháp, có thể thành công hay không hắn không biết, nhưng chí ít có thể thử một lần. Ha ha, vậy mà là ô mộc căn cắt ra ngàn năm, vận khí không tệ. Hơn nữa, ô mộc căn này phẩm chất tốt, có thể bán giá cao. Huynh đệ, ô mộc căn ta ra 3 vạn, ta ra 4 vạn, 4 vạn 5 nghìn, đột nhiên, một trận thanh âm náo nhiệt truyền đến. Tiêu Phàm ngừng bước chân, kinh ngạc nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó tụ tập không ít người, vây chật như nêm, tất cả ánh mắt mọi người đều sục sôi. Họ đang làm cái gì vậy? Vẻ mặt Tiêu Phàm vô cùng nghi hoặc nói, nhiều người vây quanh như vậy, còn đấu giá kịch liệt như thế, trong nháy mắt đẩy lên sự hiếu kỳ của hắn. Bọn họ đang đánh cược thạch, Tiêu Tiểu Hữu mới từ Hoàng Triều đến, không biết cũng rất bình thường. Y Vân cười cười. Cược thạch, Tiêu Phàm trong nháy mắt nhớ tới cái gì, kiếp trước không phải cũng có cái nghề này à, một chút khoáng thạch dưới mặt đất chôn vô số tuế nguyệt, đi qua tuế nguyệt biến thiên, trong viên đá có khả năng chứa phỉ thúy cực kỳ chân quý.
Không sai, trừ sinh tử đấu trường, cái ngành nghề nóng thứ hai chính là cực thạch. Những thạch đầu này đều là từ trong cổ địa khai thác ra, bên trong có khả năng ẩn chứa linh dược chân quý, cũng có khả năng chứa quáng thạch hiếm có. Y Vân giải thích nói. Sau đó lại bổ sung một câu, chỉ là chút cổ thạch này có thể ngăn cách hồn lực dò xét, muốn phán đoán bên trong có kỳ vật hay không, vậy thì phải dựa vào nhãn lực cùng kinh nghiệm, Tiêu Tiểu Hữu có muốn hay thử một chút không? Xem ra Tam gia bình thường chơi không ít nha. Tiêu Phàm cười cười, đối với cái nghề này, hắn không cảm thấy hứng thú lắm. Thứ nhất hắn không có nhãn lực cùng kinh nghiệm kia, thứ hai, đây hoàn toàn là một ngành đánh bạc, có ít người một đêm chợt giàu. Cũng có một số người một đêm biến thành kẻ nghèo. Ai, ta cược một lần liền thua một lần a. Y Vân thán một hơi, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói, có điều, dù sao cũng có nhiều thời gian, không mua một khối thạch đầu thử xem, trong lòng thực có cảm giác khó chịu. Vậy thì thử xem. Tiêu Phàm không có ý quấy rầy Nhã Hưng Y Vân, dù sao hắn chỉ là một người xem náo nhiệt, không quan tâm việc chậm trễ thời gian. Qua đó nào. Đợi một lúc hai vị cho ta mở tầm mắt. Y Vân lập tức ma quyền sát trưởng, nơi nào còn mảy may phong độ cường giả chiến hoàng, vén tay áo lên, liền lẫn vào trong đám người. Gạch nối, Tiêu Phàm, Hướng Vinh và Tiểu Kim cùng theo sau lưng Y Vân đi vào. Chỉ một thoáng, từng luồng sáng sắc thái rực rỡ khắc sâu vào tầm mắt Tiêu Phàm. Tại phía trước sân bãi trưng bày đủ loại thạch đầu, đá, màu sắc không đồng nhất, đủ loại lớn nhỏ. Cái này cùng hình ảnh phán đoán trong lòng Tiêu Phàm hoàn toàn khác biệt, theo lý thuyết, thạch đầu không phải là thạch đầu sao, làm sao còn có nhiều màu sắc như vậy? Rất nhiều người đang tìm kiếm trong đống loạn thạch, tìm kiếm nguyên liệu thạch trong lòng bản thân ngưỡng mộ. Nha, Tam gia, làm sao hôm nay mới đến? Nhìn thấy Y Vân đi đến, một nam tử trung niên nghênh đón, xem ra Y Vân đã là khách quen. Văn phường chủ. Ngươi là mong móc hết hồn thạch trong túi ta ra chứ gì? Y Vân cười ha hả, lời nói nửa thật nửa giả, ai bảo hắn mỗi lần đều hao tổn không ít chứ? Tam gia nói giỡn. Văn phường chủ xấu hổ cười một tiếng, hắn cũng không biết nói gì. Ai bảo Y Vân vận khí kém như vậy, mỗi lần đều mở hàng hụt. Được rồi, đùa với ngươi thôi, có vật liệu tốt hay không? Y Vân cười cười, trực tiếp đi đến giữa chỗ thạch đầu. Tam gia, không phải ta lừa ngươi, lần này thật có không ít liệu tốt. Văn phường chủ cười cười, chỉ một đống lam sắc thạch đầu nơi xa nói, những lam hải thạch này ta thật vất vả làm ra, trước đó có một người cắt một khối liệu, ra một gốc thất phẩm thăng tiên thảo, linh khí dồi dào. Ánh mắt Y Vân sáng lên, lập tức bắt đầu đánh giá bên trong một đống đá lam sắc, cược rất nhiều năm thạch đầu. Hắn đương nhiên sẽ không nghe văn phường chủ lay động, hắn sớm đã có một chút kinh nghiệm bản thân. Không bao lâu, trong tay Y Vân xuất hiện hai thạch đầu, một cái to xấp xỉ bằng đầu người, mà một cái, lại không khác một cái đầu trâu to. Tam gia coi trọng hai cái này. Văn phường chủ cười hì hì đi đến, cái nhỏ này 5 vạn hồn thạch, cái lớn 15 vạn. Hồn thạch mà văn phường chủ nói, chính là trung phẩm hồn thạch, một khối thạch đầu ra giá 5 vạn trung phẩm hồn thạch, ván cược tương đối lớn. Tiêu Phàm cũng thổn thức, khó trách có người một đêm chợt giàu. Cũng có người táng ra bại sản. Mặc dù hắn không biết thạch đầu tốt hay xấu, nhưng nhìn một chút, những thạch đầu này đều cực kỳ bình thường. Ta cảm giác được 10 phần linh khí của hai khối này, chỉ là ngươi cũng biết rõ vận khí ta, cho nên lần này, ta chỉ muốn đánh cược một khối để giải thèm một chút thôi. Y Vân cười nói. Hắn mặc dù không thiếu hồn thạch, nhưng mà hồn thạch hắn cũng không phải nhặt được. Với vận khí của hắn, một khi mua cả hai khối thạch đầu này rất có thể trực tiếp đổ xuống sông xuống biển. Tam gia cân nhắc kỹ lại xem. Văn phường chủ xấu hổ cười nói. Y Vân gật gật đầu, cầm hai khối thạch đầu đi đến bên người Tiêu Phàm cùng Hướng Vinh, nói, hai vị, cho chút ý kiến. Y huynh, nghề này ta không có chút kiến thức nào, hỏi ta còn không bằng hỏi Tiêu huynh đệ một chút. Hướng Vinh khoát khoát tay, cười nhìn Tiêu Phàm nói. Hướng lão. Ta cũng vừa mới biết cược thạch, hỏi ta cũng như không. Tiêu Phàm nhún vai, hai tay chắp lại, hắn không muốn thay Y Vân làm chủ. Tinh thần lam, lại là tinh thần lam, cược chướng. Bát phẩm linh dược tinh thần lam. Đáng tiếc, linh khí đã tiêu tán không ít, bằng không giá trị thật không thấp.
cho dù linh khí còn sót không có mấy, giá trị cũng vượt xa thất phẩm linh thảo bình thường, ta ra 100 vạn. 150 vạn. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tràng thanh âm thốt lên, đám người bắt đầu điên cuồng tăng giá, bốn phía lại có không ít người bị hấp dẫn mà đến. Tiêu Phàm theo tiếng kêu nhìn lại, lại phát hiện một thạch đầu lam sắc bị cắt mở, bên trong lộ ra trong suốt, một gốc cỏ non óng ánh trong suốt nằm trong đó, tản ra ánh sáng lam. Cho dù cách mười mấy mét, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được tinh thần lam linh khí tràn đầy kia, hít một hơi đã khiến cho người ta toàn thân thư thái. Đúng thực sự là điên cuồng a. Tiêu Phàm cảm thán nói, khó trách tu sĩ đánh cược thạch cuồng nhiệt như vậy, tiêu mấy vạn hồn thạch, trong nháy mắt lừa hơn trăm vạn, cho dù cường giả chiến hoàng cũng không nhịn được dụ hoặc. Đi, đi xem. Y Vân càng hưng phấn ôm hai khối thạch đầu chạy tới. Tiêu huynh đệ, chớ để ý, y huynh là cuồng nhân cược thạch chân chính. Hướng Vinh giải thích nói. Không có việc gì, chúng ta cũng đi qua xem. Tiêu Phàm tự nhiên không để ở trong lòng, mỗi người đều có quyền làm điều mình thích. Thậm chí, Tiêu Phàm cũng hứng thú đối với cực thạch, như loại linh dược tinh thần lam này, bình thường rất ít có thể thấy được, nhưng hôm nay trong một viên đá lại cắt ra được một gốc. Nếu như vận khí tốt, đây đúng là phương pháp làm giàu. Đương nhiên, cái Tiêu Phàm muốn không phải là phát tài, hắn muốn là những linh dược chân quý kia. Văn Phường chủ, lam hải thạch này của ngươi thật không tệ. Vậy mà cắt ra tinh thần lam. Rất nhiều người không ngừng tung hô Văn Phường chủ. Văn Phường chủ cười không ngậm miệng được, tinh thần lam này có thể nói là chiêu bài sống, có cái này vừa ra, tuyệt đối không sợ bán không được lam hải thạch. Tiêu Phàm đi theo Y Vân tới đống thạch kia, dưới chân đột nhiên chạm đến một viên to bằng chậu rửa mặt, trong lòng khẽ run lên. Bạch thạch làm sao đột nhiên có dị động, Tiêu Phàm trong lòng buồn bực, sau đó trong mắt lóe qua ánh sáng. Lần trước gặp được tiểu đỉnh thần bí và tử thần châu kia, bạch thạch cũng có phản ứng, chẳng lẽ? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm nhặt thạch đầu lên, chỉ một thoáng, bạch thạch bên trong hồn hải rung động càng ngày càng lợi hại, thậm chí còn phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Tiêu tiểu hữu, làm sao, người cũng cảm thấy hứng thú với cực thạch. Đây chỉ là phế thạch tinh thần lam vừa mới cắt ra mà thôi, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, chỉ cần ngươi coi trọng khối nguyên liệu nào, coi như ta mua. Y Vân vô cùng phóng khoáng nói. Chính là khối thạch đầu này. Tiêu Phàm cười cười, hắn rất muốn xác minh ý nghĩ trong lòng. Nếu như thực sự có thể dùng cách này, việc cược thạch kia chẳng phải sẽ đều thuận lợi. Khối này, Y Vân cổ quái nhìn Tiêu Phàm nói, một khối phế thạch mà thôi, chẳng lẽ còn có thể cắt ra thứ gì, có điều hắn vẫn gật gật đầu, dù sao cũng không tiêu hết bao nhiêu hồn thạch. Sau đó tìm tới chủ nhân đống phế thạch này. Đối phương cắt ra tinh thần lam, sớm đã cười không ngậm miệng được, cuối cùng Tiêu có 100 hồn thạch liền bị Y Vân mua được. Tiêu tiểu hữu, khối thạch đầu này cơ bản sẽ không ra cái gì, người tùy tiện mở ra nhìn xem. Y Vân cười cười. Được, Tiêu Phàm gật đầu, chập chỉ thành kiếm, chậm rãi cắt đứt thạch đầu trong tay. Một khối phế thạch mà thôi, còn cần cẩn thận từng ly từng tí như thế sao? Ai, người trẻ tuổi có chút hiếu kỳ cũng đúng. Thất bại một hai lần không sợ cái gì, dù sao về sau cũng sẽ quen. Nếu khối thạch đầu này có thể cắt ra bảo bối, lão tử liền ăn hết cả tảng đá. Trong đám người truyền đến một giọng trào phúng, rất nhiều người xem thường nhìn Tiêu Phàm. Hai người Y Vân và Hướng Vinh xấu hổ, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, ngược lại Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh, chậm rãi cắt thạch đầu. Sau một lát, thạch đầu trong tay Tiêu Phàm chỉ còn bằng hai cái nắm đấm lớn nhỏ, Y Vân rốt cục nhịn không được, an ủi, Tiêu tiểu hữu, bỏ đi, ngươi lại chọn một khối khác, coi như của ta. Tiêu Phàm ngoảnh mặt làm ngơ, bởi vì hắn cảm giác đá màu trắng rung động ngày càng lợi hại, điều này nói rõ, nếu có đồ vật mà nói, chắc là ở trong viên đá nhỏ này. Răng rắc, Tiêu Phàm trong lòng hít sâu một hơi, một đạo kiếm gào thét mà ra, đá màu trắng lập tức phân thành hai. Tiêu tiểu hữu, không nên nản chí. Y Vân đã không nhịn được an ủi Tiêu Phàm. Nhưng mà, ong ong chỉ một thoáng, một đạo ánh sáng dáng hồng bảy sắc từ trong tay Tiêu Phàm bắn ra, xông thẳng chân trời. Gạch nối, ánh sáng dáng hồng bảy sắc theo tay Tiêu Phàm nở rộ, con người đám người trong nháy mắt bị ánh sáng kia hấp dẫn. Ánh sáng dáng hồng bảy sắc lấp lóe,
chói lọi sáng chói, đâm vào hai mắt khiến người ta không mở ra được, phụ trợ cho Tiêu Phàm siêu nhiên vô cùng. Ngay sau đó, một mùi thơm ngát nhàn nhạt tràn ngập ra. Cái này, ánh sáng dáng hồng bảy sắc lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng mà ánh mắt đám người lại kinh hãi nhìn chằm chằm tay trái Tiêu Phàm, không còn cách nào rời mắt. Y Vân cách gần nhất mắt lại càng trợn tròn, kinh hãi nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay Tiêu Phàm. Trong tay Tiêu Phàm, một khối thạch đầu bảy sắc nằm yên tĩnh. Mặc dù không lớn bằng bàn tay, nhưng tản ra tràn đầy sinh cơ, giống như một đầu thú kinh khủng ẩn núp trong đó. Kinh dị nhất là trên tảng đá bảy sắc kia, lại còn lưu chuyển lên một đường vân thần bí, giống như từng con rồng nhỏ. Thất thải long văn mộc, lại là thất thải long văn mộc, bảo vật vô giá a. Không biết là ai run rẩy kinh hô lên. Những người trước đó châm chọc Tiêu Phàm càng trợn tròn mắt, cảm giác mặt tê dần. Một khối phế liệu trong mắt bọn họ, vậy mà cắt ra thất thải long văn mộc. Thất thải long văn mộc, bản thân cũng không cao, chỉ tương đương với vật liệu luyện khí bát phẩm, có điều nó cũng có thể làm thuốc, là phụ dược luyện chế rất nhiều đan dược, cả tòa Ly Hỏa Đế Đô cũng khó gặp. Nghe đồn, thất thải long văn mộc là nơi thần long dừng lại, phía trên hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng khí tức thần long, bởi vậy thất thải long văn mộc được xưng là bảo vật vô giá cũng không phải không thể. Bây giờ trên thế gian, thần long không thể gặp, thất thải long văn mộc càng cực kỳ thưa thớt, vật hiếm thì quý. Đây là của ta, tiếng vang gầm lên giận dữ, chỉ thấy một đạo thân ảnh hướng về Tiêu Phàm gào thét, hướng thẳng đến long văn mộc bảy sắc trong tay hắn. Tự tìm cái chết, con người Tiêu Phàm vô cùng lạnh lẽo, vội vàng đem long văn mộc bảy sắc cất vào trong hồn giới, trong lòng hắn có chút hối hận, sớm biết rõ đã không cắt thạch ở nơi này. Làm càn, không đợi Tiêu Phàm xuất thủ, một tiếng gầm lên truyền ra, chỉ thấy một đạo thân ảnh đã che ở trước người hắn, một chưởng đánh về đạo thân ảnh kia. Người muốn cướp đoạt thất thải long văn mộc trong tay Tiêu Phàm bay ngược ra, trong miệng máu tươi cuồng phún, hung hăng đập xuống mặt đất. Dám ở chỗ này dương oai, người coi văn mỗ chỉ là vật trưng bày sao? Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, lại phát hiện văn phường chủ đưa lưng về phía hắn, lạnh lùng nhìn người đối diện kia, đó là một lão giả áo đen gầy gò. Tiêu Phàm rốt cục cũng nhận rõ thân phận lão giả gầy gò, chính là tu sĩ vừa mới cắt ra tinh thần lam. Y Vân tiêu 100 trung phẩm hồn thạch mua khối thạch này từ trong tay hắn. Khối toái thạch kia là của ta, lão giả gầy gò vất vả từ dưới đất đứng lên, giận dữ hét. Vừa rồi ngươi đã lấy 100 hồn thạch bán cho ta, nhiều ánh mắt như vậy nhìn thấy, dựa vào cái gì là của ngươi? Y Vân đứng ở bên người Tiêu Phàm, khí thế chiến hoàng cảnh hiển lộ, lạnh như băng nhìn lão giả gầy gò. 100 hồn thạch, đám người nghe vậy, kém chút phun một ngụm máu ra. 100 khối trung phẩm hồn thạch liền đem bán thất thải long văn mộc. Thật đúng là bại gia, khó trách hắn xúc động phẫn nộ như thế. Rất nhiều người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, thầm than tiểu tử này vận khí thật tốt, tùy tiện cắt một khối toái thạch, vậy mà cắt ra thất thải long văn mộc. 100 khối hồn thạch mà muốn mua thất thải long văn mộc, người thật coi ta là tên ngốc sao? Lão giả gầy gò lau đi máu tươi khóe miệng, nửa bước không nhường đường. Không hiểu quy củ chợ đêm, thì đừng tới nơi này mất mặt xấu hổ. Văn phường chủ lạnh như băng nói. Ngươi có biết ta là ai? Lão giả gầy gò không cam lòng, uy hiếp nói. Chẳng cần biết ngươi là ai, dù là thiên vương lão tử đến nơi này, cũng phải tuân thủ quy củ nơi này. Cút khỏi chợ đêm, bằng không đừng trách văn mỗ hạ thủ vô tình. Sắc mặt văn phường chủ lạnh lùng, ngữ khí vô cùng bá đạo. Đám người một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn lão giả gầy gò, đúng như văn phường chủ nói, bất luận ngươi là ai, đến nơi này liền phải tuân thủ quy củ. Một khi làm trái quy củ, chợ đêm cũng không thể tồn tại. Rất nhiều người rõ ràng, đứng sau lưng chợ đêm là Tam Đại Thương Hội, cho dù ở trong mắt đế tộc, Tam Đại Thương Hội cũng là quái vật khổng lồ. Ai dám tới đây quấy rối, chỉ có một con đường chết. Ta là thất phẩm luyện dược sư Sở Gia mời đến. Lão giả gầy mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Sở Gia sao? Sắc mặt văn phường chủ không thay đổi, trong mắt càng lộ ra một tia khinh thường. Ngô trưởng lão, đúng lúc này, một thanh âm Hoàng Anh vang lên, chỉ thấy một nữ tử váy đen từ trong đám người đi tới, tu sĩ bốn phía vội vàng nhường ra một con đường. Là Sở Đại Tiểu Thư Sở Yên Nhiên,
Chẳng lẽ lão gia hỏa này thực sự là luyện dược sư Sở gia mời đến? Thất phẩm luyện dược sư, đến Sở gia cũng muốn cung kính đối đãi, khó trách phách lối như thế. Tiểu tử kia thật thảm, tại chợ đêm có lẽ không làm gì được hắn, một khi rời khỏi chợ đêm, Sở gia có 100 biện pháp để hắn chết. Ai, thất phu dù vô tội, mang ngọc lại là có tội. Cho dù đồ vật tốt, không đủ thực lực bảo hộ thì có ích gì đâu. Đám người xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tựa như nhìn một người chết. Thần sắc Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh, lúc nhìn thấy nữ tử váy đen kia, sâu đáy mắt lóe qua một tia khó chịu. Hắn tất nhiên liếc mắt liền nhận ra nữ tử váy đen, không phải là nữ tử lúc ấy tại Thương Mang Cốc sử dụng hủ cốt phệ hồn tán sao. Nếu như không phải có Bạch Thạch cùng năng lực u linh chiến hồn quỷ dị, Tiêu Phàm hắn đã chết tại Thương Mang Cốc rồi. Nữ nhân này ngoài mặt ôn tồn lễ độ, bình dị gần gũi, nhưng tâm của nàng vô cùng tàn nhẫn, không hổ là con đại gia tộc. Đại tiểu thư, người phải làm chủ cho lão hủ, thất thải long văn mộc của ta bị hắn cướp đi. Nhìn thấy Sở Yên Nhiên, lão giả gầy Ngô trưởng lão lập tức nước mũi nước mắt, ác nhân cáo trạng trước. Nghe được lời Ngô trưởng lão, thần sắc Sở Yên Nhiên lạnh lẽo, con ngươi lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nói, đem đồ vật giao cho Ngô trưởng lão, việc này như vậy bỏ qua. Tiêu Phàm cười lạnh không nói, hay cho một Sở gia bá đạo, không hỏi nguyên do thật sự đã nhất định đoạt đồ vật của người khác, thực sự là buồn cười. Đám người không ít tu sĩ giận mà không dám nói gì, chỉ có thể làm như bản thân cái gì cũng không nghe thấy. Sở tiểu thư, Tiêu huynh đệ cũng không có đoạt thứ gì, chỉ là Sở gia trưởng lão vụ oan giá họa mà thôi. Hướng Vinh vội vàng đi đến bên người Tiêu Phàm, cái này khiến Tiêu Phàm trong lòng có chút ấm áp. Có đúng không? Sở Yên Nhiên con người chỗ sâu lóe qua một vòng lãnh quang, rất hiển nhiên, nàng nhận ra Hướng Vinh, cũng không tiện chất vấn, bằng không mà nói, một người xa lạ dám cùng nàng chống đối, nàng đã sớm quát lớn. Sau đó nhìn Ngô trưởng lão trên mặt đất thụ thương, lại liếc nhìn bốn phía nói, vậy vì sao Ngô trưởng lão bị thương? Là ta đả thương, có người muốn làm hỏng quy củ chợ đêm. Văn phường chủ thản nhiên nói, Sở gia tiểu thư gì gì. Hắn căn bản không để trong lòng. Trong lòng Tiêu Phàm hơi ngưng tụ, xem ra thân phận văn phường chủ này cũng không đơn giản, dám không nể mặt Sở Yên Nhiên. Thần sắc Sở Yên Nhiên một trận xấu hổ, lúc nhìn thấy ánh mắt đám người bốn phía, nàng cũng đại khái hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Đại tiểu thư, tiểu tử kia mua toái thạch của ta cắt ra thất thải long văn mộc. Có thất thải long văn mộc, chỉ thương thế cho đại công tử, lão hủ sẽ tăng thêm hai phần nắm chắc. Ngô trưởng lão biết rõ bản thân đối lý, cũng không tiếp tục dây dưa. Có điều, hắn cũng không muốn bỏ phí thất thải long văn mộc, đồ vật này rơi vào tay một tiểu tử, chỉ là phung phí của trời. A, nghe được lời Ngô trưởng lão, ánh mắt Sở Yên Nhiên sáng lên, quay người lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm. Gạch nối, ngươi ra giá đi. Sở Yên Nhiên nhàn nhạt nhìn Tiêu Phàm, bộ dáng cao cao tại thượng, ánh mắt kia tựa như đang nhìn xuống một con kiến hôi. Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh không thôi, Sở Yên Nhiên này ngữ khí thật đúng là bá đạo, ép bán thất thải long văn mộc, vậy mà tựa như là đang bố thí cho bản thân, điều này khiến hắn vô cùng khó chịu. Không bán, Tiêu Phàm không chút do dự nói, một mặt hờ hững. Đám người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, còn tưởng bản thân nghe lầm. Đây chính là dòng chính Sở gia Sở Yên Nhiên, ngươi dám cùng nàng nói chuyện như thế. Đây không phải muốn chết sao? Ân, con người Sở Yên Nhiên u lãnh vô cùng, người có biết rõ ta là ai? Biết, lời của người ta vừa rồi đã nghe qua, vừa rồi hắn cũng nói như vậy. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Đám người trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, tiểu tử này thật sự dám nói, đây là không nể mặt Sở Yên Nhiên sao? Hay là cố ý châm chọc nàng? Y Vân và Hướng Vinh cũng hơi kinh ngạc. Bọn hắn biết Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều là ăn mềm không ăn cứng, nhưng cũng phải nhìn đối tượng chứ, cho dù là bọn hắn cũng phải cho Sở gia mấy phần mặt mũi. 1.000 vạn, ánh mắt Sở Yên Nhiên càng ngày càng lạnh, việc liên quan huynh trưởng nàng Sở Khinh Cuồng, nàng không thể phớt lờ, dù là cái giá lớn hơn cũng sẽ không tiếc. Không bán, Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, 1.000 vạn trung phẩm hồn thạch không hề ít, nhưng trong lòng hắn... Cho dù có nhiều hồn thạch hơn so ra vẫn kém thất thải long văn mộc, bởi vì hắn đã nghĩ đến tác dụng của thất thải long văn mộc. 2.000 vạn, Sở Yên Nhiên lại nâng giá lên.
dưới cái nhìn của nàng, một chiến vương cảnh mà thôi, không có khả năng không động tâm với hồn thạch. Ngươi không muốn đáp ứng, ta liền đập hồn thạch vào khiến ngươi đáp ứng. Nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, 100 triệu ta cũng không bán. Tiêu Phàm vẫn như cũ lắc đầu, quay người chuẩn bị rời đi. 200 triệu, Sở Yên Nhiên cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử ngươi không phải nói 100 triệu cũng không bán sao? Ta liền ra giá 200 triệu, xem ngươi bán hay không? Ttt, đám người hít vào ngụm khí lạnh, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm cùng Sở Yên Nhiên. 200 triệu trung phẩm hồn thạch, tương đương với 20 tỷ hạ phẩm hồn thạch, cho dù chiến hoàng cũng không có khả năng cầm ra được nhiều hồn thạch như vậy. Không phải chỉ là một khối thất thải long văn mộc sao? 200 triệu trung phẩm hồn thạch đã vượt qua giá trị của nó. Rất nhiều người nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, gia hỏa này quá không biết điều, thậm chí ngay cả mặt mũi Sở gia còn không cho. Ngô trưởng lão cười lạnh nhìn Tiêu Phàm, trong lòng lạnh giọng nói, ngươi không phải là muốn hồn thạch sao? Sở gia cái gì có thể thiếu, chính là không thiếu hồn thạch, thất thải long văn mộc kết quả vẫn là của ta. Nhưng mà, nụ cười của Ngô trưởng lão trong nháy mắt cứng đờ, bởi vì Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại rời đi, tựa như căn bản không nghe được lời Sở Yên Nhiên nói. Ngươi đừng không biết tốt xấu. Sở Yên Nhiên cũng phẫn nộ, thân hình lóe lên, trong nháy mắt ngăn lại đường đi của Tiêu Phàm. Ta không biết tốt xấu, đồ vật của ta không bán cho Sở gia ngươi, chính là không biết tốt xấu sao? Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra một tia cân nhắc, ta nói không bán, ngươi một đến hai, hai đến ba hung hăng càn quấy, rốt cuộc là ai không biết tốt xấu? Liên tiếp hỏi lại, khiến Sở Yên Nhiên ngậm miệng không nói gì, nàng rốt cuộc nhìn ra Tiêu Phàm cũng không phải là đang cố ý nâng giá lên, mà thực là không muốn bán. Kỳ thật trong lòng Tiêu Phàm còn có chút bận tâm, sợ Sở Yên Nhiên nhận ra hắn, có điều bây giờ xem ra, là bản thân hắn lo lắng quá nhiều. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bán thất thải long văn mộc? Sở Yên Nhiên lời nói rốt cuộc mềm xuống. Nói không bán, liền không bán. Tiêu Phàm vẫn quyết đoán như cũ, thầm nghĩ trong lòng, thật vất vả tìm được vật liệu luyện chế kim châm, làm sao có thể bán? Ngươi, Sở Yên Nhiên khó thở, ngực chập trùng lên xuống, sắc mặt đỏ bừng, kiều diễm ướt át, tưởng như nhẹ nhàng bóp đều có thể bóp ra nước. Tiểu tử, thất thải long văn mộc vốn là của ta. Ngươi tiêu 100 trung phẩm hồn thạch mua, ta mua về cũng chỉ là vật quy nguyên chủ, 200 triệu trung phẩm hồn thạch, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngô trưởng lão đứng dậy, lau đi máu khóe miệng, hung ác nói. 100 trung phẩm hồn thạch, Sở Yên Nhiên nghe vậy, xúc động muốn thổ huyết. Trong lòng tức giận vô cùng, ngô nhân ngươi là ngu dốt sao? Thất thải long văn mộc ngươi 100 trung phẩm hồn thạch liền bán. Tiêu Phàm chẳng những không tức giận, ngược lại cười ha hả nói, đó chỉ có thể nói ngươi có mắt không tròng, lúc ngươi thu 100 trung phẩm hồn thạch về, vật này liền không có quan hệ gì với ngươi. Nếu như chỉ là một khối phế thạch, cái gì cũng không cắt ra được, ngươi chẳng lẽ sẽ trả ta 100 trung phẩm hồn thạch sao? Đám người không khỏi âm thầm gật đầu. Quỷ củ chợ đêm, một tay giao tiền, một tay giao hàng, một khi tiền hàng thanh toán xong, vật phẩm liền cùng chủ nhân cũ không có bất cứ quan hệ nào. Sẽ trả, Ngô Nhân cắn răng nói. Sống lớn tuổi như vậy rồi, người bên trong không có bất kỳ tăng trưởng nào sao, da mặt ngược lại còn dày hơn tường thành. Tiêu Phàm chỉ đầu mình nói. Đám người cũng xem thường nhìn Ngô Nhân, lão gia hỏa này thật đúng là vô sỉ. Nghề cược thạch này sở dĩ được hoan nghênh như thế, không phải là ở chữ cược này sao? Mở hàng hụt, chẳng lẽ bên cược thạch còn bồi thường tiền? Cược chướng, ai cũng sẽ không ngốc đến trả lại đầy đủ hồn thạch cho bên cược thạch. Ngươi dám mắng ta, Ngô Nhân tức giận, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt. Mắng ngươi thì thế nào? Nơi này là chợ đêm, không phải nơi ngươi dương oai. Thần sắc Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh, áo bào không gió mà bay. Sát khí lặng lẽ dâng lên. Thật là thiếu niên khinh cuồng. Ánh mắt đám người khẽ run lên, toàn bộ Ly Hỏa Đế Đô, có thể không quỳ gối dưới uy nghi của Sở gia có được mấy người. Tiểu tử, có gan ra ngoài chiến một trận, không rút gân lột ra người thì ta không phải Ngô Nhân. Ngô Nhân răng mài đến vang lên kèn kẹt. Người đâu chỉ vô nhân, hơn nữa còn vô nghĩa. Chỗ này Tiêu Phàm chơi chữ đồng âm, từ Ngô phát âm giống với từ vô. Đường đường chiến vương đỉnh phong, khiêu chiến một chiến vương trung kỳ như ta,
ngươi không cảm thấy vô sỉ sao? Tiêu Phàm mặt coi thường nói. Lời này khiến Ngô Nhân tức giận nghiến răng nghiến lợi, đám người thiếu chút nữa thì bật cười, tên Ngô Nhân cũng rất kỳ đi. Có điều, người đã muốn chết, ta thành toàn cho ngươi, thế nào? Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói. Tiêu Tiểu Hữu, Tiêu huynh đệ, hai người Y Vân và Hướng Vinh nghe vậy liền biến sắc, mặc dù bọn hắn tin tưởng thực lực Tiêu Phàm, dù sao đến đường mục còn có thể giết chết. Nhưng Ngô Nhân là trưởng lão Sở gia, nếu như ngay trước mặt nhiều người như vậy giết chết hắn, không phải chính là đánh vào mặt Sở gia sao? Xung quanh người xem cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, tiểu tử này đâu chỉ khinh cuồng, nhất định chính là cuồng vọng không coi ai ra gì. Ha ha, được, tiểu tử, là ngươi tự tìm chết, không trách ta được. Ngô Nhân cất tiếng cười to, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Có điều, ta có một điều kiện. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói. Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Ngô Nhân vô cùng không kiên nhẫn, hắn chỉ muốn lập tức giết chết Tiêu Phàm, đoạt thất thải Long Văn Mộc. Ta muốn lập một tờ thỏa thuận, nếu không giết chết ngươi, lại có người trách ta mạo phạm Sở gia. Hơn nữa, ta còn muốn Sở gia đại tiểu thư tự mình ký tên đồng ý. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Hừ, Ngô Nhân cười lạnh không thôi, tiểu tử này thật đúng là quá cuồng vọng, qua một lúc xem ta giết chết ngươi thế nào. Tiêu Phàm không để ý đến Ngô Nhân, ánh mắt một mực dừng trên người Đường Yên Nhiên. Được, Sở Yên Nhiên cuối cùng gật đầu, chỉ cần Tiêu Phàm chết, Ngô Nhân có thể có được thất thải Long Văn Mộc, có lẽ huynh trưởng Sở Khinh Cuồng liền có cứu. Tiêu Phàm tựa như đã sớm chuẩn bị, lấy ra mấy tờ giấy, rồng bay phượng múa viết lên, đám người thầm mắng tiểu tử này tuyệt đối làm qua không ít sự tình dạng này, bằng không không có khả năng thành thạo như thế. Cút ra đây nhận chết, nhìn thấy Sở Yên Nhiên ký tên đồng ý xong, Tiêu Phàm cầm lấy tờ thỏa thuận, quay người liền bay ra ngoài về hướng chợ đêm. Hừ, lão hủ muốn để ngươi sống không bằng chết, ngươi vĩnh viễn không biết thủ đoạn luyện dược sư. Ngô Nhân nào đã bị tức giận nhường này, không chút do dự cùng bay lên. Trên bầu trời bên ngoài chợ đêm, Tiêu Phàm cùng Ngô Nhân đứng lơ lửng trên không, phía dưới sớm đã đứng đầy những tu sĩ khác. Vì bảo vật mà phát sinh phân tranh vốn là việc rất phổ biến, nhưng còn chưa bao giờ giải quyết ngay trước mặt nhiều người như vậy. Y huynh, nhất định phải bảo hộ Tiêu Phàm, ta thiếu ngươi một nhân tình. Hướng Vinh hít sâu một hơi nhìn Tiêu Phàm trên không trung nói. Yên tâm, tiểu tử Tiêu Phàm này lúc là chiến vương sơ kỳ đã có thể giết chiến vương đỉnh phong Đường Mục, huống chi hiện tại đột phá đến chiến vương trung kỳ. Y Vân hít sâu một hơi, mặc dù nói như vậy nhưng vẫn khó nén lo lắng trong lòng. Ngô Nhân là thất phẩm luyện dược sư, ai biết trong chiến đấu có làm cái quỷ gì hay không. Hướng Vinh lắc đầu. Hắn đã coi Tiêu Phàm là đệ tử Linh Điện, thậm chí đem hy vọng quật khởi của Linh Điện đều ký thác vào trên người Tiêu Phàm. Hắn không thể để cho Tiêu Phàm chết ở chỗ này. Lão bất tử, người cũng phải cẩn thận, lúc ta giết người, đến ta còn thấy sợ chính mình. Con người Tiêu Phàm chậm rãi biến băng lạnh. Ở giữa tay, tàn sát xuất hiện, tản ra ánh sáng âm u. Ngô Nhân cười lạnh nhìn Tiêu Phàm nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi nói không biết ngượng. Chiến vương cảnh trung kỳ nho nhỏ liền ngang ngược càn rỡ, về sau còn được, hôm nay ta liền để ngươi nhìn xem. Người chết như thế nào? Nhớ kỹ kiếp sau, làm người thành thật một chút. Vừa dứt lời, Ngô Nhân cầm trường kiếm trong tay, hóa thành một vệt sáng hướng về Tiêu Phàm đánh tới, tốc độ giống như tia sét, thực lực chiến vương đỉnh phong hiển lộ ra. Tiêu Phàm không dám khinh thường, lão gia hỏa này ở cấp chiến vương đỉnh phong đã có thể trở thành thất phẩm luyện dược sư, nghĩ đến thực lực sẽ không đơn giản như thế, chỉ ít hồn lực không phải chiến vương đỉnh phong bình thường có thể so sánh. Hô, Tiêu Phàm động, người theo gió, tốc độ nhanh vô cùng, không kém so với Ngô Nhân. Liệt dương phổ chiếu, Ngô Nhân quanh thân tỏa ra hỏa diễm cuồn cuộn, một đạo hỏa diễm kiếm cương cao vài trượng ngưng tụ thành hình, hư không như muốn bị xé ra. Hỏa diễm, khó trách chiến vương đỉnh phong liền đã trở thành thất phẩm luyện dược sư. Hai mắt Tiêu Phàm khẽ híp một cái, trực tiếp thi triển huyết la đao pháp nghênh đi lên. Huyết la. Một tiếng gầm điên cuồng, Tiêu Phàm phía sau huyết hải bốc cháy lên cuồn cuộn, quay cuồng bành trướng chỉ ngưng tụ kiếm cương hai trượng, nhưng lại càng thêm bá đạo, hung mãnh. Bang, một tiếng nổ vang, hỏa diễm chi kiếm cùng huyết mang chi đao hung mãnh đâm vào cùng một chỗ, hồn lực cuồn cuộn, bành trướng giống như đại dương.
hai đạo thân ảnh đột nhiên tách ra, trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được ai. Giết, Ngô Nhân gào thét, không sợ hãi chút nào, lần nữa nhào về phía Tiêu Phàm, một kích vừa rồi hắn đã thăm dò ra thực lực Tiêu Phàm, cũng là chiến lực chiến vương hậu kỳ bình thường. Chảm, Tiêu Phàm một chữ rơi xuống, không lo không sợ, vẫn là một chiêu huyết la đao pháp, chỉ là so với vừa rồi khí thế bỗng bạo tăng thêm mấy lần. Đao khí huyết sắc nở rộ, tràn ngập khí tức giết chóc, đao, tựa hồ rất chậm chạp, nhưng quỷ dị là bất luận Ngô Nhân trốn tránh thế nào, đao mang kia đều gắt gao tập trung vào hắn. Oanh long long, một cỗ khí lãng vô cùng mênh mông trong hư không nở rộ, trời đất đều giống như sôi trào lên, không gì sánh kịp khí thế khuếch tán hướng về tứ phương, không gian hình thành từng đạo khí lưu cường đại. Tiểu tử, người thực sự là vượt qua dự kiến của ta, có điều ta sẽ khiến ngươi hiểu rõ, chiến vương trung kỳ cùng chiến vương đỉnh phong chênh lệch thế nào. Ngô Nhân gào thét, lần nữa như mãnh thú nhào về phía Tiêu Phàm. Trên đỉnh đầu hắn, một chuôi trường kiếm hỏa diễm thiêu đốt lơ lửng, hỏa diễm cuồn cuộn nghiêng xuống, khí thế Ngô Nhân trong nháy mắt tăng lên không ít. Thất phẩm chiến hồn, liệt dương kiếm. Hai mắt Tiêu Phàm khẽ híp một cái, có điều vẫn không chịu hồi u linh chiến hồn ra. Không phải hắn tự đại, mà là hắn cảm giác dạng áp lực này vừa vặn thích hợp với hắn. Có lẽ, có thể giúp hắn tại một phương diện nào đó càng tiến thêm một bước. Đương nhiên, Tiêu Phàm nghĩ tại sinh tử đấu trường không có khả năng hắn một mực không sử dụng chiến hồn. U linh chiến hồn vô cùng riêng biệt, một khi sử dụng, rất có thể bại lộ thân phận hắn. Suy suy, khí lưu khủng bố trực tiếp bị kiếm khí quanh thân Ngô Nhân cắt ra, mang theo hỏa diễm vô tận. Người xem trận chiến phía dưới đều có thể cảm giác được một cỗ khí nóng rực. Tiểu tử này lại còn không thi triển lực lượng chiến hồn, đây là muốn chết sao? Đoán chừng hắn đã biết, cho dù thi triển lực lượng chiến hồn cũng không phải đối thủ của đối phương, nên không cần cũng được. Đám người lắc đầu, bọn hắn cảm thấy Tiêu Phàm căn bản không trụ được bao lâu. Liệt dương phần thiên, chết! Ngô Nhân trên trán nổi gân xanh, nổi giận gầm lên một tiếng. Hỏa diễm chi kiếm dài 8 trượng giận dữ bổ xuống, hư không như bị xé nứt, uy thế kinh người. Thần sắc Tiêu Phàm ngưng lại, cảm nhận được một cỗ khí lãng to lớn phóng tới bản thân. Thân hình hắn dường như đứng không vững, tựa như một chiếc thuyền con mênh mông giữa biển cả, lúc nào cũng có thể bị cỗ gió lốc này thổi bay. Gió, Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên, cảm nhận được gió lốc biến hóa, như có một tia giác ngộ, nhất trọng phong thế, giảm bớt lực cản. Còn không có cách nào mượn nhờ phong thế. Đệ nhị trọng phong thế kia, hẳn là cùng gió hoàn toàn hòa làm một thể. Hồn lực quanh thân Tiêu Phàm run rẩy, tựa như cùng gió bốn phía rung động với tần suất giống nhau như đúc, loại tiết tấu kia vô cùng quỷ dị, nhưng Tiêu Phàm lại chân thực cảm nhận được. Thì ra là thế. Tiêu Phàm khóe miệng mỉm cười. Thời điểm này còn bật cười. Đám người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, chẳng lẽ tiểu tử này còn có cái át chủ bài gì? Oanh, hỏa diễm chi kiếm rốt cục rơi xuống, cách Tiêu Phàm không đến 1 mét, tất cả những thứ này phát sinh chỉ trong vòng một sát na, lúc thấy hỏa diễm chi kiếm sắp chém đến Tiêu Phàm. Hô, Tiêu Phàm rốt cục chuyển động, cả người quỷ dị biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã là cách hơn 10 trượng ra bên ngoài, tốc độ nhanh chóng giống hệt thuấn di. Đồng thời, một đạo đao mang lăng lệ đập xuống, xông thẳng phía Ngô Nhân. Phốc! Trên cánh tay Tiêu Phàm, một đạo máu tươi xuất hiện, mặc dù tránh thoát một kích trong gang tấc, nhưng vẫn bị kiếm làm bị thương. Đồng thời, Ngô Nhân phía đối diện cũng chẳng khá hơn, vai trái bị đao khí xuyên thủng, máu tươi rơi xuống. Có độc, sắc mặt Tiêu Phàm đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng nhìn Ngô Nhân. Ha ha, hiện tại ngươi mới biết thủ đoạn của luyện dược sư sao? Chỉ cần ngươi trên người có một chút vết thương, ta liền có thể lấy mạng ngươi. Ngô Nhân ha ha một cái, lần nữa nhào về phía Tiêu Phàm. Ngô Nhân thực sự là vô sỉ, chính diện giao phong vậy mà hạ độc. Đám người không ít người vô cùng phẫn nộ, ai cũng không muốn trong lúc giao phong bị người khác đùa nghịch ám toán. Thân phận luyện dược sư mặc dù chân quý, nhưng mà xét ở một phương diện nào đó, trong chiến đấu dùng độc là hành vi cực kỳ trơ trẽn. Trên mặt hai người Y Vân và Hướng Vinh lóe qua vẻ lo lắng nồng đậm, Tiểu Kim nhe răng trợn mắt. Thiếu chút nữa thì không nhịn được mà lên. Sắc mặt Sở Yên Nhiên trầm xuống, có điều cũng không để ở trong lòng, tựa như nàng đã sớm biết rõ. Tiêu Phàm chết thế nào,
đối với nàng mà nói cũng không quan trọng, quan trọng là Long Văn Mộc bảy sắc nhất định phải tới tay. Là một luyện dược sư, ta vì ngươi cảm thấy xấu hổ. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, nhếch miệng lên một vòng cung. Hô, thân hình hắn lóe lên, hư không lưu lại một đạo tàn diễm lệ. Người xem một mực chú ý đến Ngô Nhân, căn bản bắt không được thân ảnh của Tiêu Phàm. Phốc, một thanh âm thanh thúy vang lên, đám người chỉ thấy một vòng huyết dịch bắn về phía hư không, Ngô Nhân đầu bay ra ngoài, trong mắt là vẻ hoảng sợ. Chết, đám người hít vào ngụm khí lạnh, trong lòng bỗng nhiên rung động một cái, tất cả đều bị thực lực của Tiêu Phàm làm cho chấn kinh. Gạch nối, đầu Ngô Nhân từ trên cao rơi xuống dưới, trong mắt đều là không cam lòng cùng sợ hãi, hắn căn bản không biết Tiêu Phàm xuất thủ như thế nào. Khi hắn lấy lại tinh thần thì đầu đã rơi khỏi cổ. Phù phù, thi thể Ngô Nhân rơi trên mặt đất, nhảy nhót hai lần rồi không có bất kỳ âm thanh gì. Chết, rất nhiều người nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, trong mắt đều là vẻ khó tin. Ngô Nhân là chiến vương đỉnh phong, hơn nữa còn là thất phẩm luyện dược sư, hồn lực cường đại biết bao, lại bị một tiểu tử chiến vương trung kỳ giết chết. Kiếp sau nhớ kỹ, thành thành thật thật làm người. Trên bầu trời, Tiêu Phàm chậm rãi rơi xuống phía dưới, con người băng lãnh nhìn chằm chằm thi thể Ngô Nhân nói. Đám người nghe vậy, trong lòng khẽ run lên, đây không phải Ngô Nhân trước đó nói qua à, giờ phút này Tiêu Phàm còn trả lại hắn, chỉ là Ngô Nhân rốt cuộc nghe không được. Giờ phút này sắc mặt Tiêu Phàm có chút biến thành màu đen, hiển nhiên bên trong thân thể độc tố không ngừng lan tràn, vừa mới một kích, cũng cơ hồ là toàn bộ thực lực. Tiêu huynh đệ, Hướng Vinh vội vàng hướng lên đỡ lấy Tiêu Phàm. Y Vân cũng không có chút do dự, đề phòng nhìn bốn phía. Sở Yên Nhiên trợn mắt hốc mồm, nàng không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà giết chết Ngô Nhân. Ngô Nhân chết, người nào có thể cứu huynh trưởng nàng? Những ngày qua, gia tộc bọn họ vì vấn đề huynh trưởng Sở Khinh Cuồng bận bịu sứt đầu mẻ trán, tìm rất nhiều thất phẩm luyện dược sư đều vô dụng. Đoạn thời gian trước mới tìm tới Ngô Nhân bỏ ra không ít công sức, rốt cục cũng khiến thương thế Sở Khinh Cuồng ngừng. Bởi vậy, Ngô Nhân cũng trở thành trưởng lão Sở gia, cho đãi ngộ rất cao. Cái này cũng là vì sao Ngô Nhân cần thất thải Long Văn Mộc, Sở Yên Nhiên sẽ không chút do dự đáp ứng. Ngươi không thể đi, khi thấy Tiêu Phàm vịn Hướng Vinh chuẩn bị rời đi, Sở Yên Nhiên thân thể mềm mại run lên, vội vàng ngăn Tiêu Phàm. Làm sao, chẳng lẽ Sở gia ngươi cũng thua không dậy nổi? Tiêu Phàm đau thương cười một tiếng, ở chỗ này, hắn không cách nào điều động lực lượng Bạch Thạch và U Linh chiến hồn để giải độc. Nhất định phải lập tức trở về Vân Lai khách sạn. Nhìn thấy Sở Yên Nhiên mở miệng, Tiêu Phàm âm thầm lấy ra mấy cây kim châm, vội vàng phong bế mấy cái đại huyệt trên thân thể, phòng ngừa nọc độc khuếch tán. Sở đại tiểu thư, bọn hắn đã ký hiệp nghị, hơn nữa ngươi cũng ở bên trên ký tên đồng ý, chẳng lẽ còn muốn đổi ý hay sao? Ngữ khí Hướng Vinh khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn nhất định phải lập tức cho Tiêu Phàm giải độc, bằng không hậu quả không thể đoán chừng. Tiêu Phàm chết, bệnh hắn cũng không người nào có thể trị tốt. Ta, Sở Yên Nhiên vừa muốn nói cái gì, nhưng lời nói vừa đến miệng lại nghẹn trở về. Tu sĩ bốn phía âm thầm chỉ trỏ, dạng tư vị này khiến cho nàng cực kỳ khó chịu. Ngươi không phải muốn thất thải Long Văn Mộc sao? Cho ngươi thì như thế nào? Tiêu Phàm mở cánh tay Hướng Vinh, lấy tay ở giữa, thất thải Long Văn Mộc xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó ném như ném rác rưởi cho Sở Yên Nhiên. Đám người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, tiểu tử này thực sự là cổ quái. Sở Yên Nhiên ra giá 2 ức trung phẩm hồn thạch hắn không bán, hiện tại ngược lại trực tiếp ném cho Sở Yên Nhiên, như ném rác rưởi. Dù là Hướng Vinh và Y Vân cũng có chút mơ hồ, không biết Tiêu Phàm đây là có ý gì. Cầm thất thải Long Văn Mộc, Sở Yên Nhiên cảm giác đặc biệt trầm trọng, chính là bởi vì đồ vật này mà Ngô Nhân chết. Ngươi thật sự cho rằng Ngô Nhân nương theo thất thải Long Văn Mộc thì có thể làm cái gì? Hắn chỉ là một thất phẩm luyện dược sư, chẳng lẽ còn có thể luyện chế bát phẩm đan dược hay sao? Tiêu Phàm đột nhiên lại mở miệng. Sắc mặt Sở Yên Nhiên trầm xuống, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, chẳng lẽ hắn cũng biết rõ sự tình huynh trưởng nàng? Bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, sự tình Sở Khinh Cuồng thụ thương, Phàm là người có chút thế lực đều biết rõ, truyền ra cũng rất bình thường. Đồ vật ngươi lấy đi, nếu như cái này đối với ngươi vô dụng, ta tin tưởng ngươi sẽ trả lại cho ta.
Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói. Con ngươi Sở Yên Nhiên co rụt lại, nàng từ bên trong ánh mắt Tiêu Phàm nhìn thấy một loại vô địch tự tin, liên tưởng đến Tiêu Phàm lời nói trước đó, xem như một luyện dược sư, vì ngươi cảm thấy đáng xấu hổ. Khoang, chẳng lẽ ngươi cũng là luyện dược sư? Sở Yên Nhiên kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, vẫn là không nhịn được hỏi ra. Ngươi cứ nói đi, hắn chết, ta tới cứu. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, sau đó lại lấy ra một trang giấy, tiện tay ném cho Sở Yên Nhiên, bất quá, lần sau tới tìm ta, liền đem thất thải long văn mộc luyện chế thành cái vật này, hơn nữa, còn phải mang đến ngọc cơ hoa. Hướng lão, chúng ta đi. Cũng không để ý thái độ Sở Yên Nhiên, Tiêu Phàm xoay người rời đi. Hướng Vinh, Y Vân cùng Tiểu Kim tự nhiên cũng sẽ không lưu ở nơi đây. Sở Yên Nhiên đứng tại chỗ ngẩn người thật lâu, mở tay ra nhìn, phía trên vẽ lấy 9 cái đồ án kim châm, nhìn qua mỗi một cây kim châm không giống nhau. Khi nàng lấy lại tinh thần, lại phát hiện Tiêu Phàm đã biến mất. Rời chợ đêm, Tiêu Phàm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng ngày càng kém. Nhanh, mau dẫn Tiêu Tiểu Hữu đi luyện dược sư công hội. Y Vân biến sắc, Tiêu Phàm trúng độc, muộn một chút là đến không kịp. Không. Nhanh đưa ta về Vân Lai khách sạn, trán Tiêu Phàm nhỏ mồ hôi lớn chừng hạt đậu, thân thể lung la lung lay. Cái này, sắc mặt Y Vân lo lắng vô cùng, về Vân Lai khách sạn chẳng lẽ còn có thể giải độc hay sao? Được, Hướng Vinh trước tiên tin tưởng Tiêu Phàm, mang Tiêu Phàm đạp không mà lên, rất nhanh liền biến mất bên trong bóng đêm. Tiêu Phàm ngồi ở bên trong biệt viện, hắn cơ hồ ngay cả đứng đều đứng không vững. Bất quá vẫn ngăn hai người nói, Tiểu Kim đưa ta vào là được, phiền phức hai vị rồi. Nếu như không phải ta đề nghị đi chợ đêm, Tiêu Tiểu Hữu cũng sẽ không như thế. Trên mặt Y Vân đều là vẻ áy náy. Nếu như không phải Tam gia, ta cũng sẽ không được thất thải long văn mộc không phải sao. Yên tâm, ta chết không được. Tiêu Phàm cười nói, bất quá nụ cười có chút miễn cưỡng, Tiểu Kim, mang ta vào phòng. Giống, Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng. Nó vô cùng phẫn nộ, nếu như không phải Tiêu Phàm ngăn cản, Sở Yên Nhiên tuyệt đối đã chết. Tiểu Kim mang theo Tiêu Phàm đi vào phòng, Y Vân cùng Hướng Vinh hai người đưa mắt nhìn nhau. Hắn thật không có gì chứ? Hướng Vinh lo lắng nói. Yên tâm, ta tin tưởng Tiêu Phàm có thể giải độc. Y Vân hít sâu khẩu khí, nói, Hướng lão, ngươi cảm thấy Tiêu Phàm thực chỉ là ngẫu nhiên cắt được thất thải long văn mộc sao? Còn nữa... Tiêu Phàm tự tin rằng Sở Yên Nhiên sẽ mang ngọc cơ hoa tới tìm hắn, điều này nói rõ, tờ giấy kia rất quan trọng. Cái này, Hướng Vinh con người co rụt lại. Nếu như người Sở ra lần sau thực đến, chúng ta lần sau lại dẫn hắn đi chợ đêm thử một lần liền biết rõ. Nếu như thực sự là dạng này, vậy nhất định nói hắn dạy ta một chút ta làm sao chọn nguyên liệu, về phần hiện tại, chúng ta thay hắn hộ pháp. Y Vân gật đầu nói. Tiêu Phàm vừa mới đi vào trong phòng, Phong Lang thấy cảnh này, bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt lóe lên một vòng hung lệ, ngươi trúng độc. Không có việc gì, Tiêu Phàm lắc đầu, trực tiếp xếp bằng tại chỗ vận chuyển vô tận chiến quyết, tâm thần dẫn ra bạch thạch, từng tia bạch mang yếu ớt tỏa ra thẩm thấu vào mọi hướng bên trong cơ thể Tiêu Phàm. Hô, U Linh chiến hồn hiển hiện, ngưng tụ thành từng tia khói đen che phủ lấy toàn thân. Phong Lang hít sâu một hơi, ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Nhìn bản thân Tiêu Phàm bại lộ ngay trước mặt hắn, hắn trong lòng khẽ run lên. Giờ phút này Tiêu Phàm không có chút phòng bị, dù là bản thân hiện tại chỉ tương đương với một người bình thường, đều có thể tùy tiện giết hắn. Phong Lang con người băng lãnh, rốt cục lóe qua vẻ khác thường. Trong lòng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ tên gia hỏa thật muốn coi ta là huynh đệ. Xem ra là ta không xứng làm huynh đệ ngươi a. Lúc đến giữa trưa ngày thứ hai. Tiêu Phàm lúc này mới mở hai mắt, sắc mặt rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, thu liễm tâm thần chậm rãi đứng dậy. Ngươi tốt chứ? Phong Lang kinh dị nhìn Tiêu Phàm. Chiến hồn có năng lực chữa trị. Tiêu Phàm sang sảng cười một tiếng, tựa như cái gì cũng không phát sinh. Bất quá trong lòng lại trầm ngâm nói, còn tốt chỉ là lục phẩm độc dược, hơn nữa trở về kịp thời, bằng không coi như thảm. Bất quá cũng không phải không thu hoạch được gì, phong thế đột phá nhị trọng. Tiếp xuống tới chính là lĩnh ngộ đệ tam trọng. Chữa trị, năng lực chữa trị có thể giải độc sao? Phong Lang cổ quái nói. Ta là một luyện dược sư. Tiêu Phàm lười nhác giải thích, đành phải dùng thân phận luyện dược sư đến ngăn chặn Phong Lang.
Sau đó vừa cười nói, đúng rồi, ta tìm linh dược tới chữa cho chân ngươi, nếu như không xảy ra ngoài ý muốn mà nói, rất nhanh liền sẽ có người đưa tới. Đa tạ, Phong Lang hít sâu nói. Ta trúng độc, cùng thay ngươi tìm linh dược không có quan hệ gì. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nhìn thấy ánh nắng ngoài cửa sổ tươi đẹp, Tiêu Phàm đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, nói, hôm nay còn 5 trận sinh tử đấu, ta đi trước. Ngươi thân thể vừa mới khôi phục, ngươi không muốn sống sao? Con ngươi Phong Lang co rụt lại, cả kinh quát. Yên tâm, chết không được. Tiêu Phàm trực tiếp đẩy cửa phòng đi ra ngoài, phát hiện Y Vân cùng Hướng Vinh hai người còn chờ đợi trong sân. Tiêu Tiểu Hữu huynh đệ, nhìn thấy Tiêu Phàm, hai người cũng là một trận kinh hỉ. Hướng lão, Tam gia, đa tạ hai vị. Tiêu Phàm hơi thi lễ, hai người trắng đêm chưa ngủ hộ pháp thay hắn, khiến trong lòng hắn ấm áp. Ngươi muốn đi ra ngoài? Hướng Vinh lo lắng nhìn Tiêu Phàm nói. Ừ, ta có chút sự tình muốn đi làm. Tiêu Phàm không có giấu giếm, nhưng là tuyệt đối không có khả năng đem sự tình sinh tử đấu trường sinh tử đấu nói cho bọn hắn. Hướng lão, ngươi mau chóng đem dược tài chuẩn bị đầy đủ, mặt khác nhớ kỹ mỗi ngày đều phải mua dược. Được. Hướng Vinh gật đầu, đêm qua hắn quên việc này. Tiêu Phàm rời Vân Lai khách sạn, cấp tốc chạy tới sinh tử đấu trường. 5 trận sinh tử đấu đối với hắn mà nói vẫn không có bất kỳ áp lực, đừng nói hắn đã lĩnh ngộ đệ nhị trọng phong thế. Cho dù không có thì mấy chiến vương trung kỳ bình thường căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Bất quá, theo đề nghị Phong Lang, Tiêu Phàm cũng học được cách ẩn tàng thực lực, sinh tử đấu trường không có khả năng khiến hắn tùy tiện thắng được, bởi vì mỗi người thắng 10 trận, hắn sẽ được ban thưởng lớn. Về phần thưởng 100 vạn trung phẩm hồn thạch, Tiêu Phàm không để ở trong lòng, mà trực tiếp đặt ở trên người bản thân. Thua, người liền chết, được nhiều hồn thạch có ý nghĩa gì? Thắng, cuối cùng toàn bộ lấy ra, tuyệt đối cũng là một bút không ít tài phú. Sau hơn nửa tháng, Tiêu Phàm một mực lặp đi lặp lại việc rời Vân Lai khách sạn đến sinh tử đấu trường. Từ ban đầu mỗi ngày 5 trận, về sau giảm bớt 4 trận, sau đó lại giảm bớt đến 3 trận. Hơn nửa tháng thời gian, Tiêu Phàm rốt cục cầm 49 trận thắng lợi, càng đến phía sau, Tiêu Phàm chiến cũng càng ngày càng gian nan, mỗi lần trên người đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít lưu lại một chút vết thương. Bất quá ở nơi này hơn nửa tháng, thực lực Tiêu Phàm cũng có chút tăng lên rõ rệt. Mặc dù còn chưa đột phá, nhưng đối với kiếm thế, đao thế, quyền thế cùng phong thế lại có lĩnh ngộ mới. Nhất là kiếm thế, Tiêu Phàm tựa như bắt được cái bóng đệ tam trọng. Chỉ là loại cảm giác lóe lên một cái rồi biến mất, căn bản không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tiêu Phàm đối với việc bản thân lĩnh ngộ thế là tương đối tự tin, dù vậy, cũng khó có thể lĩnh ngộ đệ tam trọng thế. Có thể nghĩ những người khác, khó trách lĩnh ngộ đệ tam trọng thế, người đột phá chiến vương đỉnh phong có thể trở thành phong vương chiến vương. Công tử, sống sót, hơn nửa tháng, Phong Lang đã hoàn toàn bị Tiêu Phàm tin phục, kinh mạch và đan điền hắn đã được Tiêu Phàm chữa trị. Tiêu Phàm cùng Phong Lang giao thủ qua, Tiêu Phàm không có ở trên người Phong Lang chiếm được chỗ tốt gì, bất quá tốc độ Phong Lang so với hắn nhanh hơn một phần nhưng cũng không làm gì được Tiêu Phàm. Đương nhiên, trong đó khẳng định có việc nhường, nếu như liều mạng mà nói, giờ phút này Tiêu Phàm căn bản không phải là đối thủ Phong Lang. Dù sao, Phong Lang tại sinh tử đấu trường thắng liên tiếp 91 trận. Ngươi không đi xem, Tiêu Phàm cười cười. Y Vân cùng Hướng Vinh đã sớm biết rõ Phong Lang tồn tại, chỉ là không biết thân phận Phong Lang mà thôi. Chờ ngươi đấu trận thứ 100, ta nhất định sẽ đi nhìn. Sắc mặt Phong Lang lạnh lùng như cũ, tựa như hắn cho tới bây giờ đều không biết cười là cái gì. Liền hướng ngươi câu nói này, ta cũng muốn sống đến trận thứ 100. Tiêu Phàm thoải mái cười một tiếng, sau đó vỗ bả vai Phong Lang nói, yên tâm, người Sở gia chẳng mấy chốc sẽ đem đồ vật đến. Có thể khôi phục tu vi ta đã hài lòng, chân có trị hay không không quan trọng. Phong Lang lắc đầu, mặc dù nói như vậy, nhưng trong mắt hắn lại lóe qua một tia tha thiết. Tiêu Phàm không nói, quay người rời Vân Lai khách sạn, rất nhanh liền xuất hiện ở bên trong sinh tử đấu trường. Sinh tử đấu trường sớm đã kín hết chỗ, mọi người biết hôm nay có U Linh chiến đấu, vé vào cửa đã sớm 2 ngày không bán. Cả tòa Ly Hỏa Đế Đô. Phàm là tu sĩ nóng lòng muốn xem sinh tử đấu, bây giờ không có ai là không biết đến tên U Linh.
Hơn nửa tháng thắng liên tiếp 49 trận, U Linh đã sớm đánh vỡ sinh tử đấu trường, nếu như lại thắng một ván, liền có thể đột phá 50 trận. 50 trận là một cái mấu chốt, một khi Tiêu Phàm thành công, U Linh chính là người trong sinh tử đấu trường đột phá 50 trận nhanh nhất. Đương nhiên, một trận chiến này, Tiêu Phàm cũng thập phần thận trọng, không dám có bất kỳ khinh thường. Bởi vì đối thủ của hắn là một tu sĩ thắng 63 trận. Hơn nữa còn là một kiếm tu, Tiêu Phàm từng quan sát qua hai trận chiến đấu của hắn. Người này kiếm đạo rất quỷ dị, không có bất kỳ tung tích gì có thể tìm ra. Bên trong sinh tử đấu trường, tứ đại trưởng lão tề tự, ngồi ở một gian nhã thất lẳng lặng nhìn màn hình. Trên màn hình chính hiện ra hình ảnh sinh tử chiến đài số 3. Thật là náo nhiệt, 18 ngày thắng liên tiếp 49 trận, U Linh này thực lực thực là không tồi. Chỉ đáng tiếc. Hôm nay gặp gỡ quỷ ảnh. Đại trưởng lão nhàn nhạt thưởng thức trà thơm, âm dương quái khí nói. Quỷ ảnh kiếm đạo nhẹ nhàng quỷ dị, mặc dù U Linh tại kiếm đạo, đao đạo, thậm chí quyền đạo tạo nghệ cũng không tệ. Nhưng nhiều mà không tinh, không nhất định là đối thủ của quỷ ảnh. Nhị trưởng lão cũng phụ họa nói. Nếu như U Linh thắng thì sao? Tam trưởng lão cười nhạt một tiếng, những ngày qua hắn một mực quan sát U Linh chiến đấu. Đối với U Linh tán thưởng rất nhiều. Tam trưởng lão, nếu không chúng ta đánh cược như thế nào? Nếu như U Linh thắng, 80 trận trước đó, đối thủ của U Linh đều do ngươi an bài. Đại trưởng lão buông chén trà trong tay xuống, cười nhìn tam trưởng lão nói. Ta cũng không tham dự. Nhị trưởng lão cũng mỉm cười, đương nhiên, nếu như U Linh thua, 10 trận sau, đối thủ của U Linh đều do chúng ta an bài. Đề nghị này cũng không tệ. Đại trưởng lão cười ha hả nói. Có thể. Tam trưởng lão híp hai mắt, gật đầu nói. Ha ha, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Đại trưởng lão cười ha ha một tiếng, tựa như đạt được âm mưu, âm hiểm cười nói. Thật hy vọng U Linh có thể sống đến trận 90, đến thời điểm đó để hắn đánh với Dạ La một trận, mới là chân chính đặc sắc. Sắc mặt tam trưởng lão tái nhợt, thực lực Dạ La hắn biết. Nửa tháng này, Dạ La lại thắng được mấy trận, đã đột phá 90 trận, là người trong sinh tử đấu trường gần thiên tàn nhất. Chiến đấu bắt đầu. Tứ trưởng lão một mực trầm mặc không nói đột nhiên mở miệng, mấy người ánh mắt nhao nhao hướng về màn hình nhìn lại. Bên trên sinh tử chiến đài, Tiêu Phàm đứng chắp tay, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm người đối diện, đó là một nam tử thân hình gầy gò. Hắn mặc một bộ trường bào màu đen, mang mặt nạ mặt quỷ, chỉ lộ ra một ánh mắt. Cùng một cái miệng thập phần dữ tợn. Một áo bào màu đen choàng sau vai, không gió mà bay, đứng ở đó giống như một chuôi tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ. Tiêu Phàm không dám khinh thường, người đối diện tên là Quỷ Ảnh, đã lấy được 63 trận thắng liên tiếp. Tại sinh tử đấu trường có thể sống sót, liền đại biểu thực lực. Người này chỉ phát ra khí thế, 49 người trước đó bị hắn giết chết đều không thể so sánh. Người chủ trì líu lo không ngừng khen ngợi lấy chiến tích hai người, đem bầu không khí đốt tới đỉnh phong. U Linh, một kiếm diệt hắn, một đao cũng có thể. Quỷ Ảnh, đừng thống khoái giết chết hắn, nhất định để U Linh huyết tiên tam xích, cho hắn thêm một kiếm chí mạng. Đám người ra sức chu lên, huyết dịch dường như sôi trào, một bên là 18 ngày thắng liên tiếp 49 trận, sáng tạo lịch sử ghi chép sinh tử đấu trường. Một bên kiếm đạo quỷ dị. Xuất thủ lăng lệ, đã thắng được 63 trận thắng liên tiếp. Hai người nhân khí có thể nói thế lực ngang nhau, chiến đấu còn không có khai hỏa, khán giả liền đã không kịp chờ đợi. U Linh, rất lâu liền muốn cùng ngươi chiến một trận, rất muốn nếm thử máu tươi của ngươi có tư vị gì. Thanh âm quỷ ảnh âm nhu vang lên, lộ ra một tia lăng lệ, nhếch miệng lên một vòng. Hắn đối với thanh âm bốn phía ngoảnh mặt làm ngơ. Nâng huyết kiếm dài nhỏ trong tay phóng tới bên miệng, nhẹ nhàng liếm láp. Thanh âm này, động tác này cũng làm người ta có loại cảm giác không rét mà run. Có lẽ ta cắt lấy đầu ngươi cũng không chừng. Bất quá Tiêu Phàm lại thập phần bình tĩnh, mở bàn tay, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay, đối mặt quỷ ảnh, hắn cũng chuẩn bị xuất ra toàn bộ thực lực. Hừ, quỷ ảnh trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh, ánh mắt vô tình băng lãnh, đạp chân xuống như chuồn chuồn lướt nước. Thân pháp nhẹ nhàng quỷ dị, xông thẳng đến Tiêu Phàm. Hai vị đấu sĩ đã không kịp chờ đợi xuất thủ, hiện tại ta tuyên bố, chiến đấu chính thức bắt đầu.
người chủ trì trực tiếp kết thúc một đống nói nhảm. Quỷ ảnh tay phải huyết kiếm khẽ run lên, hư không bỗng hiện ra từng đạo kiếm khí màu đỏ, ngưng tụ thành một loạt khí tức phong tỏa tứ phương, lộ ra một cỗ sắc bén. Quỷ ảnh vậy mà vừa ra tay chính là đại sát chiêu, thiên phạt huyết võng. Lần này, U Linh lại lấy cái gì ngăn cản đâu? Người chủ trì kinh hô ra, những người khác cũng bỗng nhiên đứng dậy. Hai người vừa mới xuất thủ, liền điểm bạo nhiệt tình toàn trường. Đối mặt một kiếm bá đạo tuyệt luân của quỷ ảnh, Tiêu Phàm đạp chân xuống, đưa hai cánh tay hướng phía sau thối lui, kiếm mang lăng lệ cách của Tiêu Phàm chỉ có 3 thước. U Linh, cũng chỉ có như thế. Quỷ ảnh khóe miệng khẽ cong, tựa như âm mưu đạt được. Bang, đúng lúc này, Tiêu Phàm xoay người giữa không trung, tu la kiếm trong tay nhẹ nhàng rung động. Phía sau hắn, một đạo huyết quang bị bắn bay, trực tiếp cắm trên mặt đất. Ngươi làm sao biết rõ một kiếm của ta? Nụ cười trên mặt quỷ ảnh cứng đờ, ngữ khí băng lãnh tới cực điểm. Một kiếm này, 63 trận phía trước hắn chưa bao giờ thi triển qua, nếu như không phải Tiêu Phàm hơn nửa tháng thắng liên tiếp 50 trận, hắn cũng sẽ không thi triển một chiêu này. Nhưng làm hắn không nghĩ tới là, Tiêu Phàm vậy mà nhẹ nhàng tránh thoát một kích này, việc này khiến hắn làm sao không kinh ngạc được. Ngươi sơ hở quá nhiều. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, hồn lực hắn nhạy cảm biết bao, tại thời điểm quỷ ảnh xuất kiếm, hắn liền cảm nhận được trong hư vô có một thanh kiếm vây quanh phía sau hắn. Dù vậy, ngươi cũng phải chết, quỷ ảnh lạnh lùng cười một tiếng, thân thể theo vào. Từng đạo kiếm khí màu đỏ dung hợp tại cùng một chỗ, lộ ra một cỗ thi huyết sát y phóng tới Tiêu Phàm. Sát thế sao? Ánh mắt Tiêu Phàm ngưng lại, hắn không dám khinh thường. Nếu không có lẽ thật đúng là phải chịu thiệt thòi. Khó trách Phong Lang nói với hắn, không được khinh thường một người tiền nhiệm sinh tử chiến đài, nhất là người thắng liên tiếp 50 trận, mỗi người bọn họ đều là sát thủ tinh anh. Thậm chí Phong Lang tiết lộ, rất nhiều người thắng liên tiếp 50 trận lại đột nhiên biến mất. Mặc dù hắn cũng không biết những người kia đi nơi nào, nhưng phía dưới mặt nạ thường xuyên thay đổi, cái gọi là hiệp nghị sinh tử chỉ đối với đấu sĩ ước hẹn mà thôi. Nhìn thấy kiếm khí màu đỏ kia đánh tới, Tiêu Phàm không lùi mà tiến, giơ tu la kiếm trong tay lên, lấy một loại khí thế bá đạo chém xuống dưới. Vô tận chi kiếm, xoẹt xẹt. Trong hư không lửa điện lấp lóe, quỷ ảnh kiếm lập tức bị đánh tan ra, tại hư không khuấy động ra từng đạo huyết sắc gợn sóng, đồng thời, Tiêu Phàm công kích cũng tan thành mây khói. Bang, bang, hai người kịch liệt đâm vào cùng một chỗ. Trên sinh tử chiến đài đâu đâu cũng có thân ảnh hai người, kiếm khí tung hoành, khí lãng quay cuồng, hai đạo thân ảnh như là thiểm điện đang nhanh chóng giao kích. Oanh, một tiếng nổ vang kịch liệt, hai đạo thân ảnh nhanh chóng bay vụt ra. Áo quần quỷ ảnh rách nát không ít, mà cánh tay Tiêu Phàm lại rơi vài giọt máu tươi. Vừa mới giao phong, Tiêu Phàm vậy mà rơi xuống thế hạ phong. Làm sao có thể, U Linh không có khả năng thua. Những người kia duy trì U Linh. Tất cả đều giận dữ lên. Sao không có khả năng thua, hắn hiện tại đã rơi xuống thế hạ phong, thua chỉ là sớm muộn thôi. Người duy trì quỷ ảnh khinh thường nói. Bọn hắn lại không phát hiện, tại đầu vai quỷ ảnh, máu tươi róc rách chảy, trên gương mặt hắn mồ hôi rơi xuống. Ngươi làm sao còn nhanh hơn ta? Quỷ ảnh khóe miệng rung động, răng mài đến kẹt kẹt rung động. Ngươi muốn so tốc độ, ta liền cùng ngươi so tốc độ. Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn cũng rốt cục thấy quỷ ảnh quỷ dị, mỗi một kiếm đều kiếm tẩu thiên phong, không có chút quỹ tích nào có thể tìm ra. Mặc dù quỷ ảnh chỉ là chiến vương hậu kỳ, nhưng có thể làm cho hắn thụ thương, điểm này đã đủ để chứng minh quỷ ảnh cường đại. Ta không tin ngươi có thể một mực chống đỡ được. Quỷ ảnh hư lạnh một tiếng. Khủng bố phong mang chi thế bắn ra, khí thế quỷ ảnh cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Áo bào đen phần phật bay múa. Một cỗ kiếm thế bộc phá chém đến. Đồng thời thân thể hắn cấp tốc theo vào, huyết kiếm gào thét hóa thành vô số huyết sắc hư ảnh. Trong hư không xuất hiện vô số huyết kiếm, không có chút mảy may lưu tình chém về phía Tiêu Phàm. Nhị trọng đỉnh phong kiếm thế. Trong lòng Tiêu Phàm hơi kinh hãi, cỗ kiếm thế này so với hắn dự kiến lợi hại hơn rất nhiều. Kiếm thế đại biểu cho lăng lệ, dũng mãnh tiến tới, kiếm thế càng mạnh, công kích cũng càng lăng lệ. Một khi đột phá đệ tam trọng, vẻn vẹn dùng hồn lực ngưng tụ kiếm mang cũng có thể tùy tiện chặt đứt hồn binh bình thường.
Thần sắc Tiêu Phàm ngưng lại, Tu La kiếm trong tay khẽ run lên, sau một khắc, toàn thân hắn cũng bộc phát ra một cỗ khí diễm ngập trời. Sau lưng hắn ngưng tụ ra một đạo kiếm ảnh. Rất hiển nhiên, đây cũng là nhị trọng kiếm thế đỉnh phong, khoảng cách đệ tam trọng chỉ kém một bước chân vào cửa. Nhưng chính là một bước chân vào cửa này Tiêu Phàm làm sao cũng bước không qua. Đệ tam trọng kiếm thế, thật khó lĩnh ngộ thế sao? Tiêu Phàm thở dài. Hồng Trần Sát, khẽ nói một tiếng, một đạo ánh sáng màu bạc nở rộ, nếu có người quen nhìn thấy, dựa vào một kiếm có lẽ có thể nhận ra thân phận Tiêu Phàm. Phốc phốc phốc, trong hư không, từng tiếng nhẹ vang lên, kiếm khí màu đỏ trước người quỷ ảnh đột nhiên nổ tung, gần như đồng thời, quỷ ảnh bay ngược ra, một cánh tay bị hất văng. Bất quá, Tiêu Phàm cũng chẳng tốt đẹp gì, có mấy đạo huyết mang xuyên thủng thân thể hắn, máu tươi phun ra. Đây là muốn đồng quy vô tận sao? Đám người lên tiếng kinh hô, rất nhiều người càng là kích động đứng lên. Gạch nối, đây là kiếm thế đệ tam trọng, tứ đại trưởng lão trong phòng, nhị trưởng lão hoảng sợ nói, trên mặt đều là thần sắc kinh ngạc. U Linh mới là chiến vương cảnh trung kỳ mà thôi, nếu như lĩnh ngộ tam trọng kiếm thế vậy thì quá đáng sợ. Rất nhiều người cho dù tại chiến vương hậu kỳ, thậm chí chiến vương đỉnh phong cũng vô pháp lĩnh ngộ. Một khi lĩnh ngộ đệ tam trọng kiếm thế, liền có thực lực phong vương. Không đúng, không phải kiếm thế, mà là chiến kỹ, lấy thực hóa hư, thật là chiến kỹ quỷ dị. Tam trưởng lão lắc đầu, một kiếm vừa mới kia mặc dù chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng lại chạy không khỏi mắt bọn hắn. Thật đúng là không phải kiếm thế, chiến kỹ vẻn vẹn có công kích như thế, nếu như lĩnh ngộ đệ tam trọng kiếm thế sẽ như thế nào? Nhị trưởng lão trở về chỗ ngồi, rất nhanh minh bạch. Dù hắn đứng ở bên đại trưởng lão cũng không keo kiệt tán thưởng Tiêu Phàm. Ta đột nhiên nghĩ tới một người, tại chiến vương cảnh trung kỳ liền lĩnh ngộ tam trọng kiếm thế. Tứ trưởng lão đột nhiên mở miệng nói. Ai, nhị trưởng lão không cần nghĩ ngợi hỏi. Lãnh Tiếu Nhận, tứ trưởng lão hít sâu khẩu khí nói. Trên mặt hai người nhị trưởng lão và tam trưởng lão lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa nhắc tới Lãnh Tiếu Nhận, bọn hắn tại sinh tử đấu trường không ai không biết. Không người không hiểu nhân vật cao tầng này. Đây chính là truyền kỳ sinh tử đấu trường Ly Hỏa Đế Đô, thời gian nửa năm ngay bách thắng, đánh vỡ mấy trăm năm ghi chép. Bây giờ đã qua 5 năm, cái kỷ lục này vẫn như cũ duy trì, không ai đánh vỡ. Cùng Lãnh Tiếu Nhận so sánh, hắn còn kém xa, chờ hắn có thể bách thắng rồi nói sau. Sắc mặt đại trưởng lão khó coi vô cùng, trong lòng sát khí nặng nề. Khó được là tam trưởng lão không có phản bác, trong lòng hắn chỉ ít tạm thời mà nói, không người nào có thể siêu việt hơn Lãnh Tiếu Nhận. U Linh không được, Thiên Tàn cũng không được, bên trên sinh tử chiến đài, quỷ ảnh một tay che lấy cánh tay, quỳ một chân trên đất, còn người u lãnh như hung thú khát máu nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, mặc cho máu tươi trên lồng ngực chảy xuống, dẫn theo Tu La kiếm từng bước một hướng quỷ ảnh đi đến. Người vậy mà lĩnh ngộ đệ tam trọng kiếm thế, quỷ ảnh khẽ cắn môi đứng dậy, cưỡng ép nhìn xuống vẻ thống khổ khi mất đi một tay, người rất tốt, nguyên bản ta coi là tới trận 90 mới thi triển chiêu này, nhưng người đáng chết dưới một chiêu này. Tiêu Phàm bước chân không có bất kỳ ý dừng lại, hắn vừa mới không thể nghi ngờ chạm đến biên giới đệ tam trọng kiếm thế, bên trong tối tăm nắm được một chút gì đó. Nhưng giữa ngón tay sói mòn, liền tựa như dùng sức nắm chặt cát. Nắm càng chặt, mất đi càng nhiều. Hắn cần một trận chiến thống khoái để xuyên phá tầng ngăn cách này. Đến trạm tia minh ngộ, dù là biết rõ phải chết, cũng sẽ không tiếc. Đã sớm sáng tỏ, tịch vong là đủ. Huyết hải cuồng lan, quỷ ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân hắn đột nhiên tràn ngập sương mù màu máu, sương mù hóa thành phong bạo lợi nhận, từ bốn phương tám hướng thẳng hướng Tiêu Phàm. Đồng thời, quỷ ảnh bỗng biến mất tại chỗ. Hoàn toàn không thấy tăm hơi, tựa như hư không tiêu thất. Phốc, cánh tay Tiêu Phàm bị một kiếm xuyên thủng, hắn một kiếm đánh ra, huyết sắc kia trong gió lốc bị xé mở, nhưng mà cái gì cũng đều không có. Người ngay cả thân ảnh ta đều bắt không kịp, lấy cái gì đấu cùng ta. Thanh âm quỷ ảnh cuồng ngạo vang lên, vô số lợi kiếm không ngừng xuất hiện, toàn thân Tiêu Phàm máu tươi bắn ra. Sau một khắc, hắn chậm rãi nhắm hai mắt. Lặng lặng cảm ứng biến hóa bốn phía, nhất tâm nhị dụng thi triển,
một bên lĩnh ngộ đệ tam trọng kiếm thế, một bên ngăn cản quỷ ảnh công sát. Một kiếm, hai kiếm, mười kiếm. Quỷ ảnh tựa như không muốn lập tức giết Tiêu Phàm, một kiếm cắt mỗi một tấc da thịt của Tiêu Phàm. Ánh mắt Tiêu Phàm bình tĩnh tới cực điểm, tựa như đổ máu không phải hắn, trên mặt không lộ ra chút thống khổ nào, mặc cho một kiếm kia chạm trên người. Đồng thời, hắn xuất thủ càng lúc càng nhanh, ngay từ đầu, 10 kiếm chỉ có thể ngăn cản một kiếm, chậm rãi có thể ngăn trở hai kiếm, sau đó ba kiếm. Nửa chén trà nhỏ thời gian, trên người Tiêu Phàm đã cơ hồ không một chỗ hoàn hảo, máu tươi thẩm thấu y phục, dọc theo cánh tay hắn rơi xuống. Dưới chân những nơi đi qua, đều lưu dấu chân màu đỏ tươi. Nghị lực thật đáng sợ, thế này cũng không chết. Con người tứ trưởng lão thấy cảnh này, cũng không nhịn được run run. Một kiếm cắt đứt da thịt, nếu là chiến vương, thậm chí chiến hoàng, đoán chừng đã sớm tiếp nhận không được loại thống khổ này, chính là đổ máu cũng chết. Nhưng mà bóng lưng Tiêu Phàm một mực thẳng tắp như tùng, không có mảy may cong xuống. Các ngươi có phát hiện hay không, kiếm hắn càng lúc càng nhanh, tại sao ta cảm giác tiểu tử này không phải đang đối địch, mà là đang ngộ kiếm. Nhị trưởng lão cũng không rét mà run. Kẻ này nếu không chết, tương lai tất thành châu báu. Tam trưởng lão hít sâu một hơi nói. Tam trưởng lão, kẻ này nhường ta nhé. Ngươi không phải đã có thiên tàn sao? Nhị trưởng lão đột nhiên cười ha hả nhìn tam trưởng lão nói, trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt. Ngươi vừa mới không phải nói U Linh không phải đối thủ của quỷ ảnh sao? Tam trưởng lão nghiền ngẫm cười một tiếng, một bộ đánh chết ta cũng sẽ không đáp ứng. Ha ha! Nhị trưởng lão xấu hổ cười một tiếng, không có ý tứ gãi đầu. Hãy chờ xem, hiện tại còn chưa nhất định đâu. Sắc mặt đại trưởng lão trầm nói. Nếu quả thật như nhị trưởng lão nói tiểu tử này đang ngộ kiếm, vậy 30 trận sau tùy ý tam trưởng lão an bài, ai biết rõ tiểu tử này sẽ trưởng thành đến cấp độ gì. Gió, lại qua mấy chục cái hô hấp, Tiêu Phàm đột nhiên động, vô số bạch sắc kiếm ảnh từ trên người hắn bắn ra, lít nha lít nhít, che kín hư không mỗi một góc. Phốc, trong một sát na, một đạo thân ảnh rơi xuống, áo bào trên người bị phá tan thành từng mảnh, mặt nạ trên mặt cũng bị vỡ ra, lộ ra một khuôn mặt dữ tợn, hai mắt huyết hồng vô cùng. Bang, hắn bay ngược ra mười mấy mét mới dừng lại, trên mặt đất lưu lại một đạo vết máu thật sâu, huyết kiếm cắm sâu vào bên trong chiến đài. Thế này cũng không chết, đám người kinh hãi, nhìn hai cái huyết nhân trên sinh tử chiến đài, cảm giác toàn thân run lên. Hỗn trướng, quỷ ảnh gào thét. Chạy vội ra, tại đỉnh đầu hắn, một chuôi huyết sắc trường kiếm gào thét xuất hiện, hắn tại hư không lật nhào. Âm vang một tiếng, rút huyết kiếm lên, tại hư không xoay chuyển như là xoắn ốc phóng tới Tiêu Phàm. Thất phẩm chiến hồn, huyết ảnh kiếm, đây không phải huyền cung hắc bạch vô thường hắc vô thường sao? Không sai, chính là hắc vô thường, vừa rồi không thấy rõ gương mặt kia, ta còn tưởng rằng nhìn lầm, trong lúc nhất thời không nhận ra hắn. Khó trách hắn một mực đều không có hiển lộ chiến hồn, đây là cố ý ẩn tàng thân phận. Nếu là hắc vô thường bị U Linh giết chết tại sinh tử đấu trường, đệ đệ song sinh bạch vô thường nhất định sẽ đến báo thù. Nghe nói bạch vô thường là một trong thiên tài có hy vọng nhất năm nay tiến vào nội viện đệ tử, so với ca ca hắc vô thường lợi hại hơn nhiều. Đám người kinh hãi nhìn xem quỷ ảnh, không, nói cho đúng là hắc vô thường, ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắc bạch vô thường, Tiêu Phàm cau mày một cái, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Một cái liền nghĩ đến hai nhân vật trong truyền thuyết kiếp trước. Không nghĩ tới kiếp này bản thân trở thành đối thủ của hắc vô thường, nếu như giết hắn, thì sẽ như thế nào đây? Cái gì huyền cung đệ tử, Tiêu Phàm căn bản không để trong lòng, chỉ cần đứng ở trên sinh tử chiến đài, cuối cùng sống sót chỉ có một người. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm chậm rãi nâng tu la kiếm trong tay lên. Một cỗ kiếm thế như có như không từ trên người hắn xuất hiện. Kiếm thế tam trọng, hồng trần thiếu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 16.